Đô thị mạnh nhất Hoàn Khố, Diệp Thần Phong. Chương 341, nữ nhân, trời xanh từ trước đến nay quen thuộc. Xác định đầu phiếu. Màn đêm dần dần chậm lại, đen kịt trong trời đêm sao lốm đốm đầy trời, từng viên một lóe ra chúng nó độc hữu chính là quang mang, phảng phất tương khảm ở trên trời chói mắt bảo thạch, những người không kiềm hãm được muốn ngẩng đầu nhìn cái này phiến xinh đẹp tinh không. Trung tuần tháng 6 nhiệt độ không khí đến buổi tối hơi giảm xuống một ít, thỉnh thoảng thổi qua gió đêm nhường tại trên đường phố đi dạo người đi đường, tức khắc cảm giác dễ chịu vạn phần. Diệp Thần Phong mang theo Vương Phỉ Phỉ về tới cửa biệt thự, Vương Phỉ Phỉ trắng nõn bàn tay lôi kéo Diệp Thần Phong ống tay áo, khuôn mặt tràn đầy thần sắc khẩn trương, như vậy khó trách, trong biệt thự có Diệp Thần Phong hai nữ nhân khác, Vương Phỉ Phỉ tại trong lòng đem mình coi thành Diệp Thần Phong chim hoàng yến. Nàng sợ vạn nhất trong biệt thự Đường Hân cùng Triệu Uyển Đình không thích nàng, như vậy nàng phải làm gì? Vương Phỉ Phỉ đơn bạc môi chăm chú khép lại, một đôi thủy uông uông trong đôi mắt to lóe lên một tia do dự, tuy rằng nàng đã là chuẩn bị tâm lý thật tốt, thế nhưng khi nàng muốn chân chính đối mặt thời gian, trong lòng khó tránh khỏi hội có băn khoăn cùng bất an. Diệp Thần Phong quay đầu nhìn thoáng qua khẩn trương vạn phần Vương Phỉ Phỉ, trìu mến vuốt ve thoáng cái Vương Phỉ Phỉ trơn mịn đôi má, nói rằng, Phỉ Phỉ, ngươi không cần khó xử bản thân, bằng không ta sẽ giúp ngươi tìm cái chỗ ở. Vương Phỉ Phỉ nhìn đến Diệp Thần Phong khóe miệng nụ cười ôn nhu sau, trong ánh mắt do dự tiêu thất, thay vào đó là kiên định, lôi kéo Diệp Thần Phong ống tay áo bàn tay cũng buông lỏng ra, nói rằng, Thần Phong ca ca, không cần phiền toái như vậy, ta sau đó ở nơi này là được, ta sẽ cố gắng nhượng bên trong hai vị tỷ tỷ thích ta, tiếp thu ta. Diệp Thần Phong vỗ vỗ Vương Phỉ Phỉ đầu, nói rằng, Phỉ Phỉ, ngươi yên tâm đi, Hân Nhi dịu dàng đình đều rất chỗ tốt, sau đó các ngươi nhất định sẽ biến thành hảo tỉ muội, nếu là hai người bọn họ dám khi dễ ngươi, ta giúp ngươi đánh các nàng mông. Nghe được Diệp Thần Phong nói đùa ngôn ngữ, Vương Phỉ Phỉ tâm tình lại buông lỏng không ít, đi theo Diệp Thần Phong phía sau, đi vào biệt thự trong phòng khách. Trong phòng khách ánh đèn sáng tỏ, Đường Hân cùng Triệu Uyển Đình ăn mặc rộng thùng thình ở nhà trang, hai nàng thân thể quyển lui tại sofa trong. Chính câu được câu không tán gẫu ni. Đang nghe tiếng cửa mở sau, Đường Hân tiểu nha đầu này người thứ nhất từ sofa trong nhảy nhảy ra ngoài, khi nhìn đến Diệp Thần Phong thân ảnh sau. Liền dép cũng không để ý tới xuyên, hai chỉ trắng nõn tiểu chân dẫm nát lạnh lẽo gạch men sứ thượng, chạy chậm đến Diệp Thần Phong trước mặt, không chút do dự nhào vào Diệp Thần Phong trong ngực. Triệu Uyển Đình muốn so Đường Hân tiểu nha đầu này rụt rè nhiều, không chút hoang mang xuyên tốt dép. Mới hướng tới Diệp Thần Phong cái này vừa đi tới, khóe môi nhếch lên ôn nhu độ cung. Bởi Vương Phỉ Phỉ là theo sau lưng Diệp Thần Phong, Diệp Thần Phong thân thể vừa vặn chặn Vương Phỉ Phỉ, cho nên Đường Hân cùng Triệu Uyển Đình còn không có phát hiện theo sau lưng Diệp Thần Phong Vương Phỉ Phỉ ni. Đường Hân tiểu nha đầu này một cái kình hướng tới Diệp Thần Phong trong ngực chen, ngực hai tòa núi nhỏ ngọn núi dán thật chặt Diệp Thần Phong trong ngực ma sát. Thu thập gần Diệp Thần Phong bên tai. Nhẹ giọng nói rằng, Thần Phong ca ca, người có cảm giác hay không đến cơ thể của ta có rất biến hóa lớn. Ta nghe nói nữ sinh biến thành nữ nhân sau, hội càng có mị lực, Thần Phong ca ca, không bằng ngươi đêm nay tựu ăn ta đi. Diệp Thần Phong trong ngực bị hai tòa mềm nhũn ngọn núi nhỏ chèn ép, ở trong thân thể trong lúc nhất thời huyết mạch bành trướng, nếu là tùy ý Đường Hân nha đầu kia lại như thế chơi tiếp, Diệp Thần Phong thật đúng là nói không nhất định hội cầm giữ không được. Coi Đường Hân là trường ngay tại chỗ hành quyết. Tốt, Hân Nhi, giữa chúng ta thế nhưng có ước định, lại nói đêm nay ta muốn cho các ngươi giới thiệu một người. Diệp Thần Phong tướng Đường Hân từ trong lòng ngực mặt kéo ra ngoài, thân thể hướng tới hai bên trái phải nhất chắc. Vương Phỉ Phỉ thân ảnh liền có hiện tại Đường Hân cùng Triệu Uyển Đình trước mặt, Diệp Thần Phong giới thiệu, Hân Nhi, Uyển Đình, nàng gọi Vương Phỉ Phỉ, sau đó tự cùng các ngươi cùng nơi ở tại trong biệt thự. Tại tới biệt thự trước. Diệp Thần Phong cấp Vương Phỉ Phỉ giới thiệu qua Đường Hân cùng Triệu Uyển Đình hai nàng, nàng biết tuổi tác lớn hơn là Triệu Uyển Đình. Tuổi tác nhỏ hơn là Đường Hân, một đôi thủy uông uông mắt to quan sát Đường Hân cùng Triệu Uyển Đình một lát sau, liền khoa trước hai bước, trong ánh mắt tràn đầy kiên định, nói rằng, Uyển Đình tỷ tỷ, Hân Nhi tỷ tỷ, ta là Vương Phỉ Phỉ, là Thần Phong ca ca bao nuôi chim Hoàng Yến, bất quá, ta là cam tâm tình nguyện làm Thần Phong ca ca chim Hoàng Yến. Đời này cũng chỉ hội làm một mình hắn chim Hoàng Yến. Triệu Uyển Đình cùng Đường Hân khi nhìn đến Vương Phỉ Phỉ thân ảnh thời gian cũng đã đặc biệt kinh ngạc, được nghe lại Vương Phỉ Phỉ lần này tự giới thiệu sau, tự biến được càng kinh ngạc,
có thể dùng hai nàng trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào ứng đối. Chính cái gọi là ba nữ nhân nhất đại hí, nhìn trước mặt mắt lớn chừng mắt nhỏ tam nữ, Diệp Thần Phong biết nên lưu cho các nàng trao đổi một chút thời gian, vì vậy nói rằng, Uyển Đình, Hân Nhi, các ngươi cùng Phỉ Phỉ hảo hảo tâm sự, đêm nay ta tự mình hạ trù, coi như bang Phỉ Phỉ đón gió tẩy trần. Nương Diệp Thần Phong đi vào phòng bếp sau, Vương Phỉ Phỉ ánh mắt kiên định trung sông lên có chút hoang mang rối loạn, Triệu Uyển Đình hồi qua thần, cười nói, Phỉ Phỉ, nếu sau đó ngươi cũng muốn ở nơi này, như vậy chúng ta chính là người một nhà, ngươi cũng chờ đứng, chúng ta ngồi tâm sự đi. Triệu Uyển Đình đi ra phía trước chào hỏi Vương Phỉ Phỉ ngồi ở phòng khách trên ghế salon, Vương Phỉ Phỉ đối mặt Đường Hân cùng Triệu Uyển Đình thời gian, còn là có vẻ có chút câu nệ, nhất là Diệp Thần Phong không lại nàng bên cạnh thời gian. Đường Hân có nhiều hứng thú nhìn Vương Phỉ Phỉ, tiến tới Vương Phỉ Phỉ bên cạnh, nói rằng, Phỉ Phỉ, ngươi là điều không phải Thần Phong ca ca nữ nhân. Thần Phong ca ca là điều không phải đã đem ngươi ăn. Ta xem ngươi nên còn nhỏ hơn ta đi. Nếu như Thần Phong ca ca đã đem ngươi ăn, đêm nay ta nhất định muốn tự đối phó nát vụn đánh cũng để cho Thần Phong ca ca ăn ta. Bởi trong lòng khẩn trương Vương Phỉ Phỉ bàn tay không kiềm hãm được lôi kéo vạt áo của mình, đỏ mặt nói rằng Thần Phong ca ca còn không có ăn ta ni. Bất quá, ta đời này chỉ làm Thần Phong ca ca một người nữ nhân, một người chim hoàng yến. Đường Hân gương mặt thất vọng, lẩm bẩm, Thần Phong ca ca vì sao không có ăn ngươi ni. Nói như vậy ta tự cũng có viện cớ, xem ra ta thực sự trở thành Thần Phong ca ca tiểu nữ nhân còn phải chờ thêm thật nhiều năm ni. Theo ngươi một câu, ta một câu nói chuyện phiếm, Vương Phỉ Phỉ tâm tình cũng không đang khẩn trương, Triệu Uyển Đình cùng Đường Hân hai nàng này cũng hiểu được Vương Phỉ Phỉ cùng Diệp Thần Phong nhận thức trải qua, đồng thời biết Vương Phỉ Phỉ đại thể tình huống. Phỉ Phỉ, lần này ngươi dự thi là Thiên Hải Đại học đi. Sau đó hai chúng ta có thể cùng đi học. Đường Hân thân thiết kéo Vương Phỉ Phỉ cánh tay nói rằng. Phỉ Phỉ, sau đó gặp phải chuyện gì cứ mở miệng, bởi vì từ giờ trở đi chúng ta là người một nhà, trừ phi ngươi không có coi chúng ta là làm người nhà đối đãi. Triệu Uyển Đình đồng dạng lên tiếng, từ lần trước Diệp Thần Phong phá hủy nàng đính hôn nghi thức sau, nàng ý nghĩ trong lòng tự thay đổi, nàng biết tương lai Diệp Thần Phong bên người không thể có thể chỉ có một nữ nhân, nàng muốn lưu tại Diệp Thần Phong bên người, tại Diệp Thần Phong trong lòng có nhỏ nhoi. Tự phải tiếp nhận sự thật này. Vương Phỉ Phỉ cảm thụ được Triệu Uyển Đình cùng Đường Hân nhiệt tình, trên gương mặt lộ ra hai cái tiểu má lúng đồng tiền, cười nói, Uyển Đình tỷ tỷ, Hân Nhi tỷ tỷ, ta đương nhiên cũng coi ngươi là làm là người nhà. Ngược lại, Vương Phỉ Phỉ còn nói thêm, Thần Phong ca ca biết nấu ăn sao? Chúng ta có nên đi vào hay không giúp hắn bận? Theo Vương Phỉ Phỉ nam nhân thông thường đối chủ nghệ đều không phải rất tinh thông, trừ phi là đầu bếp. Phỉ Phỉ, cái này ngươi hãy yên tâm, Thần Phong ca ca chủ nghệ tuyệt đối là nhất lưu, cam đoan ngươi ăn hắn nấu món ăn sau đó, từ nay về sau đối khách sạn thượng nấu món ăn là chút nào không hứng thú. Đường Hân cười nói, Hân Nhi nói đúng, Thần Phong nấu món ăn phi thường tốt ăn. Triệu Uyển Đình từ rời đến trong biệt thự tới sau, cũng ăn rồi vài lần Diệp Thần Phong nấu cơm món ăn, thứ mùi đó quả thực không thể đủ mỹ vị để hình dung. Một giờ sau, T.R. UENCUATUINET đương Diệp Thần Phong tướng nhất cái món ăn đầu lúc đi ra, nhìn đến ở trên ghế salon thân mật khăng khít tam nữ thời gian, trong lòng hơi thở dài một hơi, hắn thật đúng là sợ Triệu Uyển Đình, Đường Hân hai nàng cùng Vương Phỉ Phỉ ở chung không đến ni. Lúc này đó có thể thấy được ý nghĩ của hắn hoàn toàn là quá lo lắng, nữ nhân, không phải là trời xanh từ trước đến nay quen thuộc mà. Đệ nhất lần nếm được Diệp Thần Phong nấu món ăn, Vương Phỉ Phỉ khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc, một đôi mắt to bất khả tư nghị nhìn Diệp Thần Phong, cái này là nàng lớn như vậy ăn qua ăn ngon nhất món ăn. Diệp Thần Phong hình tượng ở trong lòng của nàng mặt là càng tới càng hoàn mỹ, không chỉ thân thủ tốt, có thâm hậu bối cảnh, vẫn có thể nấu được một tay liền trong tiệm cơm đầu bếp đều không cách nào so sánh cơm nước. Vương Phỉ Phỉ tới Thiên Hải một trận cơm tối, ăn đặc biệt hài lòng, đặc biệt hạnh phúc. Chương 342, bước ra Thiên Hải. Đi thông toàn quốc. Xác định đầu phiếu. Vương Phỉ Phỉ đi tới Thiên Hải sau đó, Diệp Thần Phong rút ra một cái tuần lễ thời gian, thanh thản tại trong biệt thự cùng tam nữ, thỉnh thoảng đi ra ngoài đi dạo một chút đường phố. Diệp Thần Phong hoàn toàn là phụng sự xách túi nhân vật. Phải biết rằng nữ nhân đối với mua sắm khát vọng so nam nhân đối thân thể nữ nhân khát vọng còn cường liệt hơn. Có thể nghĩ nữ nhân một ngày đi dạo phố mua sắm lên, là một cái đáng sợ dường nào sự tình.
Thế nhưng cái này một cái tuần lễ trong thời gian, Diệp Thần Phong tướng ông ba phải nhân vật sắm vai vô cùng nhuần nhuyễn, nguyên nhân rất đơn giản, tiếp qua không lâu sau hắn phải trở về kinh thành, lần này trở lại kinh thành, sợ rằng có một đoạn thời gian rất dài không thể đủ tới Thiên Hải. Đương nhiên Diệp Thần Phong cũng hỏi qua Triệu Huyền Đình các nàng tam nữ, có nguyện ý hay không cùng hắn cùng nơi trở lại kinh thành, Triệu Huyền Đình các nàng còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt đi Diệp Gia Ni. Cho nên quyết định lưu tại Thiên Hải, lại mà Đường Hân cùng Vương Phỉ Phỉ bây giờ đều không phải còn đang Thiên Hải đến Trường Ni mà. Căn cứ vào các loại nguyên nhân, cuối cùng tam nữ nhất trí quyết định hiện nay tạm thời lưu tại Thiên Hải. Diệp Thần Phong đối với tam nữ là thua thiệt rất nhiều, hắn biết tại tương lai hắn không thể có thể toàn tâm toàn ý chỉ yêu một người người, cho nên mấy ngày nay Diệp Thần Phong mới quyết định muốn thanh thản cùng các nàng hảo hảo chơi vài ngày. Đương nhiên trong mấy ngày này cơm sáng, bữa trưa cùng cơm tối, toàn bộ đều là Diệp Thần Phong một người xử lý. Có thể dùng Triệu Huyền Đình, Đường Hân cùng Vương Phỉ Phỉ cái này tam nữ là muốn ăn tăng nhiều, thể trọng chờ tăng lên thật nhiều cân, những cái này tam nữ đối Diệp Thần Phong nấu món ăn là vừa yêu vừa hận, phải biết rằng đối với một cái nghiệp dư nữ nhân mà nói, bảo trì thể trọng là một cái tương đương chuyện trọng yếu, nếu như các nàng ba cái như thế nào đi nữa ăn đi cần phải muốn biến thành người mập không thể. Nhưng mà các nàng ba cái rồi hướng Diệp Thần Phong xử lý đồ ăn, hoàn toàn không có một chút năng lực chống cự. Cuối cùng tại cấp bách cho không biết làm sao chi hạ, Triệu Huyền Đình đằng tam nữ chỉ có thể nhượng Diệp Thần Phong không cần cùng các nàng, nhượng Diệp Thần Phong bản thân đi làm việc chuyện của mình. Cứ như vậy Diệp Thần Phong không ở biệt thự, thì là các nàng muốn ăn Diệp Thần Phong nấu món ăn cũng không ăn được. Đương nhiên các nàng bản thân nấu món ăn cùng Diệp Thần Phong nấu thì không cách nào đánh đồng. Cứ như vậy các nàng ba cái muốn ăn đại mức độ giảm xuống, như vậy cũng tự đạt được giảm béo hiệu quả. Bây giờ Thắng Thiên Hội cùng Đằng Thiên chế dược xưởng tại Thiên Hải phát triển đều thập phần ổn định, là thời gian nhượng Thắng Thiên Hội cùng Đằng Thiên chế dược xưởng chân chính bước ra Thiên Hải. Đi thông toàn quốc, Thiên Hải một nhà xa hoa tửu điếm ghế lô trong. Phương Nam Tường, Hổ Ca, Thiết Nghiêu, Lý Bàn Tử cùng Hầu Tử đều ở đây. Đương nhiên còn có ban đầu ở cường binh huấn luyện doanh cố ý muốn theo Diệp Thần Phong lăn lộn Hàn Vĩ, Phương Huy, Nhậm Hồng cùng Viên An cũng ở tại chỗ, mấy ngày nay bốn người này chân chính dung nhập vào Thắng Thiên Hội bên trong, với lại bốn người này thực lực đều không tầm thường, tại Thắng Thiên Hội trung nhân duyên cũng rất tốt. Bàn ăn thượng bày đầy nhiều loại thức ăn, Diệp Thần Phong xốc lên một khối tương thịt bò nhét vào trong miệng. Nói rằng, Phương ca, Thắng Thiên Hội là thời gian bước ra Thiên Hải. Trước đây chúng ta Thắng Thiên Hội nhóm đầu tiên thành viên, bọn họ hiện tại đều là bang hội trung thành viên trung tâm. Nếu chúng ta Thắng Thiên Hội muốn thống nhất toàn quốc thậm chí toàn thế giới thế lực dưới đất, chỉ dựa vào ta một người nhất định là làm không được. Cho mỗi một cái thành viên trung tâm phân phối trên trăm tên Thắng Thiên Hội thành viên, sau đó để cho bọn họ bản thân đi cái khác thành thị trung lưu lạc đi. Bây giờ cũng chỉ có phương thức này tài năng đủ trong thời gian ngắn nhất trước thống nhất quốc nội thế lực dưới đất. Nếu như bọn họ muốn làm người trên người, thậm chí là hùng bá nhất phương bí mật giáo phụ. Như vậy bọn họ nhất định phải trả giá nỗ lực, cái này trên thế giới không có bầu trời rơi nhân bánh chuyện tốt, chuyện này Phương ca ngươi an bài một chút đi. Mặt khác, kinh thành thế lực dưới đất tự giao cho ta đi. Dù sao kinh thành thủy quá sâu, người bình thường muốn thống nhất kinh thành thế lực dưới đất cơ hồ là không thể nào, ta qua mấy ngày cũng phải về kinh, đến lúc đó Phương ca ngươi như cũ tại Thiên Hải chủ trì đại cục. Dù sao Thiên Hải là chúng ta Thắng Thiên Hội phát nguyên địa, Hàn Vĩ, Phương Huy, Nhậm Hồng cùng Viên An theo ta đi kinh thành là được. Hàn Vĩ đám người vừa nghe nói Diệp Thần Phong muốn dẫn bọn hắn đi kinh thành lưu lạc. Trong lòng lập tức kích động, phải biết rằng Thiên Hải tranh bá đã là kết thúc, Hàn Vĩ bọn họ lưu tại Thiên Hải cũng không thể đủ mở ra sở trường. Bốn người bọn họ đã không kịp chờ đợi muốn làm một phen đại sự nghiệp, vội vã miệng đồng thanh nói rằng, lão đại. Chúng ta nhất định đem hết toàn lực phụ trợ người thống nhất kinh thành thế lực dưới đất, có người nói kinh thành thế lực dưới đất có thể sánh bằng Thiên Hải mạnh hơn nhiều, chúng ta đã có điểm không kịp đợi. Lão đại, người cũng mang ta cùng đi kinh thành đi. Dù sao Thiên Hải chuyện bên này đều kết thúc, Hổ ca vẻ mặt mong đợi mở miệng nói. Thiết Nghiêu cũng gấp bận phụ họa nói, ân công, chúng tôi cũng muốn cùng đi với người kinh thành, rời đi Tây Viên trấn trước chúng tôi tra nhượng chúng tôi theo ngươi. Diệp Thần Phong nhìn Hổ ca cùng Thiết Nghiêu, nguyên bản hắn muốn cái này hai người lưu lại trợ giúp Phương Nam Tường, Phương Nam Tường tựa hồ cũng nhìn thấu Diệp Thần Phong tâm tư, mở miệng nói, Diệp Thiếu, ngươi để Tiểu Hổ cùng Thiết Nghiêu đi theo ngươi kinh thành đi. Bây giờ dùng Thắng Thiên Hội tại Thiên Hải thế lực,
sợ rằng không người nào dám tại Thiên Hải vùng này đi lên khiêu khích chúng ta Thắng Thiên Hội uy nghiêm. Nghe được Phương Nam Tường đều nói như vậy, Diệp Thần Phong sẽ theo miệng đáp ứng, được rồi. Tiểu Hổ, Thiết Ngưu, lần này các ngươi cũng cùng ta cùng nơi trở lại kinh thành đi. Tạ ơn lão đại nhiều, tạ ơn lão đại nhiều. Hổ ca kích động vạn phần, có thể theo Diệp Thần Phong đi kinh thành, cái này đã nói lên tương lai không lâu đợi hắn lại đem là tràn ngập nhiệt huyết sinh sống. Hầu tử cùng Lý Bàn Tử hai mắt buồn tẻ nhìn Diệp Thần Phong, Diệp Thần Phong tức giận chừng bọn họ hai cái liếc mắt, Lý Bàn Tử, người tự an tâm phát triển đằng thiên chế dược xưởng đi. Về phần hầu tử, ta mấy ngày nay lại sửa sang lại, trong máy vi tính các loại nguyễn kiện software cùng ứng dụng trình tự các thứ, những này đều chẳng hạn như bây giờ này Internet công ty phải mạnh hơn, chỉ cần ngươi an tâm phát triển, tương lai tiền đồ không có thể so với đằng thiên chế dược xưởng kém. Ta tên công ty ta cũng nghĩ xong, đã bảo làm sáng tân khoa kỹ võng lạc công ty đi. Lão đại, ngươi nói là sự thật sao? Ngươi thật muốn nhượng ta đơn độc làm cho nhất cái công ty? Hầu tử vẻ mặt hưng phấn hỏi. Ta có thể điều không phải những ngươi làm cho một nhà công ty đơn giản như vậy, ta mong muốn ngươi có thể tướng sáng tân khoa kỹ phát triển đến toàn thế giới. Đương nhiên ta chuẩn bị cho ngươi gì đó là cái khác Internet công ty không cách nào so sánh. Cho nên sáng tân khoa kỹ rất nhanh thì sẽ biến thành cái thứ hai đằng thiên chế dược xưởng, ngươi và Lý Bản Tử sau này cố gắng nhiều hơn đi. Ta mục đích cuối cùng là thành lập được một cái khổng lồ thương nghiệp đế quốc, thành lập được một cái toàn thế giới giàu có nhất, thành công nhất thương nghiệp đế quốc. Diệp Thần Phong bưng lên ly rượu trước mặt, hơi nhấp một miếng rượu đỏ nói rằng. Lão đại, nghe ngươi vừa nói như vậy, ngay cả ta cũng nóng lòng muốn thử, bằng không đem đằng thiên chế dược xưởng cấp hầu tử phát triển. Ta đi phát triển sáng tân khoa kỹ đi. Lý Bàn Tử trên gương mặt mập đầu run run. Vừa nghe Lý Bàn Tử nói như vậy, hầu tử lập tức tự không làm. Lý Bàn Tử, đi con mẹ ngươi, sáng tân khoa kỹ là lão đại giao cho ta, ngươi tiến đến trộn lẫn cùng cái gì? Thật tốt phát triển tốt đằng thiên chế dược xưởng đi. Về phần sáng tân khoa kỹ sự tình tự không cần phải ngươi quan tâm. Phương ca, ta qua mấy ngày sau khi trở lại kinh thành. Ngươi giúp ta tìm những người này âm thầm bảo hộ biệt thự của ta trong ba nữ nhân, đừng cho các nàng phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Diệp Thần Phong tại Thiên Hải nhất không yên tâm cũng chỉ có Triệu Uyển Đình, Đường Hân cùng Vương Phỉ Phỉ, hắn cũng không hy vọng lần trước Đường Hân cùng Hàn Sơ Tuyết mất tích sự tình lần thứ hai phát sinh. Diệp Thiếu, ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ tìm một ít thân thủ người tốt, âm thầm bảo hộ ba vị tiểu thư. Phương Nam Tường bận không kịp thất đáp ứng. Diệp Thần Phong điểm gật đầu, hướng Phương Nam Tường giơ chén rượu lên, Phương ca, cảm ơn ngươi, Thắng Thiên Hội có thể thống nhất Thiên Hải, trong đó có ngươi rất nhiều công lao, ngược lại thì ta cái này hội trưởng làm vung tay trưởng quỹ, cho nên một chén rượu này là ta mời ngươi. Phương Nam Tường nghiêm trang nói, Diệp Thiếu, cái này là chuyện ta nên làm, lại nói có thể theo ngươi là ta Phương Nam Tường đời này làm ra lựa chọn chính xác nhất, nếu như điều không phải Diệp Thiếu ngươi. Thực lực của ta đời này sợ rằng cũng không có đột phá khả năng, cho nên nếu như muốn nói tạ ơn, chắc là ta Phương Nam Tường cảm tạ Diệp Thiếu ngươi a. Như vậy mọi người cùng nhau đến đây đi. Diệp Thần Phong nhìn hầu tử, hổ ca cùng Hàn Vĩ đám người nói, bước ra Thiên Hải, đi thông toàn quốc, đây là chúng ta cùng nơi cộng đồng nỗ lực mục tiêu, chúng ta muốn nhượng tất cả mọi người ngưỡng vọng. Nói xong, Diệp Thần Phong tướng ly rượu đỏ trong tay uống một hơi cạn sạch, đồng dạng Phương Nam Tường. Hổ ca, Hàn Vĩ đám người cũng không có gì đáng nói, sảng khoái tướng nhất ly rượu đỏ một hơi làm. Chương 343, thân phận. Xác định đầu phiếu. 7 tháng, Thiên Hải nhiệt độ không khí càng lên càng cao, đi tại trên đường cái dường như bị giam tại một cái to lớn lò luyện trong, không bao lâu thời gian, y phục trên người tự hội hoàn toàn bị mồ hôi cấp thấm ướt, trên đường phố người đều là cảnh tượng vội vã, không muốn tại bên ngoài nhiều dừng lại chốc lát. Cái này loại lăn qua lăn lại người nhiệt độ thực tại làm cho không người nào có thể chịu được, nhất là sinh hoạt tại đại đô thị trong thành phần tri thức môn. Thiên Hải hết thảy đều kết thúc, Diệp Thần Phong chuẩn bị trở về kinh thành, lúc này đây Diệp Thần Phong trở lại kinh thành, sợ rằng toàn bộ kinh thành hội bởi vì hắn đến mà biến được không yên ổn, này đã từng cho rằng Diệp Thần Phong là cái kẻ ngu si đại gia tộc, Diệp Thần Phong tuyệt đối sẽ làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt, cuối cùng nói cho bọn hắn biết ai mới là kẻ ngu si. Nguyên bản Võ Kiệt bởi vì tỷ phu của hắn Diệp Thần Phong tại Thiên Hải, cho nên hắn mới muốn tới Thiên Hải Đại học đi học, bây giờ biết Diệp Thần Phong muốn trở lại kinh thành, Võ Kiệt tiểu tử này đương nhiên là chạy theo Diệp Thần Phong trở lại kinh thành,
dù sao dùng võ gia năng lực, võ kiệt tùy tiện đến kia tòa thành thị đều có thể đủ lên tới đại học. Diệp Thần Phong trở lại kinh thành thời gian, không để cho Triệu Uyển Đình đảng tam nữ tới sân bay tống hắn, hắn đặc biệt không thích cái này loại ly biệt bi thương tràng cảnh, cũng không phải vĩnh viễn đều không gặp mặt nhau được. Máy bay khoang hạng nhất trong, Hổ Ca, Thiết Ngưu, Hàn Vĩ, Phương Huy, Nhậm Hồng cùng Viên An tâm tình đều đặc biệt kích động, Hàn Vĩ đảng cái này bốn cái nguyên bản tại phi dược bộ đội trung huấn luyện người, bọn họ kỳ thực đều là kinh thành nhân sĩ, với lại tại không có đi Thiên Hải phi dược bộ đội trước, bốn người bọn họ tự biết, bốn người bọn họ gia tộc toán là thế giao, từ nhỏ là chơi với nhau đến lớn, cho nên nói quan hệ của bọn họ phi thường tốt. Hàn Vĩ bọn bốn người cũng không biết Diệp Thần Phong thân phận chân thật, tính tình nhất trực sảng Hàn Vĩ đối ngồi ở phía trước Diệp Thần Phong, nói rằng, lão đại, đến kinh thành đã đến địa bàn của chúng ta, đến lúc đó lão đại ngài có chuyện gì tự xin cứ việc phân phó chúng ta tốt. Ngồi ở Diệp Thần Phong bên cạnh Võ Kiệt nghe được Hàn Vĩ lời nói, trong lòng tự không vui, lập tức nói rằng, nghe ngươi lời này, đến kinh thành các ngươi so tỷ phu ta còn ngưu bê. Ngươi biết tỷ phu ta là ai mà, tỷ phu ta nhưng cũng là kinh thành người. Hàn Vĩ bọn bốn người hai mặt nhìn nhau, tướng tên Diệp Thần Phong tại trong lòng mặc niệm mấy lần, trong bốn người nhất cơ chí Viên An người thứ nhất khuôn mặt tràn đầy không thể tin thần sắc. Thận trọng nghi vấn hỏi, lão đại, ngài, ngài là Diệp gia Diệp Thần Phong. Viên An, ngươi đừng vô nghĩa. Diệp gia Diệp Thần Phong là kinh thành công nhận kẻ ngu si. Chúng ta lão đại thế nào lại là Diệp gia Diệp Thần Phong ni? Hàn Vĩ trực tiếp thốt ra. Ngươi nói ai là người ngu? Tỷ phu ta có thể rất tốt ni. Với lại tỷ phu ta là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Võ Kiệt bị Hàn Vĩ lời nói tức giận đến không khinh. Diệp Thần Phong cái này tỷ phu là hắn trong lòng nhất sùng bái người. Tốt, Tiểu Kiệt, Diệp Thần Phong vỗ vỗ Võ Kiệt vai. Nói rằng, Tiểu Kiệt nói không sai, ta chính là Diệp gia Diệp Thần Phong. Cũng chính là trong miệng ngươi kinh thành công nhận kẻ ngu si. Oanh! Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hàn Vĩ, Phương Huy cùng Nhậm Hồng trong đầu tức khắc trống rỗng, trước đó đoán được Diệp Thần Phong thân phận Viên An còn lại là muốn đỡ. Sửng sốt một lát sau, Hàn Vĩ mới mở miệng nói rằng, lão đại, ngài thật là Diệp gia Diệp Thần Phong. Điều này sao có thể ni? Đúng vậy, lão đại, nếu như ngài thật là Diệp gia Diệp Thần Phong. Như vậy kinh thành người chẳng phải là đều mắt bị mù. Nếu là tượng lão đại ngài người như vậy đều là người ngu lời nói, ta xem trên đời này không ai là bình thường. Phương Huy hít sâu một hơi nói rằng. Lão đại, ngài không có cùng chúng ta nói đùa sao? Cái này vui đùa có thể một điểm cũng không tốt cười a. Nhậm Hồng vẻ mặt đau khổ nói rằng. Ta nào có thời gian dỗi cùng các ngươi nói đùa, thế nào, hiện tại biết ta là kinh thành công nhận kẻ ngu si, bốn người các ngươi là điều không phải rất thất vọng. Diệp Thần Phong tức giận nghi vấn hỏi. Bởi Hàn Vĩ bọn bốn người từ nhỏ đều là tại quân khu chung lớn lên, từ trước tại kinh thành dài như vậy một đoạn thời gian, cũng không có gặp qua Diệp Thần Phong chân thực diện mạo, chỉ là vẫn nghe nói qua Diệp Thần Phong, Diệp kẻ ngu si rất nhiều buồn cười sự tích. Không thất vọng, không thất vọng. Nếu như lão đại ngài là kinh thành người của Diệp gia, đến kinh thành trái lại so với chúng ta muốn quen thuộc nhiều. Hàn Vĩ lắc đầu liên tục nói rằng, xem như là tiếp nhận rồi Diệp Thần Phong thân phận sự thật. Lão đại, chúng ta mới bất kể ngài trước đây là người thế nào. Chúng ta bội phục là của ngài thân thủ, cho nên chúng ta mới có thể đi theo ngài. Cơ chí Viên An cũng liền bận mở miệng. Hổ Ca cùng Thiết Ngưu từ trước cũng không biết Diệp Thần Phong thân phận chân thật. Hổ Ca nhìn không được hiếu kỳ, mở miệng hỏi, lão đại, gia tộc của ngài tại kinh thành lẽ nào rất ngưu bê sao? Võ Kiệt vẻ mặt khinh bỉ nhìn đến Hổ Ca, nói rằng, người nghe nói qua kinh thành Diệp gia không có. Tỷ phu ta gia gia là kinh thành kim tự tháp đỉnh chính là nhân vật. Dậm chân một cái đều có thể đủ nhượng kinh thành run rẩy ba run rẩy chính là nhân vật, người nói Diệp gia ngưu không ngưu bê. Dậm chân một cái đều có thể đủ nhượng kinh thành run rẩy ba run rẩy. Cái này đại biểu trong đó cái gì? Phải biết rằng kinh thành là nước Hoa thủ đô. Như vậy Diệp Thần Phong gia gia tối thiểu cũng là nước Hoa xếp hạng trước mấy người lãnh đạo. Hổ Ca trong óc đột nhiên nhô ra tên của một người, Diệp Trấn Hồng, cùng Diệp Thần Phong đồng dạng họ, bình thường tại tin tức trên đài xuất hiện nước Hoa đại nhân vật. Lão đại, ngài gia gia chẳng lẽ là Diệp Trấn Hồng sao? Hổ Ca trong miệng có chút khô khốc hỏi. Diệp Thần Phong không trả lời, chỉ là điểm gật đầu. Thấy như vậy một màn Hổ Ca trong lòng triệt để chấn kinh rồi,
hắn từ trước cho là mình căn bản không thể nào cùng nước Hoa Kim tự tháp đỉnh chính là nhân vật có bất luận cái gì cùng xuất hiện, nhưng mà hắn bây giờ lão đại lại là Kim tự tháp đỉnh nhân vật tôn tử, cái này ý vị như thế nào? Hổ ca kích động thật con mẹ nó muốn lập tức đại hát một bài biển cả một tiếng cười. Thiết Ngưu còn lại là muốn bình tĩnh nhiều, cái này là tính cách của hắn cho phép, hắn trong lòng chỉ biết là muốn theo hắn ân công Diệp Thần Phong thì tốt rồi. Đường máy bay đến kinh thành phi trường thời gian, đã là 5 giờ chiều nhiều giờ, Diệp Thần Phong lần này trở lại kinh thành tịnh không có thông chi Diệp lão gia tử đám người, Võ Kiệt cũng không có thông chi Võ gia người, Diệp Thần Phong phải trở về sự tình. Tỷ phu, ta về trước một chuyến ra, đem người trở về sự tình nói cho ta biết ra ra bọn họ. Đi ra sân bay sau, Võ Kiệt tự vội vàng gọi một chiếc xe taxi hồi Võ gia. Diệp Thần Phong nhìn Hàn Vĩ đám người, nói rằng, Hàn Vĩ, các người bang Tiểu Hổ cùng Thiết Ngưu an bài một cái chỗ ở, đằng mấy ngày nữa ta trở lại thương lượng với các người thắng thiên hội tại kinh thành phát triển sự tình, mấy ngày nay các người trước đem kinh thành thế lực dưới đất phân bố tư liệu giúp ta thu thập lên. Phân phó xong Hàn Vĩ đám người, Diệp Thần Phong liền cũng gọi một chiếc xe taxi hồi Diệp gia. Một giờ sau, Diệp Thần Phong thuận lợi đạt tới Diệp gia biệt thự cổng. Cửa biệt thự Võ Cảnh là gặp qua Diệp Thần Phong cái này vị Diệp gia thiếu gia, vừa định muốn đi vào cấp Diệp Trấn Hồng thông báo, đã bị Diệp Thần Phong cấp ngăn lại, nói rằng, tự ta vào đi thôi. Ta muốn cấp gia gia một kinh hỉ. Diệp Thần Phong nhảy qua bước chân hướng tới Diệp gia biệt thự trong phòng khách đi, trong phòng khách yên tĩnh không tiếng động. Diệp lão gia tử một người ngồi ở trước bàn ăn cơm chiều, nếp nhăn trên mặt là càng ngày càng nhiều. Diệp Thần Phong thấy như vậy một màn sau, trong lòng có loại không nói ra được chua xót, bây giờ Diệp gia dòng chính người lớn đơn bạc, liền bồi lão gia tử ăn cơm người cũng không có, điều này làm cho Diệp Thần Phong tăng nhanh dưới chân nhịp bước, trực tiếp đi tới Diệp lão gia tử bên cạnh, đại đại liệt liệt ngồi xuống, gia gia, ta vừa vặn chưa ăn cơm ni. Ngươi là điều không phải đã sớm biết ta đêm nay phải về tới. Cho nên ở chỗ này chờ ta ăn cơm chiều. Diệp lão gia tử nghe được thanh âm sau, không thể tin được nhìn bên cạnh Diệp Thần Phong, ngược lại, khuôn mặt lộ ra nụ cười hiền lành, Thần Phong. Ngươi ngày hôm nay tại sao trở lại? Ngươi phải về tới thế nào cũng không trước đó theo ta thông điện thoại. Gia gia, tiểu thúc ni, hắn điều không phải trở lại kinh thành quân khu mà. Hắn tại sao không có cùng ngươi cùng nhau ăn cơm tối? Diệp Thần Phong nghi vấn hỏi. Miễn bàn ngươi tiểu thúc cả ngày tại quân khu trong mù lăn lộn, năm nay cấp bậc của hắn nếu là không cấp đi lên trên nhất cấp, ta xem hắn biệt bước vào Diệp gia. Diệp lão gia tử thở dài một hơi nói rằng. Diệp Thần Phong nhìn thấu lão gia tử trong lòng cô tịch, thuận miệng nói rằng, gia gia, lần này ta trở lại kinh thành, dự định tại kinh thành phát triển, sau đó có thể mỗi ngày cùng ngươi ăn cơm tối. Trong chớp nhoáng này, Diệp lão gia tử nụ cười trên mặt càng thịnh vượng, hướng tới Diệp Thần Phong trong chén gắp một miếng thịt, nói rằng, Thần Phong, ngươi thật dự định muốn tại kinh thành phát triển sao? Ân, Diệp Thần Phong điểm gật đầu đáp. Như vậy cũng tốt, tại kinh thành tối thiểu có lão nhân ta có thể chăm sóc ngươi, nói thật đi ngươi ở đây thiên hải ta vẫn là có chút không yên lòng. Diệp lão gia tử nếp uốn khuôn mặt hiện lên chân thành tha thiết quan tâm cùng thương yêu. Chương 344, kinh thành muốn không yên ổn. Xác định đầu phiếu. Sắc trời dần dần tối xuống. Hàn Vĩ bọn bốn người bang Hổ ca cùng Thiết Ngưu an bài nơi ở sau, liền trước tiên về tới Hàn gia biệt thự trong đại sảnh, cái này tứ gia lão gia tử đều ở đây trường. Hàn gia, Phương gia, Nhậm gia cùng Viên gia tứ đại gia tộc này tại kinh thành miễn cưỡng có thể xâm nhập nhị lưu gia tộc thế lực, nhưng mà tứ đại gia tộc này cho tới nay đều là thế giao. Có thể nói tứ đại gia tộc này là chăm chú đoàn, như vậy bốn cái nhị lưu gia tộc hợp lên, cái đó thế lực căn bản không bằng kinh thành này nhất lưu gia tộc kém. Cho nên tại kinh thành thông thường cũng không có ai dám đi nhà tứ đại gia tộc này, chỉ cần ngươi chọc trong đó nhất đại gia tộc, tứ đại gia tộc nhất định sẽ đồng thời ra ngựa, có thể nói Hàn gia, Phương gia, Nhậm gia cùng Viên gia tứ đại gia tộc này lợi ích hoàn toàn dính dáng tại cùng nơi, chỉ cần trong đó nhất đại gia tộc bị động. Nhất định sẽ liên lụy đến cái khác ba đại gia tộc. Hàn gia biệt thự phòng khách trên ghế salon, ngồi bốn gã qua tuổi 50 lão nhân, bọn họ theo thứ tự là Hàn Vĩ gia gia Hàn Chí Kiều, Phương Huy gia gia Phương Quốc Hoa, Nhậm Hồng gia gia Nhậm Khải Kiến cùng Viên An gia gia Viên Thăng Đông, bọn họ là tứ đại gia tộc này gia chủ, trong tứ đại gia tộc linh hồn nhân vật. Hàn Vĩ bốn người bọn họ tự ý ly khai phi dược bộ đội nguyên nhân còn chưa nói cho bọn hắn biết gia gia ni.
cho nên đêm nay cái này bốn cái lão đầu là dự định hưng sư vấn tội. Nhìn không nói được một lời Hàn Vĩ bọn bốn người, Hàn Chí Kiều người thứ nhất lên tiếng, trong thanh âm mơ hồ chứa hỏa khí, Tiểu Vĩ, người nói bốn người các ngươi cái này là đang làm gì? Chúng ta tống các ngươi đi phi dược bộ đội là vì rèn đúc các ngươi, bốn người các ngươi khỏe, vậy mà trên đường tự rời khỏi phi dược bộ đội, cái này đều không phải muốn để cho người khác xem chúng ta cười nhạo mà. Xem ra Hàn Vĩ vội vàng sao động tính tình là di truyền ra da của hắn Hàn Chí Kiều. Lão Hàn, người cũng khí phá hủy thân thể, trước nghe một chút bốn người bọn họ là giải thích thế nào. Viên Thăng Đông nhìn cháu của hắn Viên An, nói rằng, Tiểu An, người thời gian qua đều là trong bốn người đầu óc tỉnh táo nhất một cái, người mà nói lần này các ngươi trên đường rời khỏi phi dược bộ đội nguyên nhân đi. Nếu như các ngươi bốn cái không cho được chúng ta một cái có thể nhượng chúng ta tiếp nhận đáp án, như vậy từ đêm nay bắt đầu bốn người các ngươi cấm đủ một năm, thật tốt ở nhà cấp ta tự kiểm điểm. Ra ra, kỳ thực chúng ta trên đường ly khai phi dược bộ đội đúng là có nguyên nhân. Chúng ta tại phi dược bộ đội chung căn bản đi học không đến cái gì đồ đạc, cho nên chúng ta mới quyết định ly khai phi dược bộ đội. Chúng ta bốn người bây giờ cùng một cái thực lực cường hãn vô cùng người lăn lộn. Theo hắn, ta tin tưởng chúng ta bốn người sau đó nhất định có thể xông ra một phen thành tựu tới. Viên An giải thích. Nga, cái này chính là của các ngươi giải thích. Chúng ta cũng biết bốn người các ngươi tính tình. Các ngươi đều không phải từ trước đến nay không phục người sao. Lần này vậy mà cam tâm tình nguyện theo người khác lăn lộn. Người kia tên gọi là gì? Ta đảo muốn nhìn hắn là lai lịch gì? Viên Thăng Đông trong lòng có chút tò mò nghi vấn hỏi. Ra ra, ta trong miệng người kia kỳ thực các ngươi nên đều nghe nói qua. Bất quá, tại ta nói ra tên của hắn trước các ngươi hay nhất muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Dù sao Diệp gia Diệp Thần Phong là kinh thành công nhận kẻ ngu si. Viên An thật đúng là sợ bốn vị này lão gia tử nghe được tên Diệp Thần Phong sau. Lập tức giận dữ ni. Nói nhiều cái gì, có chuyện đã nói, có dám thì phóng, ngươi chừng nào thì biến được rông dài như vậy. Viên Thăng Đông mở miệng quát dẹp đường. Ra ra, chúng ta theo người kia gọi Diệp Thần Phong, Diệp gia Diệp Thần Phong. Quả nhiên không ra Viên An sở liệu, tiếng nói của hắn vừa rơi, Viên Thăng Đông, Hàn Chí Kiều, Phương Quốc Hoa cùng Nhậm Khải Kiến sắc mặt kịch biến. Tiểu An, ngươi là đang cùng ta đùa giỡn hay sao? Ngươi hỗn tiểu tử này bây giờ là càng tới càng không biết lớn nhỏ. Viên Thăng Đông đen gương mặt nói rằng. Tiểu An, ra ra ngươi nói không sai, bốn người các ngươi hội cam tâm tình nguyện theo Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong thế nhưng kinh thành nghe tiếng Diệp kẻ ngu si, đây căn bản là chuyện không thể nào. Hàn Chí Kiều đồng dạng cho rằng Viên An đang nói đùa. Đừng tưởng rằng bốn người các ngươi như vậy là có thể lăn lộn đã qua. Đem bốn người các ngươi chân chính trên đường ly khai phi dược bộ đội nguyên nhân nói ra đi. Nhậm Khải Kiến mặt không thay đổi nói rằng. Chúng ta có thể không có thời gian rỗi tại ở đây nghe bốn người các ngươi hỗn tiểu tử chuyện phiếm, vội vàng cho chúng ta nói thật đi. Phương Quốc Hoa lập tức phụ họa nói. Viên An nói đều là lời nói thật, hiện tại chúng ta bốn người theo Diệp Thần Phong lăn lộn. Diệp Thần Phong là lão đại của chúng ta, Hàn Vĩ tính tình từ trước đến nay là bụng dạ thẳng thắn. Hồ đồ, quả thực là hồ đồ, bốn người các ngươi làm sao sẽ cùng Diệp Thần Phong nhận thức? Hàn Chí Kiều lớn tiếng quát dẹp đường. Kết quả là Hàn Vĩ đám người liền đem tại cường binh huấn luyện doanh sự tình nhất ngũ nhất thập nói một lần, điều này làm cho Hàn Chí Kiều đẳng bốn cái lão đầu là càng kinh ngạc há to miệng. Tiểu Vĩ, các ngươi nói Diệp Thần Phong một người đánh bại phi dược bộ đội sở hữu thành viên. Các ngươi không có ở nói dối đi. Hàn Chí Kiều không thể tin nghi vấn hỏi. Điều này sao có thể ni, có thể tiến nhập phi dược bộ đội cũng đều là nước hoa các nơi quân khu trung tinh anh a. Với lại các ngươi nói người là điều không phải quá khoa trương. Diệp Thần Phong dùng vài phút liền đem phi dược bộ đội sở hữu thành viên đều giải quyết rồi. Viên Thăng Đông bản năng đối chuyện này sinh ra hoài nghi. Ra ra, chúng ta có cần phải lừa các ngươi mà, bằng không chúng ta làm sao có thể cam tâm tình nguyện theo Diệp Thần Phong. Các ngươi chẳng lẽ còn không biết chúng ta bốn người tính cách mà? Viên An nói thật. Diệp Thần Phong thực lực thật rất mạnh, chúng ta bốn người tại trong tay của hắn căn bản liền một cái hiệp đều chống đỡ không dưới tới. Nhất Hiếu Thắng Hàn Vĩ cúi đầu nói rằng. Diệp Thần Phong không phải là các ngươi nhận thức biết chung như vậy, ra ra, các ngươi hẳn nghe nói qua Thiên Hải Thắng Thiên Hội đi. Chính là gần nhất tại Thiên Hải quật khởi, thống nhất Thiên Hải thế lực dưới đất cái kia bang hội. Các người biết là ai sáng lập Thắng Thiên Hội sao? Là Diệp Thần Phong,
Nhậm Hồng không che giấu được kích động trong lòng. Lần này chúng ta bốn người là theo chân Diệp Thần Phong cùng nơi trở lại kinh thành. Hắn dự định muốn thống nhất kinh thành thế lực dưới đất, chúng ta bốn người đã gia nhập vào Thắng Thiên Hội, cho nên Diệp Thần Phong sau đó chính là của chúng ta lão đại rồi. Phương Huy ngữ khí kiên định nói rằng, nếu như nói Diệp Thần Phong dùng lực một người đánh bại Phi Dược bộ đội toàn bộ thành viên, nhượng Hàn Chí Kiều đẳng cái này bốn cái lão nhân khiếp sợ lời nói, như vậy Diệp Thần Phong là Thắng Thiên Hội người sáng lập sự tình, còn lại là để cho bọn họ khiếp sợ chưa tỉnh hồn lại. Thiên Hải làm nước Hoa một tòa đại đô thị, rất nhiều người cũng sẽ quan tâm Thiên Hải chuyện đã xảy ra, Hàn Chí Kiều bốn người bọn họ lão đầu đối gần nhất tại Thiên Hải quật khởi Thắng Thiên Hội cũng là có hiểu một chút, nhưng là bọn hắn cũng không biết Diệp Thần Phong chính là Thắng Thiên Hội người sáng lập. Bất thình lình một cái lại một cái tiêu thất, nhưng Hàn Chí Kiều đám người có chút không dám tin tưởng lỗ tai của mình, Diệp Thần Phong đều không phải kinh thành công nhận kẻ ngu si mà. Hắn làm sao có thể thân thủ tốt đến có thể một người giải quyết sở hữu Phi Dược bộ đội thành viên, đồng thời vẫn có thể dựa vào lực một người thành lập được thống nhất Thiên Hải thế lực dưới đất Thắng Thiên Hội. Tiểu Vĩ, các ngươi nói đều là thật sao? Hàn Chí Kiều vẫn còn có chút không thể tin được đây hết thảy đều là thật. Ra ra, chúng ta nói đều là thật, tuyệt không có nửa câu nói dối. Hàn Vĩ kiên định hồi đáp. Lão Viên, chuyện này các ngươi thấy thế nào? Hàn Chí Kiều nhìn Viên Đông Thăng hỏi. Nếu như Diệp Thần Phong thật dường như cái này bốn cái hỗn tiểu tử nói như vậy chỉ có thể nói rõ Diệp Thần Phong từ trước một mực ẩn nhẫn, ta không tin một cái kẻ ngu si hội đột nhiên biến thành thiên tài. Nếu như nói đây hết thảy đều là thật, như vậy Diệp Thần Phong thật sự là thật là đáng sợ, hắn ẩn nhẫn năng lực thật sự là quá mạnh mẽ, lần này hắn trở lại kinh thành sợ rằng muốn không yên ổn, này từ trước cười nhạo hắn là người ngu người, chỉ sợ bọn họ mới thật sự là kẻ ngu si đi. Viên Thăng Đông trong con ngươi tràn đầy tim đập nhanh. Lão Hàn, Lão Viên, chúng ta đây nên xử lý như thế nào chuyện này? Phương Quốc Hoa mở miệng hỏi. Chiếu cái này bốn cái hỗn tiểu tử nói như vậy, Diệp Thần Phong lần này trở lại kinh thành, là muốn cường thế quật khởi, là long lại làm sao có thể không có nhất phi trùng thiên thời khắc ni. Nhậm Khải Kiến như có điều suy nghĩ nói rằng, ra ra, bất kể như thế nào chúng ta đều đã theo Diệp Thần Phong, nhận thức Diệp Thần Phong làm lão đại rồi, cho nên chúng ta không hội rời khỏi Thắng Thiên Hội. Hàn Vĩ bọn bốn người ngôn ngữ kiên định nói rằng, Hàn Chí Kiều đẳng bốn cái lão đầu nhìn nhau liếc mắt, cười nói, chúng ta có nói không đồng ý các ngươi theo Diệp Thần Phong sao? Nhớ kỹ, Diệp Thần Phong sự tình bốn người các ngươi không nên đến chỗ nói mỏ, chúng ta còn muốn nhìn đến kinh thành những đại gia tộc kia, mở rộng tầm mắt thời khắc ni. Vậy nhất định hội đặc biệt đặc sắc. Hàn Chí Kiều đẳng bốn cái lão đầu, đồng ý cháu trai của bọn họ theo Diệp Thần Phong, nếu như Diệp Thần Phong thật như cùng bọn hắn tôn tử nói như vậy nhượng cháu trai của bọn họ theo Diệp Thần Phong, tuyệt đối là tiền đồ vô lượng. Kinh thành, tướng bởi vì Diệp Thần Phong trở về mà biến được hỗn loạn. Chương 345, có hy vọng. Xác định đầu phiếu. Diệp gia biệt thự phòng khách đèn đuốc sáng trưng. Vừa còn vắng vẻ phòng khách biến được náo nhiệt, võ gia lão gia tử Võ An Quốc, Võ Chí Phương, Võ Hiểu Phỉ cùng Võ Kiệt đều ngồi ở trước bàn ăn. Võ Kiệt trở lại võ gia nói cho võ lão gia tử Diệp Thần Phong trở về tin tức sau, võ lão gia tử là trước tiên đuổi tới Diệp gia. Đối với Diệp Thần Phong cái này tôn nữ tế, hắn là cực kỳ xem trọng. Trấn Hồng, Thần Phong ngày hôm nay trở về tin tức ngươi cũng không nói cho ta một tiếng, ta cũng tốt trước đó chuẩn bị một chút ha. Điểm ấy ngươi có thể làm không đúng, nhất định phải tự phạt ba bôi mới được. Võ An Quốc bàn tay chung bưng ly rượu nói rằng. Diệp Trấn Hồng tự mình hơi nhấp một miếng rượu, nói rằng, An Quốc, ngươi còn không biết xấu hổ muốn ta tự phạt ba bôi. Bình thường ta những ngươi tới Diệp gia bồi ta uống vài chén thời gian, ngươi là ra sức khước từ, vừa nghe nói Thần Phong trở về, ta xem ngươi so thỏ đi được còn nhanh, xem ra mặt mũi của ta xa xa không bằng cháu của ta thể diện đại a. Trấn Hồng, lời nói cũng không thể đủ nói như vậy, Thần Phong khó có được trở lại kinh thành một chuyến, lại nói tốt xấu Thần Phong cũng là của ta tương lai tôn nữ tế, ta ngươi đều hơn nửa đời người giao tình, nhớ năm đó chúng ta ở trên chiến trường thời gian. Điều không phải mỗi ngày pha trộn ở chung với nhau mà. Đại khối ăn thịt, chén lớn uống rượu, bây giờ suy nghĩ một chút năm đó cuộc sống thật đúng là tiêu xái a. Võ An Quốc thở dài một hơi nói rằng, trong đầu không nén nổi hồi tưởng lại năm đó nhiều sự tình. Nghe được Võ An Quốc cái này lời nói, Diệp Trấn Hồng trong lòng cũng rất nhiều cảm khái, nói rằng, An Quốc, chúng ta đều lão a.
Nhớ năm đó chúng ta ở trên chiến trường 3 ngày 3 đêm không ngủ được đều sẽ không cảm thấy mệt, hiện tại 1 ngày không ngủ được, thân thể tự chịu không nổi, hai chúng ta đều là một chân bước vào quan tài người, không đúng ngày nào đó đi đời nhà ma cũng không biết ha. Ra ra, ngài thật tốt để làm chi đem lời nói thương cảm như vậy. Ta còn trông cậy vào ngài giúp ta ôm tằng tôn tử ni. Diệp Thần Phong nhìn Diệp Trấn Hồng có chút khom thân thể, trong lòng không có từ trước đến nay một trận thương cảm, nghĩ ngợi muốn lợi dụng linh hồn lực bang lão gia tử cải thiện thể chất, tranh thủ có thể nhượng lão gia tử sống lâu thượng mấy năm. Đối, ta còn muốn ôm Thần Phong cùng Hiểu Phỉ tằng tôn tử ni. Khó có được ngày hôm nay Thần Phong trở về, chúng ta không nói chuyện những thứ này. Diệp Trấn Hồng ha ha cười nói, tướng rượu trong ly là một hơi làm. Ngồi ở Diệp Thần Phong bên cạnh Võ Hiểu Phỉ đôi má xấu hổ đến đỏ bừng. Cúi đầu, không nói được một lời, vươn ngọc thủ tại bàn dưới nhẹ nhàng nhéo một cái Diệp Thần Phong bên hông thịt. Diệp Thần Phong quay đầu nhìn Võ Hiểu Phỉ, miệng tiến đến Võ Hiểu Phỉ bên tai, đầu lưỡi hữu ý vô ý liếm thoáng cái Võ Hiểu Phỉ trong suốt trong sáng vành tai. Thấp giọng nói rằng, Hiểu Phỉ tả, ngươi làm gì thế ninh ta? Lẽ nào ngươi không ngờ muốn cấp ta sanh con sao? Trên lỗ tai bị Diệp Thần Phong cắp nhiệt khí, Võ Hiểu Phỉ trong đầu trong nháy mắt trống rỗng, tai cũng biến thành đỏ bừng không gì sánh được, liếc mắt một cái khóe môi nhếch lên nụ cười Diệp Thần Phong. Nàng biết mình là bị trêu đùa, Võ Hiểu Phỉ cay cú bản tính lập tức toàn bộ trở về, hướng Diệp Thần Phong cổ miệng, thẳng thẳng nàng cao ngất bộ ngực, sau đó thấp giọng nói rằng, Thần Phong. Lẽ nào ngươi rất muốn hài tử sao? Ngày hôm nay ta sẽ ngủ ở Diệp gia, có bản lĩnh ngươi tới trong phòng của ta. Không nên chỉ biết quang nói suông. Tả, tỷ phu, hai người các ngươi tại nói cái gì lặng lẽ lời nói ni. Tả, tính tình của ngươi có thể phải ôn nhu một chút, tỷ phu ta thế nhưng rất được hoan nghênh, bằng không một cái không lưu ý, tỷ phu ta sẽ bị những nữ nhân khác câu dẫn đi, đây chính là tả trách nhiệm của ngươi nga. Võ Kiệt mang theo một khối đường thố bài cốt nhét vào miệng. Cổ họng trong phát sinh mơ hồ không rõ thanh âm. Tiểu Kiệt, thế nào đối với ngươi tả nói ni? Tiểu tử ngươi là điều không phải lại muốn cũng bị giam lại đóng. Võ An Quốc trầm giọng nói rằng. Võ Kiệt lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại, võ lão gia tử thịnh nộ, hắn cũng không dám đi đụng vào. Trấn Hồng, chúng ta chọn ngày nhượng Thần Phong cùng Hiểu Phỉ mau chóng kết hôn đi. Kỳ thực Tiểu Kiệt nói thật đúng. Hiểu Phỉ cùng Thần Phong 1 ngày không kết hôn, trong lòng ta mặt tự hốt hoảng, rất sợ Thần Phong tốt như vậy tôn nữ tế bị cái khác người cấp cướp đi. Nếu như Thần Phong bản lĩnh tại kinh thành truyền ra tới, ta muốn kinh thành rất nhiều đại gia tộc đều muốn cùng các ngươi đám hỏi, đến lúc đó các ngươi Diệp gia cánh cửa cũng đều phải đạp phá. Thật sự là Diệp Thần Phong quá ưu tú. Võ An Quốc trong lòng phải có ý nghĩ như vậy. An Quốc, ngươi cái này là không tin chúng ta Diệp gia. Hai chúng ta trước đây thế nhưng cùng nơi khiêng qua báng súng tử, bất quá, Thần Phong cùng Hiểu Phỉ quả thực cũng đến kết hôn niên kỷ linh. Nguyên bản ta là muốn cho Đông Kiện tiểu tử kia trước đem cả đời đại sự làm, như thế nào đi nữa nói Đông Kiện cũng là Thần Phong tiểu thúc a. Diệp Trấn Hồng muốn khởi Diệp Đông Kiện đứa con trai này tựu không kiềm hãm được lắc đầu. Trấn Hồng, Đông Kiện cả đời đại sự ngươi cũng không nên mù quan tâm, gần nhất ta ra Khôn Minh cùng Đông Kiện là mỗi ngày lăn lộn cùng một chỗ, ta hình như nghe nói Đông Kiện có thích người, gần nhất đang triển khai lửa nóng theo đuổi, ta xem cách Đông Kiện ngày vui cũng không lâu. Nói không chừng đến lúc đó chúng ta có thể đem Thần Phong hôn lễ cùng Đông Kiện hôn lễ tổ chức cùng một chỗ, như vậy cái này nhất định là một hồi có 102 hôn lễ. Võ An Quốc vui vẻ nói rằng, tiểu nương môn, thật là quá không nể tình, ta thích người cũng không phải nàng, nàng đứng ra mù trộn lẫn cái gì. Đông Kiện, lúc này ngươi nhưng làm ta cấp hại thảm, nếu không phải là bởi vì chuyện của ngươi, ta về phần biến thành bộ dáng này mà. Khôn Minh. Chúng ta hiện tại thế nhưng đứng tại người trên một cái thuyền, chúng ta nên suy nghĩ thật kỹ muốn thế nào đòi lại khẩu khí này. Trong phòng khách thỉnh thoảng truyền đến Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh thanh âm, đợi cho cái này hai người đi vào phòng khách, nhìn đến trong phòng khách bàn ăn thượng ngồi đầy người sau, hai người trước tiên bưng kín hai mắt, bởi vì bọn họ hai cái hiện tại hoàn toàn biến thành quốc bảo, hai con mắt chu vi hiện đầy một vòng màu đỏ tím ứ tổn thương, những người thoạt nhìn miễn bản có nhiều tức cười. Đông Kiện. Người thế nào làm cho thành cái này phó đức hạnh? Nhìn đến Diệp Đông Kiện rách nát quân trang, cùng với bộ dáng chật vật, Diệp Trấn Hồng nhìn không được mở miệng mắng. Khôn Minh, người cũng giống vậy, người cái này đều không phải tại ném chúng ta Võ ra mặt mà.
Võ Khôn Minh chật vật trình độ cùng Diệp Đông Kiện tương xứng, cho nên Võ An Quốc cũng lên tiếng. Võ Kiệt cười hì hì từ trên ghế đứng lên, đi tới Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh trước mặt, nói rằng, Diệp Thúc Thúc, Tiểu Thúc, hai người các ngươi thế nào biến thành cái bộ dáng này? Lẽ nào hai người các ngươi bị người đánh sao? Hai người các ngươi cần phải hướng tỷ phu ta học tập cho giỏi, từ trước đến nay chỉ có tỷ phu ta đem người khác đánh thành gấu trúc, có thể không người nào dám đem hắn đánh thành gấu trúc. Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh vừa rồi đi vào đại sảnh chỉ là thô sơ giản lược thoáng nhìn, tịnh không có phát hiện Diệp Thần Phong trở về, tại bọn họ có lẽ hiện tại Diệp Thần Phong còn đang Thiên Hải Ni. Vì vậy hai người liền miệng không ngăn cản lên. Diệp Đông Kiện che mắt nói rằng, Tiểu Kiệt, người biết cái gì? Chúng ta đây là đang trong khi huấn luyện bị thương, người có bản lĩnh lập tức nhượng Thần Phong hỗn tiểu tử xuất hiện ở trước mặt ta, xem ta cái này làm thiếp thúc là thế nào giáo huấn hắn. Tiểu Kiệt, người Diệp Thúc Thúc nói rất đúng, Thần Phong hội là đối thủ của chúng ta sao? Người cái tiểu hài tử xấu xa biết cái gì? Võ Khôn Minh cũng lập tức phụ họa nói. Võ Kiệt khóe miệng dáng tươi cười càng sán lạn, Diệp Thúc Thúc, Tiểu Thúc, lời này có thể là các ngươi nói. Đợi một lát hai người các ngươi có thể không nên hối hận. Ai hối hận, ai là tôn tử? Diệp Đông Kiện nói rằng. Đối, ai hối hận, ai là tôn tử? Võ Khôn Minh đồng dạng nói rằng. Tiểu Thúc, Võ Thúc Thúc, có đoạn thời gian không gặp, xem ra hai người các ngươi là lòng tự tin bành trướng. Nếu muốn giáo huấn ta, như vậy chúng ta bây giờ sẽ tới luận bàn một chút đi. Diệp Thần Phong cười từ trên ghế đứng lên. Nghe được Diệp Thần Phong thanh âm sau. Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh đồng thời lấy ra ngăn trở ánh mắt bàn tay, chăm miệng một lời đạo Thần Phong. Người thế nào trở lại kinh thành? Hai người nhìn nhau liếc mắt, sau đó điểm gật đầu, hoàn toàn đã quên vừa rồi lời của mình đã nói, đi ra phía trước nhiệt tình kéo lại Diệp Thần Phong cánh tay. Diệp Đông Kiện nói rằng, Thần Phong, lần này tiểu thúc hạnh phúc cũng đều trông cậy vào ngươi, chỉ cần ngươi có thể bang tiểu thúc ta đối phó chuyện lần này, sau đó ngươi nhượng ta là ngươi tiểu thúc đều có thể a. Đúng vậy, Thần Phong, ta và người tiểu thúc thật sự là nuốt không trôi khẩu khí này a. Nguyên bản chúng ta còn đang suy nghĩ biện pháp giải quyết ni. Hiện tại người trở về đúng lúc, chỉ cần có người ở đây, chúng ta thì có hy vọng, lần này người tiểu thúc không có một chút nói ngoa, hắn hạnh phúc hoàn toàn nắm giữ ở trên tay của ngươi. Võ Khôn Minh bi thương nói rằng, chương 346, cuối cùng có thể đi tới một bước kia. Xác định đầu phiếu. Ninh Vũ Đình nhân xưng trong quân nữ thần, tại kinh thành quân khu trung đảm nhiệm trọng yếu chức vị, cái đó quân hàm đạt được trung tướng cấp bậc, hiện nay đã có 35 tuổi. Ninh Vũ Đình trưởng phu đồng dạng là quân khu trung người, đang cùng Ninh Vũ Đình vừa kết hôn không bao lâu, bởi vì đi ra ngoài chấp hành một lần nhiệm vụ mà bị chết, từ đó Ninh Vũ Đình liền không còn có đi tìm những nam nhân khác. Đương nhiên Ninh Vũ Đình tướng mạo đặc biệt xuất chúng, nhất là vóc người của nàng quả thực là hoàn mỹ đến cực điểm. Tại kinh thành đủ có Ninh Vũ Đình người theo đuổi, thế nhưng Ninh Vũ Đình chút nào sẽ không cho người theo đuổi nàng sắc mặt tốt nhìn, nếu như đối phương làm ra cái gì quá phận sự tình tới, nàng sẽ không chút lưu tình động thủ giáo huấn đối phương. Đã từng có một gã kinh thành hoàn khố công tử ca muốn nỗ lực đối Ninh Vũ Đình tái máy tay chân, cuối cùng kết quả là bị Ninh Vũ Đình cắt đứt một chân. Ninh Vũ Đình tại quân khu trung uy vọng đặc biệt cao, thứ nhất nàng là một cái triệt đầu triệt đuôi mỹ nữ. Thứ hai thực lực của nàng vững vàng áp qua quân khu trung nam nhân, nàng thuộc về đặc biệt cường thế một loại kia nữ nhân. Tại quân khu trung có rất nhiều Ninh Vũ Đình người ủng hộ, những này người ủng hộ trung đủ có con em của đại gia tộc, cho nên tên đã từng bị Ninh Vũ Đình cắt đứt một chân hoàn khố công tử ca, cuối cùng đối với chuyện này chỉ có thể không giải quyết được gì. Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh vết thương trên người liền là bị Ninh Vũ Đình đánh, nói trước đó vài ngày Diệp Đông Kiện trở lại kinh thành quân khu sau. Trong lúc vô tình tại quân khu trung thấy được một nữ nhân, đến tận đây sau đó hắn tự đối danh nữ người nhớ mãi không quên, sau lại nhiều lần hỏi thăm chi hạ mới biết được danh nữ người là Ninh Mẫn Yến, là kinh thành quân khu trung quân y, đồng dạng cũng là trong quân nữ thần Ninh Vũ Đình thân muội muội. Kết quả là Diệp Đông Kiện đối Ninh Mẫn Yến triển khai mãnh liệt thế tiến công sự tình bị Ninh Vũ Đình cấp đã biết, lúc đó Ninh Vũ Đình chỉ nói với Diệp Đông Kiện một câu nói như vậy, ngươi có thể tiếp được ta 20 chiêu. Ngươi thì có truy muội muội ta tư cách, bằng không cấp ta có xa lắm không lăn rất xa, muội muội ta không yêu cầu một cái liền nữ nhân đều không bảo vệ được nam nhân. Lúc đó lòng tin tràn đầy Diệp Đông Kiện tại 15 chiêu thời gian, tự bại bởi Ninh Vũ Đình, với lại bị bại đặc biệt triệt để. Nguyên bản Võ Khôn Minh chỉ là đi vô giúp vui,
nhìn đến Diệp Đông Kiện bại bởi Ninh Vũ Đình sau, nhịn không được ở một bên ha ha cười to, kết quả giống nhau cũng bị Ninh Vũ Đình không nói lời gì dạy dỗ một trận. Nhàn nhạt nói với Võ Khôn Minh một câu nói như vậy, ta không thích tiếng cười quá lớn nam nhân. Lý do này lúc đó thiếu chút nữa nhường Võ Khôn Minh khí thổ huyết, đối với hắn mà nói quả thực là tai bay vạ gió a. Khẩu khí này hắn làm sao có thể nuốt được đi. Thế nhưng trong quân nữ thần Ninh Vũ Đình thực lực đặt ở nơi nào, chỉ sợ hắn cùng Diệp Đông Kiện hai người liên thủ đều không phải đối thủ của đối phương đi. Huống chi bọn họ hai cái có cái gì mặt liên thủ. Ninh Vũ Đình là nữ nhân, mà bọn họ là nam nhân, muốn là bọn hắn hai cái liên thủ đối phó Ninh Vũ Đình. Trước không nói Ninh Vũ Đình trong quân đội người ủng hộ hội cầm bọn họ hai cái dù thế nào. Chỉ sợ bọn họ hai cái hội lập tức trở thành kinh thành quân khu chung chê cười. Mà Diệp Thần Phong đột nhiên trở lại kinh thành, nhượng Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh hai người đồng thời thấy được mong muốn, chỉ cần Diệp Thần Phong đồng ý giúp bọn hắn hai cái xuất đầu, không chỉ có thể giáo huấn một chút không ai bị nổi trong quân nữ thần Ninh Vũ Đình, cuối cùng Diệp Thần Phong đánh thắng Ninh Vũ Đình sau đó. Diệp Đông Kiện vẫn có thể ôm mỹ nhân về, đến lúc đó Ninh Vũ Đình chỉ sợ cũng tự không mặt mũi ngăn cản hắn theo đuổi Ninh Mẫn Yến. Tướng cả kiện sự tình biết một lần sau, Võ Kiệt người thứ nhất thì thầm lên, Diệp Thúc Thúc, Tiểu Thúc, hai người các ngươi cũng quá tốn đi. Các ngươi lại có thể bị một nữ nhân đánh thành bộ dáng này. Sau đó đi ra ngoài đừng nói ta nhận thức các ngươi, đối. Còn có vừa rồi hai người các ngươi còn nói, ai hối hận, ai là cháu trai đi. Hiện tại các ngươi nếu không dám giáo huấn tỷ phu ta, như vậy hai người các ngươi chính là tôn tử. Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh nguyên bản trong lòng tựu nín nhất cổ khí ni. Vừa nghe Võ Kiệt tiểu tử này một cái kình kia hồ không khai đề kia hồ, bọn họ hai cái sắc mặt trướng đến đỏ bừng, vừa muốn mở miệng quát lớn, Diệp Trấn Hồng nói chuyện, Tiểu Kiệt nói đều không sai, Đông Kiệt, ngươi xem một chút ngươi tượng bộ dáng gì nữa. Hiện tại ngay cả truy nữ nhân đều muốn nhượng Thần Phong hỗ trợ. Ngươi cái này tiểu thúc quả thực làm không biết cái gọi là. Đối, ta đồng ý Trấn Hồng thuyết pháp, Khôn Minh, hai người các ngươi ở bên ngoài bị nữ nhân khi dễ. Về đến nhà lại muốn nhượng vãn bối giúp các ngươi đi xuất đầu, cái này truyền đi đều không phải nhượng người cười đến rụng răng mà. Võ An Quốc cũng mở miệng nói rằng, Diệp Đông Kiện hôm nay là xuân tâm phơi phới. Hắn đệ nhất lần phát hiện bản thân đối một nữ nhân là như thế mê muội, kéo tủng gương mặt, nói rằng, Thần Phong, ngươi thì giúp một chút tiểu thúc ta đi. Ngươi khi còn bé, tiểu thúc ta có thể vô cùng thương yêu ngươi, ngươi cũng không thể đủ bất kể ngươi tiểu thúc ta à. Bằng không ta thật là muốn làm cả đời quang côn. Nhìn đến Diệp Đông Kiện bi thương dáng dấp, Diệp Trấn Hồng chừng hắn liếc mắt, sau đó nói, ngươi cái bộ dáng này thế nào có thể làm Thần Phong tiểu thúc ni. Quên đi, Thần Phong, nếu như ngươi có thể giúp ngươi tiểu thúc nắm, ngươi đã giúp hắn nhất bang đi. Nhượng hắn sớm một chút thành ra cũng tốt, coi như làm là cho chúng ta Diệp ra dòng chính nối dõi tông đường. Vừa nghe đến nhà mình lão nhân đều nói như vậy, Diệp Đông Kiện tức khắc tinh thần tỉnh táo. Nói rằng, Thần Phong, lúc này ta cũng đều phải nhờ vào ngươi, hôm nay người cùng chúng ta cùng đi kinh thành quân khu, đến lúc đó thật tốt nhượng Ninh Vũ Đình biết chúng ta Diệp gia nam nhân đều không phải dễ khi dễ, ta xem nàng còn thế nào tại trước mặt chúng ta kiêu ngạo. Nhìn đến hoàn toàn một bộ cáo mượn oai hùng Diệp Đông Kiện, Diệp Thần Phong là bất đắc dĩ lắc đầu, theo lý mà nói Diệp Đông Kiện thực lực cũng không yếu a. Có thể tại 15 chiêu chi nội tướng Diệp Đông Kiện đánh bại người, cũng có thể xưng là cao thủ. Bất quá cao thủ như vậy rất hiển nhiên tại Diệp Thần Phong trong mắt căn bản là một điểm cũng không đủ nhìn ni. Tiểu Thúc, Võ Thúc Thúc, hai người các ngươi lúc nào có thể cấp ta trường mặt dài a? Nếu ra ra đều lên tiếng, như vậy hôm nay ta tự cùng các ngươi đi một chuyến quân khu đi. Nhìn tại ta tương lai tiểu thẩm phân thượng, Diệp Thần Phong nhìn Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh nói rằng. Tỷ phu, ta cũng muốn đi, ta cũng muốn đi, tốt như vậy đùa sự tình nhất định muốn dẫn thượng ta. Võ Kiệt vừa nghe đến Diệp Thần Phong muốn đi quân khu Trung Hòa người đánh nhau, lập tức không chịu ngồi yên. Tiểu Kiệt, ngươi xem náo nhiệt gì? Hôm nay cấp ta ngoan ngoãn ở nhà, bằng không ta những ngươi mụ năm nay một phần tiền xài vặt cũng không nên cho ngươi. Võ An Quốc đối Võ Kiệt quát dẹp đường. Đối, Thần Phong, ta vừa rồi nghe Tiểu Kiệt nói, Thiên Hải Thắng Thiên Hội là ngươi sáng lập. Võ An Quốc nghi vấn hỏi. Võ An Quốc như thế mở miệng vừa hỏi. Ở đây ánh mắt của người toàn bộ tập trung đến Diệp Thần Phong trên người, bình thường Diệp Trấn Hồng tuy rằng một mực quan tâm Thiên Hải, thế nhưng thắng Thiên Hội sự tình Diệp Thần Phong cơ hồ là không ra mặt,
cho nên tại Thiên Hải địa phương có rất nhiều người đều không biết Diệp Thần Phong tồn tại, huống chi là kinh thành bên này, Diệp lão gia tử bọn họ không biết cũng không kỳ quái. Về phần Diệp Đông Kiện đồng dạng là không biết chuyện này, trước đây Diệp Thần Phong đi cường binh huấn luyện doanh, Diệp Thần Phong từng đối Lâm Trung Hổ bọn họ nói qua hắn là Thắng Thiên Hội hội trưởng, lúc đó Diệp Đông Kiện uống say, Lâm Trung Hổ cho rằng Diệp Đông Kiện là Diệp Thần Phong tiểu thúc, Lý Nhân biết chuyện này, cho nên sẽ không có tại Diệp Đông Kiện trước mặt đề cập qua, có thể dùng bây giờ Diệp Đông Kiện nghe được chuyện này cũng cảm giác vô cùng khiếp sợ. Diệp Thần Phong điểm gật đầu, người ở chỗ này đều là người trong nhà, cho nên có chút sự tình hắn không cần thiết che giấu, Thắng Thiên Hội là ta sáng lập, còn có gần trong vòng một năm tại Thiên Hải phát triển hừng hực khí thế Đằng Thiên Chế Dược Xưởng cũng là ta sáng lập, chỉ bất qua Thắng Thiên Hội cùng Đằng Thiên Chế Dược Xưởng ta đều giao cho người khác xử lý, bình thường ta rất ít đứng ra. Cái gì, Đằng Thiên Chế Dược Xưởng cũng là của ngươi? Võ An Quốc khiếp sợ mở miệng hỏi. Phải biết rằng Đằng Thiên Chế Dược Xưởng thế nhưng bị nghiệp nội nhân sĩ đánh giá vì nhất có phát triển tiền cảnh xí nghiệp. Bây giờ Đằng Thiên Chế Dược Xưởng hàng năm tiền lời đã là hết sức kinh khủng, huống chi đây chỉ là Đằng Thiên Chế Dược Xưởng bước ra đi bước đầu tiên ni. Diệp Trấn Hồng khuôn mặt cũng treo đầy khiếp sợ, thế nhưng càng nhiều hơn chính là vui mừng, khóe miệng ngăn một vòng độ cung, Thần Phong, lần này ngươi trở lại kinh thành, muốn làm cái gì tự cứ việc đi làm đi. Gia gia ta vĩnh viễn chi trì ngươi. Thần Phong, gia gia ngươi nói không sai, có hai chúng ta lão nhân giúp ngươi đâu lắm. Tại kinh thành cái này nhất mẫu ba phần trên mặt đất, thì là ngươi thống phá thiên, chúng ta hai lão cũng có thể giúp ngươi bổ túc. Võ An Quốc sắc mặt hồng nhuận nói rằng, Diệp Trấn Hồng cùng Võ An Quốc ý nghĩ trong lòng là nhất trí, bọn họ hai cái muốn nhìn một chút Diệp Thần Phong cuối cùng đến cùng có thể đi tới một bước kia. Là điều không phải có thể tướng Diệp gia cùng Võ gia đẩy lên một cái cao độ trước đó chưa từng có. Chương 347, danh chấn kinh thành, từ giờ trở đi. Xác định đầu phiếu. Cuối cùng Võ Hiểu Phỉ vẫn là không có lưu tại Diệp gia qua đêm, xem ra nữ nhân này cũng chỉ hội ngoài miệng phô trương. Nếu như đêm nay Võ Hiểu Phỉ lưu tại Diệp gia lời nói không chừng chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí thật đúng là hội nhìn không được ăn đối phương ni. Ngày kế, đương sáng sớm đệ nhất chùm ánh dương quang bắn phá tầng mây sái hướng đại địa thời gian, Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh cũng đã tại Diệp gia biệt thự trong phòng khách chờ xuất phát. Ngày hôm nay có thể là bọn hắn hai cái hãnh diện thời gian, có Diệp Thần Phong cái này cường hãn đủ để xưng là yêu nghiệt người đang, bọn họ hai cái còn sợ chim a. Phải biết rằng Diệp Thần Phong thế nhưng có thể bằng vào lực một người quét ngang toàn bộ binh vương tổ tồn tại. Nhìn đến Diệp Thần Phong sớm rèn đúc trở về, Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh hai người lập tức lôi kéo Diệp Thần Phong đi ra ngoài, có thể thấy được hai người này tâm tình là có bao nhiêu bức thiết. Diệp Thần Phong bĩu môi một cái nói tiểu thúc, Võ thúc thúc, ta còn không có ăn điểm tâm ni. Không ăn điểm tâm đợi một lát ta nào có khí lực bang hai người các ngươi xuất đầu. Thần Phong, điểm ấy ngươi yên tâm. Cơm sáng chúng ta đã sớm giúp ngươi chuẩn bị xong, phía chúng ta lái xe đi kinh thành quân khu, ngươi một mặt ở trên xe ăn, cái này đều không phải tiết kiệm thời gian mà. Diệp Đông Kiện vừa cười vừa nói. Đúng vậy, Thần Phong, ngày hôm nay ngươi chỉ phải giúp ta cùng ngươi tiểu thúc ra khẩu khí này, sau đó ngươi có chuyện gì cần muốn hai chúng ta giúp đỡ, hai chúng ta liền chân mày cũng sẽ không nhíu một cái. Võ Khôn Minh lời thề son sắt nói rằng. Tại Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh đây đối với kẻ dở hơi tán dóc hạ, Diệp Thần Phong cơm sáng chỉ có thể ở trên xe giải quyết rồi. Võ Khôn Minh ngồi ở chỗ tài xế ngồi thượng, Diệp Đông Kiện ngồi ở phó điều khiển thượng, mà Diệp Thần Phong còn lại là ngồi ở chỗ ngồi phía sau, trong tay cầm một cái bánh bao thịt đang gặm, thỉnh thoảng còn uống một hơi sữa tươi. Từ Diệp ra đến kinh thành quân khu có một khoảng cách ni. Cho nên Diệp Đông Kiện liền ăn không ngồi rồi mở miệng cùng Diệp Thần Phong nhàn hàn huyên. Thần Phong, ngươi thật là quá không có suy nghĩ, tiểu thúc ta từ trước vậy mà không biết ngươi là Thắng Thiên Hội hội trưởng. Ngươi còn làm một cái Đằng Thiên Chế Dược Xưởng, có người nói Đằng Thiên Chế Dược Xưởng có thể giống như là ấn sao cơ a. Tiểu tử ngươi liền tiểu thúc ta đều muốn giấu giếm. Diệp Thần Phong tự mình gặm cắn bánh bao, đợi được nhất cái bánh bao sau khi ăn xong, hắn mới đúng Diệp Đông Kiện đảo cặp mắt trắng dã, nói rằng tiểu thúc, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Trước đây ta và ngươi đều ở đây Thiên Hải, ngươi chỉ cần hơi quan tâm ta đứa cháu này thoáng cái. Ngươi thì sẽ biết ta tại Thiên Hải động tác, cái này chỉ có thể nói rõ ngươi cái này tiểu thúc quá không xứng chức. Diệp Đông Kiện đôi má hơi đỏ lên, bị Diệp Thần Phong một lời chọt trúng yếu điểm,
May mà Diệp Đông Kiện ra mặt tương đối dày, Thần Phong, ta có thể bất kể nhiều như vậy. Ta là ngươi tiểu thúc, sau đó ta không có tiền hoa, ta tìm ngươi, dù sao ngươi được muốn phụ trách ta sau này tất cả chi tiêu. Ta đồng ý Đông Kiện nhận định, Thần Phong, sau đó chờ ngươi cùng Hiểu Phỉ kết hôn rồi, ta đồng dạng coi như là ngươi thúc thúc, sau đó ta chi tiêu cũng trông cậy vào ngươi, phải biết rằng chúng ta mỗi tháng tiền lương thật sự là ít thương cảm, căn bản không có thể cùng ngươi cái này người có tiền người tương đối a. Võ Khôn Minh vừa lái xe, vừa nói. Đối với hai cái này ra mặt thật dày ra hỏa, Diệp Thần Phong thật sự là không nói gì đến cực điểm, bọn họ hai cái nơi đó có một điểm trưởng bối tư thái. Diệp Thần Phong đảo tượng là trưởng bối của bọn họ hai cái ở bên ngoài bị khi dễ, muốn nhượng Diệp Thần Phong đứng ra giúp bọn hắn xuất đầu, hiện tại khen ngược, bọn họ hai cái lại có thể càng làm đầu óc động đến Diệp Thần Phong tiền lên đây. Tiểu thúc, người nói chuyện này ta có thể suy nghĩ một chút, bất quá. Chờ ta trở về cùng ra ra thương lượng một chút lại nói. Còn có, võ thúc thúc, chuyện này ta cũng chuyện quan trọng tiên tri hội võ ra ra một tiếng, nhìn hắn có cái gì. Không ý kiến. Diệp Thần Phong khóe miệng mỉm cười, lại cầm lên một cái bánh bao thịt gặm cắn. Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh thấy nhà mình lão nhân. Giống như là giống như chuột thấy mèo, nếu như chuyện này để cho bọn họ lão nhân đã biết, còn thật không biết muốn thế nào huấn bọn họ hai cái ni. Bọn họ hai người vội vã nghĩa tránh ngôn từ nói, Thần Phong, chúng ta chỉ là cùng ngươi đùa giỡn một chút mà thôi. Chúng ta là trưởng bối của ngươi, thế nào có thể hỏi ngươi đòi tiền dạ hoa? Chỉ có chúng ta cho ngươi tiền tiêu vặt đạo lý a. Tại Kinh Thành có rất nhiều khổ không đợi quân khu, những này quân khu đều lệ thuộc Kinh Thành tổng quân khu, Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh nơi quân khu là một cái quy mô bậc trung quân khu, bọn họ nơi cái này quân khu, có rất nhiều người đều muốn tễ phá đầu chui vào. Nguyên nhân rất đơn giản, nhất là bọn hắn hai cái nơi cái này quân khu tinh anh xuất hiện lớp lớp, tại Kinh Thành chung là một cái số một số hai quân khu, thứ hai còn lại là làm có trong quân nữ thần danh xưng là Ninh Vũ Đình tại cái này quân khu chung. Ninh Vũ Đình trượng phu đã chết biết bao năm, tuy rằng Ninh Vũ Đình là một cái quả phụ, thế nhưng rất nhiều người đều muốn nhất thân cái này vị trong quân nữ thần hương thơm, ảo tưởng có một ngày có thể chinh phục cái này vị trong quân nữ thần, nhất là ở trên giường, thế nhưng qua nhiều năm như vậy không ai là thành công. Thật sự là Ninh Vũ Đình thực lực cường hãn, có người nói trước đây Ninh Vũ Đình thiếu chút nữa là có thể tiến nhập binh vương tổ ni. Binh vương tổ đối với nước Hoa quân nhân mà nói là một cái thần thánh địa phương. Là một cái bọn họ mong nhớ ngày đêm, đều muốn địa phương muốn đi, một ngày tiến nhập binh vương tổ, như vậy thì đại biểu cho thực lực của ngươi tiến nhập nước Hoa Kim tự tháp đỉnh. Võ Khôn Minh mở ra hắn xe jeep nhà binh xe, thông suốt lái vào quân khu chung, đi thẳng tới Ninh Vũ Đình địa phương sở tại. Một mảnh cực đại thao luyện thượng, Ninh Vũ Đình chính đang thao luyện thuộc hạ nhất bang binh sĩ ni. Đang thao luyện trường chu vi có top 5 top 3 quan quân ánh mắt nóng rực nhìn chăm chú vào Ninh Vũ Đình. Trong ánh mắt ái mộ không cần nói cũng biết. Ninh Vũ Đình ăn mặc một thân quân trang, tư thế oai hùng hiên ngang, nhất là trước ngực hai ngọn núi cực kỳ cao ngất, hình như không nghĩ qua là sẽ chống đỡ phá nàng quân trang thông thường, mông lại lớn lại kiều, vừa nhìn chính là cái sinh hài tử nguyên liệu, ngũ quan hết sức tinh xảo, khuôn mặt từ đầu đến cuối che một tầng nhàn nhạt xương lạnh, cái này một điểm cùng Hàn Sơ Tuyết nữ nhân kia có liều mạng. Võ Khôn Minh, Diệp Đông Kiện cùng Diệp Thần Phong từ xe jeep thượng đi xuống, tức khắc hấp dẫn thao luyện trường chung quanh nam quan quân lực chú ý, khi nhìn đến Võ Khôn Minh cùng Diệp Đông Kiện viền mắt chu vi không có tán đi ứ tổn thương sau, những này quan quân khuôn mặt như có như không hiện lên một vòng thiếu ý, bọn họ những này người cũng đều là trong quân nữ thần Ninh Vũ Đình người ủng hộ, mà Võ Khôn Minh cùng Diệp Đông Kiện là bị Ninh Vũ Đình sợ đả thương, cho nên theo bọn họ Võ Khôn Minh cùng Diệp Đông Kiện quả thực hay sống nên. Những này quan quân ánh mắt nhìn liền cũng không có liếc mắt nhìn Diệp Thần Phong, Diệp Thần Phong niên kỷ linh quá vô cùng trẻ, không thể nào là cái gì quân khu trung đại nhân vật, cho nên bọn họ trực tiếp đem Diệp Thần Phong cấp bỏ quên. Nhìn đến hướng cái này vừa đi tới các quân quan, Diệp Đông Kiện nhỏ giọng nói, những này chó cái nuôi, xem ra bọn họ là tới cười nhạo chúng ta, thật không hiểu nổi Ninh Vũ Đình các nàng này có gì tốt. Đem những này người mê phải là hôn đầu chuyển hướng. Đông Kiện, kỳ thực Ninh Vũ Đình các nàng này quả thực rất có mùi vị, chỉ bất quá người ta ánh mắt quá cao, hay hoặc giả là một cái chuyên tình người, cho nên tại trượng phu tử nhiều năm như vậy sau, như cũ không có tìm nam nhân khác.
Võ Khôn Minh nhìn thoáng qua thao luyện trường Thượng Ninh Vũ Đình hình bóng nói rằng. Khôn Minh, chớ quên chúng ta hôm nay là tới làm gì. Người hai chỉ mắt gấu mèo thế nhưng các nàng này đánh đi ra ngoài, nếu là ngày hôm nay chúng ta không đòi lại khẩu khí này, sau đó còn thế nào tại quân khu trung lập đủ. Diệp Đông Kiện khí thế hung hăng nói rằng, kỳ thực hắn trong lòng cũng không là muốn như vậy, thảo không đòi lại khẩu khí này hắn trái lại không sao cả, là tối trọng yếu là hắn nhất định muốn đem Ninh Vũ Đình muội muội Ninh Mẫn Yến cấp đuổi tới tay, hiện nay Ninh Vũ Đình chính là đáng ở trước mặt hắn lớn nhất nhất bức tường. Nhìn càng đi càng gần các quân quan, Diệp Thần Phong ngày hôm nay nếu như tại ở đây động thủ, sự tình khẳng định rất nhanh hội truyền khắp toàn bộ kinh thành, không tượng lần trước Diệp Thần Phong cắt đứt Tống Bân hai chân, ở đây tịnh không có nhiều như vậy người chứng kiến. Cho nên sự tình lần trước rất nhiều đại gia tộc đều nửa tin nửa ngờ, ở trong mắt bọn họ mặt Diệp Thần Phong vẫn như cũ là cái kia không hơn không kém Diệp kẻ ngu si. Thế nhưng ngày hôm nay lại bất đồng, một ngày Diệp Thần Phong xuất thủ, Diệp kẻ ngu si danh hào tướng không thuộc về hắn nữa, lần này Diệp Thần Phong trở lại kinh thành không dự định điệu thấp đối đãi, dù sao thực lực của hắn rất nhanh thì hội bại lộ tại kinh thành những đại gia tộc kia trước mặt, như vậy không bằng nhanh chóng bại lộ ni. Hắn còn mong muốn dùng này tới dẫn tới cha mẹ hắn tai nạn xe của hung thủ sau màn chú ý, lần sau đối phương tại phái ra sát thủ tới, Diệp Thần Phong tuyệt đối muốn bắt sống đối phương. Danh chấn kinh thành, từ giờ trở đi. Ngày hôm nay chẳng qua là Diệp Thần Phong nhượng kinh thành những đại gia tộc kia đại điện ánh mắt một cái khai đoan, Diệp Thần Phong cuối cùng muốn để cho bọn họ biết ai mới thật sự là kẻ ngu si. Chương 348, ngạo phải có ngạo tư bản. Xác định đầu phiếu. Diệp Đông Kiện, Võ Khôn Minh, hai người các ngươi còn có mặt mũi tới nơi này. Một gã hơn 30 tuổi, lưng hùm vai gấu quan quân, đi nhanh đi tới trước mặt hai người, sau đó tay chỉ vào Diệp Đông Kiện, tiếp tục nói, nhất là ngươi, Ninh Vũ Đình muội muội cũng là loại người như ngươi có thể nhúng chàm. Đừng tưởng rằng ngươi là người Diệp gia thì có nhiều tài ba. Ngươi vừa điều trở lại kinh thành quân khu, thì là ngươi từ trước là con rồng cũng phải muốn cấp ta đang nằm, là chỉ hổ cũng phải muốn cấp ta nằm, ở đây đều không phải ngươi có thể nhảy nhót địa phương. Tên này lưng hùm vai gấu quan quân tên là Thái Cường, tại Thái Cường bên người còn đứng ba gã trên mặt mang trào phúng nụ cười quan quân, cái này ba gã quan quân phân biệt là Tào Hoa, Chu Đào cùng Ôn Trì. Bốn người này tại quân khu trung địa vị cũng không so Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh kém. Cho nên bọn họ mới dám như thế không chút kiêng kỵ ngay mặt chào phúng Diệp Đông Kiện đẳng hai người. Tại bốn người bọn họ trong lòng Ninh Vũ Đình là không cho mạo phạm nữ thần, mà Diệp Đông Kiện theo đuổi Ninh Vũ Đình muội muội Ninh Mẫn Yến, chọc Ninh Vũ Đình tức giận, bọn họ những này Ninh Vũ Đình người ủng hộ tự nhiên sẽ không cho Diệp Đông Kiện sắc mặt tốt nhìn. Bị người chỉ vào mũi như vậy chào phúng, Diệp Đông Kiện làm sao có thể chịu được. Ở trong thân thể cơn giận dữ dâng lên, cười lạnh nói, Thái Cường. Người cái quy nhi tử cấp ta cút sang một bên, người không phải là thích Ninh Vũ Đình mà. Dùng được làm rõ ràng như vậy sao? Chỉ tiếc người ta Ninh Vũ Đình nhìn liền cũng không muốn nhìn ngươi liếc mắt, người cháu trai này tại ở đây đắc ý cái gì kình. Diệp Đông Kiện, cơm có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể đủ nói lung tung, lẽ nào ngày hôm qua ngươi mất mặt còn không có ném đủ chưa? Nếu như là như vậy, ta cũng không ngại động thủ dọn dẹp một chút ngươi. Thái Cường đồng dạng là cái tánh khí nóng nảy chủ. Diệp Đông Kiện, từ đâu tới cho chúng ta lăn chạy đi đâu, ở đây có thể không chào đón ngươi. Tào Hoa khinh thường nói. Võ Khôn Minh, vội vàng đem hắn cấp mang đi, bằng không đợi một lát chọc Ninh Vũ Đình tức giận. Ngày hôm nay có thể không riêng gì Ninh Vũ Đình đối với các ngươi động thủ, chúng ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Chu Đào khuôn mặt chán phóng dáng tươi cười. Nhìn ngươi cái này hùng dạng. Còn muốn làm Ninh Vũ Đình muội muội nam bằng hữu, không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ, Ôn Chỉ đồng dạng cười nhạo nói. Thái Cường, bốn người các ngươi không nên khinh người quá đáng, ngày hôm nay chúng ta là tìm đến Ninh Vũ Đình, không có các ngươi chuyện gì. Võ Khôn Minh lửa giận trong lòng thực tại bị bốn người này cấp kích thích ra tới. Tìm Ninh Vũ Đình, lẽ nào hai người các ngươi ngày hôm qua thật còn không có bị giáo huấn đủ chưa? Loại chuyện này cũng không nhọc đến phiền Ninh Vũ Đình. Chúng ta bốn người đại lao là được, Thái Cường xoay động cánh tay nói rằng. Nha, Thái Cường, ngươi thật đúng là đã cho ta Võ Khôn Minh sợ ngươi sao sao. Chỉ ngươi về điểm này ba chân mèo thân thủ, còn chưa đủ ra ngươi ta nhét kẻ răng ni. Chính cái gọi là người thua không thua trận, tuy rằng Võ Khôn Minh biết Thái Cường thực lực và hắn tương xứng.
thế nhưng hắn sẽ trước khí thế thượng áp qua đối phương một bậc. Huống chi hôm nay là Diệp Thần Phong cùng bọn họ cùng đi. Dùng Diệp Thần Phong thực lực phải giải quyết trước mặt cái này bốn cái tự cho là đúng ra hỏa, còn điều không phải gật đầu sự tình mà. Có Diệp Thần Phong khi hắn hậu trường, Võ Khôn Minh là 10 phần phấn khích, lưng cũng thẳng được thẳng tắp thẳng tắp. Khuôn mặt tràn đầy vốn không thuộc về hắn ngạo khí. Võ Khôn Minh, ngươi ngày hôm nay nên không biết là đầu bị cửa kẹp đi. Thân thủ của ta ba chân mèo, cũng không biết từ trước là ai thua ở trên tay của ta. Ngươi chẳng qua là bại tướng dưới tay ta mà thôi. Thái Cường khinh thường cười lạnh nói. Tốt, Võ Khôn Minh, Diệp Đông Kiệt, hai người các ngươi không nên ở chỗ này mất mặt, Diệp Đông Kiệt. Ngươi sau đó cách Ninh Vũ Đình muội muội xa một chút, bằng không đừng trách chúng ta đối với ngươi không khách khí. Tào Hoa hoàn toàn không có đem Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh để vào mắt, phải biết rằng bọn họ một phe này thế nhưng có bốn người, mà Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh chỉ có hai người, về phần đứng tại hai người bọn họ bên cạnh Diệp Thần Phong, trực tiếp bị không đáng kể. Tốt cầu không cản đường, bốn người các ngươi cho chúng ta tránh ra, chúng ta hôm nay là tìm đến Ninh Vũ Đình cô nương kia lấy lại công đạo. Diệp Đông Kiện không có hứng thú cùng Thái Cường bọn họ tại ở đây hao tổn nữa. Ai u, ta không có nghe lầm chớ. Thái Cường cố ý móc móc tai, nói rằng, hai người các ngươi tìm đến Ninh Vũ Đình lấy lại công đạo. Hai người các ngươi mắt gấu mèo còn không có tiêu đi xuống ni. Là điều không phải lại muốn nhượng Ninh Vũ Đình tới cho các ngươi bồi bổ trang. Các ngươi tại ở đây ồn ào gì thế? Không nên quấy rầy huấn luyện binh sĩ. Ăn mặc toàn thân quân trang Ninh Vũ Đình chẳng biết lúc nào hướng Diệp Đông Kiện bọn họ bên này đã đi tới, ánh mắt cuối cùng dừng lại tại Diệp Đông Kiện trên người, hỏi, lẽ nào ngươi còn không phục sao? Dùng ngươi chút thực lực ấy căn bản thiếu tư cách làm muội muội nam bằng hữu, ngươi còn là cấp ta thừa dịp sớm dẹp ý niệm này đi. Có không có tư cách điều không phải ngươi định đoạt, nếu như hôm nay ngươi có thể đánh thắng cháu của ta. Ta cam đoan từ nay về sau không bao giờ, nữa dây dưa muội muội của ngươi. Nếu như ngươi thua cho cháu của ta, như vậy ngươi cũng không nên ngăn cản ta và ngươi muội muội gặp gỡ. Diệp Đông Kiện nói là khí phách hăng hái, leng keng hữu lực. Đối với hắn cháu trai Diệp Thần Phong thực lực, hắn trong lòng là 100.000 cái yên tâm. Diệp Thần Phong khoa trước hai bước, thanh âm bình thản nói rằng, ta là Diệp Đông Kiện cháu trai Diệp Thần Phong. Trong lúc nhất thời không người chú ý Diệp Thần Phong, trở thành nhân vật tiêu điểm, Thái Cường đám người. Bao quát Ninh Vũ Đình ánh mắt đều tập trung vào Diệp Thần Phong trên người, hình như nỗ lực muốn từ Diệp Thần Phong trên người nhìn ra một ít đầu mối. 10 giây đồng hồ qua đi. Ha ha ha, Thái Cường người thứ nhất cười to đi ra, nói rằng, Diệp Đông Kiện, kinh thành có người nào không biết cháu của ngươi Diệp Thần Phong là một cái kẻ ngu si. Ngươi nhượng một cái kẻ ngu si đứng ra là thế nào một hồi sự. Lẽ nào ngươi khinh bỉ chúng ta chỉ số thông minh sao? Diệp Đông Kiện. Vui đùa đều không phải như thế khai, cháu ngươi đã là cái kẻ ngu si, vạn nhất lại dập đầu va chạm đụng, bệnh tình nghiêm trọng làm sao bây giờ. Vội vàng dẫn cháu của ngươi đi về nhà đi, Tào Hoa phất phất tay nói rằng. Diệp Đông Kiệt, chẳng lẽ đầu của ngươi cháy hỏng sao? Những ngươi kẻ ngu si cháu trai tới cho ngươi xuất đầu. Ta xem ngươi cũng muốn biến thành kẻ ngu si, Chu Đào càn rỡ trêu đùa. Không nên đứng ở chỗ này ngại nhãn, hiện tại ly khai còn kịp. Ôn Chỉ lập tức phụ họa nói. Ta là không phải người ngu. Đợi một lát các ngươi sẽ biết. Bất quá, trong mắt của ta bốn người các ngươi là ngu bê. Diệp Thần Phong vẫn là đứng tại chỗ, tùy ý nhún vai, từ trong miệng bình thản hộc ra những lời này để. Tốt một câu ngu bê. Nhượng Thái Cường bọn bốn người sửng sốt chốc lát, sau đó trong lòng lập tức nộ không thể giải lên. Cái này trên thế giới còn có so với bị kẻ ngu si mạ thành kẻ ngu si càng buồn cười sự tình mà. Thái Cường bọn bốn người hận không thể lập tức xông lên cấp Diệp Thần Phong khuôn mặt đóng sầm vài bạt tai. Diệp kẻ ngu si, ngươi không phải là muốn cùng Ninh Vũ Đình, Ninh huấn luyện viên luận bàn mà. Ninh huấn luyện viên là chúng ta cái này quân khu trong thực lực mạnh nhất, ngươi có tư cách gì cùng nàng luận bàn. Trừ phi ngươi trước đánh thắng ta, bằng không cùng ngươi kẻ bất lực tiểu thúc lập tức tiêu thất tại trước mắt ta. Thái Cường tự chung đều tràn đầy thịnh nộ. Ninh Vũ Đình đứng ở một bên không nói gì. Xem như là thầm chấp nhận đề nghị của Thái Cường. Diệp Thần Phong xoay xoay cái cổ, nói rằng, bốn người các ngươi cùng tiến lên, bằng không chỉ dựa vào một mình ngươi, ngươi ngay cả ta một cái góc áo cũng không gặp được, ta đây là bận tâm đến mặt mũi của ngươi. Cuồng, cuồng ngạo,
Còn có so những lời này càng cuồng sao? Bất quá, chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí ngạo có ngạo tư bản, tại Thái Cường đám người trước mặt, hắn quả thực có thể cũng đủ cuồng ngạo. Thái Cường thế nhưng trong quân nhất đẳng nhất hảo thủ, tại quân khu trung ngoại trừ Ninh Vũ Đình, Diệp Đông Kiệt, Võ Khôn Minh, Tào Hoa đẳng những. Này quan quân, cái khác người căn bản ở dưới tay của hắn chống đỡ không dưới 10 cái hiệp, mà bây giờ bị một cái kẻ ngu si trần chuồng khách sáo, hắn trong lòng thịnh nộ là càng nấu càng thịnh vượng. Người hay nhất nghe ta đứa cháu này, người còn chưa đủ cháu ta nhét kẻ răng ni. Diệp Đông Kiện dựa vào Diệp Thần Phong cái này như bài cháu trai, lúc này triệt để trang một hồi bê. Thái Cường, Đông Kiện nói một điểm đều không sai, người căn bản không phải là đối thủ của Thần Phong. Võ Khôn Minh lập tức cười ha hả phụ họa nói. Ta đảo muốn nhìn bị kinh thành mọi người xưng là Diệp kẻ ngu si người, thực lực đến cùng có bao cường hãn. Diệp Đông Kiệt, Võ Khôn Minh, ta nhìn hai người các ngươi vẫn có thể cười đáp lúc nào. Thái Cường lỗ khởi tay áo, không nói lời gì hướng Diệp Thần Phong phát động công kích, hắn thấy Diệp Thần Phong cái này tế cánh tay tế chân, tuyệt đối để đỡ không nổi hắn nhất chiêu. Trận này luận bàn đúng là nhất chiêu tự kết thúc. Bất quá, là Diệp Thần Phong một cước tướng Thái Cường cấp đá bay. Thái Cường lưng hùm vai gấu thân thể nặng nề đụng vào sau lưng trên một cây đại thụ, phát sinh phanh một tiếng buồn bực hưởng. Diệp Thần Phong 10 phần trang bê hai tay sáp tại trong túi quần, bĩu môi mong chờ, nói rằng, sớm sẽ nói cho ngươi biết, nhượng bốn người các ngươi cùng tiến lên, bất quá, coi như là bốn người các ngươi cùng tiến lên, giải quyết các ngươi cũng là dây dây sự tình. Chương 349, giáo huấn nữ nhân biện pháp tốt nhất, đánh đòn. Xác định đầu phiếu. Tào Hoa ngây người, Chu Đào ngây người, Ôn Trì ngây người, ngay cả trong quân nữ thần Ninh Vũ Đình cũng ngây người, một đôi tràn đầy ánh mắt bất khả tư nghị, dừng ở Phong Đạm Vân Khinh Diệp Thần Phong, Thái Cường thực lực bọn họ đều rất rõ ràng, nguyên bản tại bọn họ cho rằng Diệp kẻ ngu si chỉ có bị Thái Cường ngược phần, kia sẽ nghĩ tới kết quả lại là Thái Cường bị Diệp Thần Phong cấp một cước đá bay. Cái này không phù hợp logic a. Nhìn đến đờ đẫn Ninh Vũ Đình đám người, Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh trong lòng miễn bản có sảng khoái hơn nhanh, bọn họ hai cái có thể thấy được thức qua Diệp Thần Phong thân thủ, tại bọn họ hai cái xem ra Thái Cường bị Diệp Thần Phong một cước đá bay là tại chuyện không quá bình thường tình, nếu là Diệp Thần Phong không có nhất chiêu giải quyết Thái Cường mới là chuyện kỳ quái ni. Diệp Thần Phong đưa ngón tay ra, chỉ Tào Hoa đám ba người, nói rằng, thế nào? Ba người các ngươi là muốn ngăn ta ni, còn là trái lại tránh ra. Nhượng ta và cái này cái gọi là trong quân nữ thần luận bàn một chút. Tào Hoa, Chu Đào, Ôn Trì ba người hai mặt nhìn nhau, Thái Cường là bốn người bọn họ chung thực lực cường hãn nhất một cái, bây giờ Thái Cường bị đánh được tượng điều chó rơi xuống nước giống nhau, ba người bọn hắn cùng Thái Cường đi tương đối gần người, thì như thế nào có thể nuốt được khẩu khí này. Huống chi trong quân nữ thần Ninh Vũ Đình ở đây, ba người bọn hắn tự càng không thể đủ mất mặt. Diệp kẻ ngu si. Nếu là ngươi nhượng chúng ta cùng tiến lên, như vậy có thể đừng trách chúng ta lấy nhiều khi ít. Tào Hoa khí thế hung hăng quát dẹp đường. Diệp Thần Phong vươn người một cái, nói rằng, biệt vì sự vô năng của mình kiếm cớ, với lại nếu như ta là người ngu, các ngươi chẳng phải là liền kẻ ngu si cũng không bằng. Một đám gật liên tục nam nhân tâm huyết cũng không có, thẳng thắn về nhà nuôi heo đi thôi. Cháu ta nói một điểm đều không sai, ba người các ngươi quả thực chính là ném chúng ta nam nhân mặt. Nói các ngươi béo, các ngươi thật đúng là xuyễn thượng. Các ngươi da mặt quả thực so vỏ cây còn dày hơn, cũng không nhìn một chút các ngươi bao nhiêu người. Lại muốn liên thủ đối phó cháu của ta. Mặc dù nói các ngươi liên thủ cũng căn bản không phải cháu của ta đối thủ, thế nhưng làm người không thể đủ không biết xấu hổ như vậy a. Nếu như ta nếu như các ngươi lời nói, kia còn có mặt mũi kế tục đứng ở chỗ này. Diệp Đông Kiện thừa thắng truy kích, hắn còn không có quên vừa rồi những. Này người đối với hắn châm chọc khiêu khích dáng dấp ni. Nhìn đến Tào Hoa đám ba người nghẹn đỏ sắc mặt, Võ Khôn Minh cũng lên tiếng, hiện tại biết Thần Phong lợi hại đi. Ta không phải mới vừa nhắc nhở qua các ngươi sao? Các ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Bốn người các ngươi liên thủ, có thể vẫn có thể thua đẹp một ít, hiện tại nhượng Thái Cường một người mất mặt, cái này chính là của các ngươi tình nghĩa huynh đệ. Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh là một cái hát mặt đen, một cái vai phản diện. Diệp Đông Kiện là trong lời nói buộc Tào Hoa đám người cút đi. Mà Võ Khôn Minh còn lại là trong lời nói có nhượng Tào Hoa đám người ý động thủ, dù sao Võ Khôn Minh đã sớm nhìn Tào Hoa đám người không vừa mắt,
thừa cơ hội này nhượng Diệp Thần Phong giáo huấn một chút bọn họ, cũng là một cái đặc biệt sảng khoái sự tình. Quả nhiên bị Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh vừa nói như vậy. Tào Hoa đám người sắc mặt là càng khó coi, ba người tương hỗ nhìn nhau liếc mắt, sau đó khẽ gật đầu, cũng trong lúc đó, từ ba cái xảo quyệt góc độ. Hướng Diệp Thần Phong phát động công kích, bọn họ cũng không tin kinh thành người người trong miệng Diệp kẻ ngu si lại đột nhiên biến thành cao thủ. Thì là Diệp Thần Phong một cước đá bay Thái Cường, ba người bọn hắn vẫn là không cách nào tiếp thu sự thật này, người sau đó đều là vui vui mừng lừa mình dối người. Tào Hoa đám người mãnh liệt, nhanh chóng công kích, theo Diệp Thần Phong dường như con kiến đang bò động, lại hình như trong TV hình ảnh bị ấn động tác chậm đưa tin, Tào Hoa đám người ở phổ thông trong mắt người có lẽ là cao thủ, thế nhưng tại Diệp Thần Phong trong mắt bọn họ thật một điểm cũng không đủ nhìn. Tào Hoa một quyền từ bên trái đánh úp về phía Diệp Thần Phong đôi má, Chu Đào một quyền từ phía bên phải đánh úp về phía Diệp Thần Phong đôi má. Mà Ôn Chỉ một quyền từ chính diện đánh úp về phía Diệp Thần Phong mặt, ba người bọn hắn lúc này đây công kích, phát huy ra tự thân toàn bộ thực lực, theo bọn họ Diệp Thần Phong căn bản là trốn không được công kích của bọn họ, ba người bọn họ động tác cơ hồ là nhất trí. Trừ phi Diệp Thần Phong có ba đầu sáu tay tài năng đủ ngăn trở ở bọn họ quả đấm. Diệp Thần Phong đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới, khóe môi nhếch lên như có như không dáng tươi cười, tại ba người nắm tay tới gần hắn 30 cm thời gian, thân thể của hắn động. Trong cơ thể bát cấp linh hồn lực như thủy triều lao nhanh mà ra, có thể dùng Tào Hoa đám người động tác trong nháy mắt tắc. Đợi cho bọn họ phản ứng tới được thời gian, hết thảy đều đã chậm. Diệp Thần Phong nhanh chóng huy ra ba quyền, phân biệt đánh vào Tào Hoa, Chu Đào cùng Ôn Trì trên bụng. Ba người trên bụng thừa nhận rồi Diệp Thần Phong một đấm sau, thân thể tức khắc uốn lượn thành đại tôm hình dáng, trong dạ dày mặt phiên giang đảo hải, quỳ dạp trên mặt đất, trong miệng bắt đầu không ngừng nôn ói ra. Ba người bọn hắn thật thất bại, với lại bị bại là như vậy triệt để, muốn khởi vừa rồi luôn mồm xưng hô Diệp Thần Phong vì Diệp kẻ ngu si, bây giờ nghĩ lại mới phát hiện mình có bao nhiêu ngu ngốc, trước mặt Diệp Thần Phong rõ ràng chính là một cao thủ, hơn nữa còn là một cái đặc biệt cao thủ vô cùng lợi hại. Bọn họ cùng Diệp Thần Phong so sánh, căn bản thì không phải là đồng một tầng thứ thượng. Đứng ở một bên Ninh Vũ Đình ánh mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Thần Phong, tại Diệp Thần Phong trong nháy mắt đánh bại Tào Hoa đám ba người thời gian, ánh mắt của nàng chung không tự chủ lóe lên một vòng tia sáng kỳ dị, bất quá, chỉ là một cái thoáng tức thệ mà thôi. Ngươi rất lợi hại, so ngươi tiểu thúc lợi hại hơn, ngươi có tư cách làm bạn trai của muội muội ta. Ninh Vũ Đình biểu tình lạnh giá nói rằng. Diệp Đông Kiện nghe được Ninh Vũ Đình lời nói sau, lập tức cấp, Thần Phong, ngươi cũng không thể đủ đào ngươi tiểu thúc góc tường a. Tiểu thúc hạnh phúc của ta khả năng trông cậy vào ngươi. Diệp Thần Phong hướng Diệp Đông Kiện khoát tay áo, ý bảo Diệp Đông Kiện yên tâm, sau đó đối Ninh Vũ Đình nói rằng, rất đáng tiếc, ta đối với ngươi muội muội không có hứng thú, với lại muội muội ngươi rất có thể sẽ biến thành cho ta tương lai tiểu thẩm, cho nên động thủ đi. Chỉ cần ta thắng ngươi. Ngươi sau đó cũng không cần ngăn cản ta tiểu thúc cùng muội muội ngươi gặp gỡ. Ta tịnh không có đòi hỏi của các ngươi yêu cầu, trí nhớ của ta rất tốt, ta vừa rồi một câu nói cũng chưa nói, chính các ngươi mà bắt đầu so tài lên. Ninh Vũ Đình lãnh nhược băng xương nói rằng. Diệp Thần Phong trong lòng đối Ninh Vũ Đình bốc lên ra một ít hỏa khí, cái này đều không phải ý định đùa giỡn người đâu sao. Tuy rằng giải quyết Thái Cường đẳng cái này bốn cái A Miêu A Cẩu. Đối với Diệp Thần Phong mà nói là một bữa ăn sáng sự tình, thế nhưng hắn rất không thoải mái nữ nhân này thái độ. Nếu để cho nằm dưới đất Thái Cường đám người, biết Diệp Thần Phong trong lòng đem bọn họ tỉ dụ thành A Miêu A Cẩu, thật không biết bốn người bọn họ hội là như thế nào một loại cảm thụ. Có thể hay không tại chỗ bị tức được thổ huyết ni. Ta không thích không nghe lời nữ nhân, giáo huấn không nghe lời nữ nhân biện pháp tốt nhất, chính là đánh đòn. Diệp Thần Phong vừa dứt lời. Thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện ở Ninh Vũ Đình trước mặt, ở đây bất cứ người nào đều chưa kịp phản ứng qua đây, chỉ thấy Diệp Thần Phong tướng Ninh Vũ Đình thân thể đặt ở bắp đùi của hắn thượng, sau đó ba một tiếng, Diệp Thần Phong bàn tay chính xác đánh vào Ninh Vũ Đình mông thượng. Tại Ninh Vũ Đình cảm thụ được mông thượng hỏa lạt lạt đau đớn thời gian, nàng mới phát hiện mình đã bị Diệp Thần Phong cấp chế trụ, thân thể của nàng căn bản không có cách gì nhúc nhích mảy may, dường như bị nhất cổ lực lượng khổng lồ chế trụ. Bộ ngực hai tòa cao ngất khát gao đè nặng Diệp Thần Phong đại thối, có thể dùng Ninh Vũ Đình trong lòng là vừa thẹn vừa giận. Diệp Thần Phong cảm thụ được trên đùi bị hai luồng cây bông cấp áp bách, bàn tay phát tại Ninh Vũ Đình mông thượng, xúc cảm đặc biệt không tệ,
lần thứ hai nhịn không được nhận được phách đánh nhau ba ba ba, Diệp Thần Phong phảng phất là đối Ninh Vũ Đình mông thượng ẩn, bàn tay là càng phách càng dùng sức. Ninh Vũ Đình hàm răng cắn chặt môi, nàng vẫn là lần đầu tiên bị một người nam nhân, như thế phách đánh đòn ni. Hơn nữa còn là tại trước mắt bao người, trong lòng tại nổi giận đồng thời, vậy mà không tự chủ sinh ra một loại cảm giác khác thường, trên thân thể dường như bị vô số con kiến tại khẽ cắn, tê dại, hai chân chăm chú khép lại, bởi vì nàng cảm giác được quần lót của mình lại có thể bị Diệp Thần Phong đánh đòn cấp làm ướt, muốn là chuyện này tình nhượng người ở chỗ này biết, nàng sau đó còn như vậy làm sao quân khu trung lập đủ, nàng sau đó trong quân đội còn làm sao có uy nghiêm đáng nói. Ninh Vũ Đình trên mặt xương lạnh biến mất vô ảnh vô tung, lúc này trong lòng của nàng đặc biệt mâu thuẫn, hận không thể lập tức tướng Diệp Thần Phong thiên đao vạn nồi, lại không muốn để cho Diệp Thần Phong chấm dứt phát nàng mông, loại mâu thuẫn này tâm lý, để cho nàng quấn quýt vạn phần, bởi thân thể biến hóa, Ninh Vũ Đình trên gương mặt cũng nhuộm thượng một tầng đỏ ửng, so lãnh nhược băng xương thời gian càng mê người, phảng phất là nhất chỉ mặc cho người hái quen thuộc thấu cây đào mật. Chương 350, cấp tương lai tiểu thẩm thể diện. Xác định đầu phiếu. Người ở chỗ này toàn bộ trong nháy mắt hóa đá, lần này liền Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh cái này hai người cũng không ngoại lệ. Thao luyện trường thượng binh sĩ đình chỉ động tác trong tay, vô số hai mắt quang sôi nổi tập trung vào Diệp Thần Phong cùng Ninh Vũ Đình trên người. Ninh Vũ Đình là quân khu trung nữ thần, là quân khu trung thực lực cường hãn nhất người, ngay cả quân khu trung lợi hại nhất nam quan quân cũng không phải là đối thủ của nàng. Mà giờ khắc này Ninh Vũ Đình lại có thể bị một người trẻ tuổi đặt ở trên đùi không chút kiêng kỵ đánh đòn. Tại Ninh Vũ Đình thuộc hạ những binh lính này xem ra, bọn họ Ninh huấn luyện viên là một cái đặc biệt cường thế nữ nhân, thậm chí bọn họ cho rằng đời này đều không có người có thể chinh phục Ninh Vũ Đình cực phẩm mỹ nữ như vậy, bất thình lình một màn làm sao có thể không cho những này người khiếp sợ ni. Nếu như bọn họ hiện ở trong tay mặt có điện thoại di động hoặc máy chụp ảnh lời nói, khẳng định hội không chút do dự đem cái này bức tuyệt vời hình ảnh quy định sẵn cách xuống. Diệp Đông Kiện lúc này đối Diệp Thần Phong đứa cháu này thật là bội phục phục sát đất, thấp giọng cảm thán nói, Thần Phong thật là quá ngưu bê, lại dám trước mặt mọi người đánh kinh thành quân khu nữ thần mông. Ta cái này làm thiếp thúc là mặc cảm a. Ninh Vũ Đình mông khẳng định rất có co giãn đi, ta xem Thần Phong cái này hoàn toàn là đang hưởng thụ mà. Ai, nếu như ta có Thần Phong giống nhau thực lực, hiện tại nên đổi thành là ta đang đánh Ninh Vũ Đình mông a. Võ Khôn Minh trong lòng ngoại trừ cảm thán bên ngoài, còn có một chút ước ao đố kỵ hận ni. Nói thật ra hắn đã từng cũng vô số trong mộng oai oai qua trong quân nữ thần Ninh Vũ Đình. Diệp Thần Phong vừa mới bắt đầu còn là phát Ninh Vũ Đình mông, đến cuối cùng lại là đổi thành vuốt ve, Ninh Vũ Đình mông đặc biệt có co giãn, sờ lên xúc cảm khá vô cùng, đối với nam nhân mà nói có 10 phần sức dụ dỗ. Nhưng Diệp Thần Phong lại yêu thích không buông tay. Ghé vào Diệp Thần Phong trên đùi thân thể nhúc nhích không được Ninh Vũ Đình, đồng dạng cảm thấy Diệp Thần Phong tên khốn kiếp này đang vuốt ve nàng mông, Diệp Thần Phong bàn tay phảng phất là mang có một loại đặc thù ma lực, mỗi xoa một lần nàng mông, trong thân thể của nàng mặt tự ít đi một phần lực lượng, thậm chí cổ họng trong muốn không nhịn được phát ra thanh âm, chăm chú khép lại môi. Nàng tuyệt đối không thể đủ tại trước mặt mọi người làm ra như vậy cảm thấy khó xử sự tình tới. Diệp Thần Phong phát Ninh Vũ Đình mông thời gian, có thể là bởi trong thân thể huyết sôi trào lên, không nghĩ qua là phách sai rồi bộ vị, vậy mà vỗ tới Ninh Vũ Đình đúng quần chỗ, Ninh Vũ Đình nội khố đã sớm là ướt. Thậm chí là thẩm thấu đến bên ngoài quần. Diệp Thần Phong cảm thấy Ninh Vũ Đình đúng quần chỗ có chút ướt nhẹp, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, nữ nhân này vậy mà ướt. Lẽ nào nàng trời xanh là cái thụ ngược cuồng sao? Đánh hai hạ mông tự hội ướt quần. Nữ nhân như vậy tuyệt đối là trên giường cực phẩm a. Ninh Vũ Đình cũng cảm thấy Diệp Thần Phong lần này phát sai rồi địa phương, cả khuôn mặt đỏ bừng càng thêm lợi hại, trong lòng thầm nghĩ sẽ không bị hắn phát hiện đi. Ta đây sau đó còn phải làm sao người? Diệp Thần Phong, ngày hôm nay bút chướng này ta nhất định muốn đi gặp ngươi đòi lại, ngươi chờ cho ta đi. Diệp Thần Phong áp chế trong thân thể huyết dịch sôi trào, hắn cũng không muốn tại trước mặt mọi người cùng Ninh Vũ Đình cùng nơi biểu diễn động tác phiến, bàn tay đình chỉ phát đối phương mông. Mở miệng hỏi, hiện tại ngươi là điều không phải đồng ý ta tiểu thúc cùng muội muội ngươi gặp gỡ. Ninh Vũ Đình từ trước đến nay đều không phải một cái nguyện ý cúi đầu chủ, huống chi Diệp Thần Phong vừa mới không chút kiêng kỵ đùa bỡn nàng mông, nàng tuyệt đối làm không được cúi đầu trước Diệp Thần Phong sự tình, chỉ là hàm răng gắt gao cắn môi, một lát sau, thanh âm lạnh như băng chung có chứa có chút e thẹn,
Diệp Thần Phong, Vương Bát Đản, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý muội muội ta cùng ngươi tiểu thúc gặp gỡ, ngươi vội vàng phóng khai ta. Bằng không ta Ninh Vũ Đình cùng ngươi không để yên, thì là ngươi đi đến chân trời góc biển ta cũng muốn tướng khẩu khí này từ trên người ngươi phát tiết ra ngoài. Nữ nhân một ngày nhớ lại thù tới là tương đương đáng sợ, Diệp Thần Phong một điểm đều không nghi ngờ Ninh Vũ Đình theo như lời nói. Ngươi cái này là uy hiếp ta sao? Ta đặc biệt phản ứng bị người uy hiếp, nhất là nữ nhân. Ba, một tiếng, Diệp Thần Phong phát tại Ninh Vũ Đình mông thượng một tát này. So vừa rồi sở hữu bàn tay đều muốn dùng sức, có thể dùng Ninh Vũ Đình thân thể không kiềm hãm được một trận run, cổ họng trong nũng nịu phát sinh một tiếng A, muốn nhịn xuống đều nhịn không được. Trong lúc nhất thời Ninh Vũ Đình đôi má đỏ dường như có thể tích xuất máu tươi tới. Diệp Đông Kiện, nhượng cháu của ngươi phóng khai tỷ tỷ của ta đi. Một gã chừng 30 tuổi nữ nhân không biết từ nơi này xông ra. Tên này nữ nhân tướng mạo cùng Ninh Vũ Đình có vài phần tương tự, bất quá, tên này trên mặt nữ nhân thủy chung là lộ vẻ e thẹn, cùng Ninh Vũ Đình tương đối hoàn toàn là hai cái cực đoan. Tên này nữ nhân liền là Ninh Vũ Đình muội muội Ninh Mẫn Yến, kỳ thực vừa rồi Diệp Thần Phong cùng Thái Cường bọn họ phát sinh xung đột thời gian, nàng liền ở một bên lén lút quan sát, nàng không có nghĩ đến sự tình hội diễn biến thành cái này phó cục diện. Nàng đương nhiên không thể đủ trơ mắt nhìn bản thân thân tỷ tỷ lặp đi lặp lại nhiều lần bị nhất người đàn ông xa lạ đánh đòn. Diệp Đông Kiện nhìn đến Ninh Mẫn Yến đứng ra vì Ninh Vũ Đình cầu tình, nhất khỏa tâm tức khắc mềm nhũn ra, đối Diệp Thần Phong biểu hiện ra trưởng bối tư thái, Thần Phong, ngươi liền thả Ninh Vũ Đình đi. Lúc nói chuyện, còn không ngừng đối Diệp Thần Phong nháy mắt, rất sợ hắn đứa cháu này nhất chút mặt mũi cũng không cho hắn. Nhìn đến cái này nhìn thấy của mình thích nữ nhân. Tự hai chân phát nhẹ dạ tiểu thúc, Diệp Thần Phong là không biết làm sao đến cực điểm, tượng Diệp Đông Kiện cái dạng này còn không biết được muốn lúc nào tài năng đủ đuổi tới Ninh Mẫn Yến Ni. Xem ra hắn cái này làm cháu trai chỉ có thể ra tay giúp một phen, ngươi chính là ta tiểu thúc thích nữ nhân Ninh Mẫn Yến Ni. Muốn cho ta thả ngươi tỷ tỷ cũng có thể, trừ phi ngươi bây giờ đáp ứng làm ta tiểu thúc nữ bằng hữu, như vậy ngươi chính là ta tương lai tiểu thẩm, ta cái này làm cháu trai thỏa đáng nhiên muốn nghe tương lai tiểu thẩm lời nói. Ninh Mẫn Yến nghe được Diệp Thần Phong lời nói sau, đôi má đỏ bừng lợi hại, Diệp Đông Kiện cũng biết Diệp Thần Phong là đang giúp hắn, vì vậy liền chọn chọn không lên tiếng, trong lòng kích động đang chờ Ninh Mẫn Yến đáp ứng làm bạn gái của hắn, giờ khắc này hắn đã chờ thật là lâu. Thế nào, lẽ nào ngươi không muốn làm ta tương lai tiểu thẩm sao? Diệp Thần Phong cười nghi vấn hỏi. Mẫn Yến, ngươi không nên nghe tên khốn kiếp này, tỷ tỷ ta không sao. Ninh Vũ Đình lạnh giá quát dẹp đường. Diệp Thần Phong không để ý đến Ninh Vũ Đình, hai con người y nguyên nhìn Ninh Mẫn Yến, nói rằng, ngươi cần phải biết, nếu như ngươi không đáp ứng làm ta tương lai tiểu thẩm, như vậy ta có thể tựu không cần phải. Nghe lời ngươi lời nói, về phần tỷ tỷ của ngươi tự tùy ý ta xử trí, thậm chí ta trước mặt mọi người đem quần của nàng lột xuống cũng không ai có thể ngăn cản. Vì mình tiểu thúc hạnh phúc, Diệp Thần Phong lúc này là triệt để thỏa đáng một lần đanh đá. Quả nhiên vừa nghe Diệp Thần Phong muốn bới Ninh Vũ Đình quần, Ninh Mẫn Yến tự cấp, Ninh Mẫn Yến vừa nhìn chính là cái tư tưởng đơn thuần nữ nhân, căn bản không có nghĩ đến Diệp Thần Phong là đang hù dọa nàng, liền vội vàng nói ta đáp ứng, ngươi mau thả tỷ tỷ của ta đi. Nếu tương lai tiểu thẩm đều lên tiếng, như vậy ta cái này làm cháu trai đương nhiên muốn cấp tương lai tiểu thẩm mặt mũi. Diệp Thần Phong lập tức buông lỏng ra Ninh Vũ Đình, vẫn cùng Ninh Vũ Đình giữ vững một chút khoảng cách. Hắn có thể đặc biệt rõ ràng nữ nhân khởi xướng điên tới là đặc biệt đáng sợ. Diệp Đông Kiện ngại ngùng đi tới Ninh Mẫn Yến bên cạnh, hỏi, Mẫn Yến, ngươi thật đáp ứng làm bạn gái của ta. Ninh Mẫn Yến tính cách chắc là sẽ không nói dối chủng loại hình, đỏ mặt hơi điểm gật đầu, kỳ thực trước nàng và Diệp Đông Kiện tiếp xúc một đoạn thời gian, bằng không tỷ tỷ của nàng từ đó ngăn cản, nàng khả năng cũng sớm đã cùng với Diệp Đông Kiện, tại trong lòng nàng đối Diệp Đông Kiện là không ghét. Thậm chí đối với Diệp Đông Kiện còn có một chút điểm hảo cảm tồn tại. Nhìn đến Ninh Mẫn Yến gật đầu, Diệp Đông Kiện kích động không nói nên lời, dùng sức niết nắm bên cạnh Võ Khôn Minh, một tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt, từ Võ Khôn Minh cổ họng trong phát ra rồi, a. À, Diệp Đông Kiện, ngươi làm gì thế niết ta? Ta là muốn nhìn một chút tự ta là điều không phải đang nằm mơ. Diệp Đông Kiện vừa cười vừa nói. Vậy ngươi vì sao không niết chính ngươi? Võ Khôn Minh khó chịu nói rằng, bởi vì ta sợ đau nhức, Diệp Đông Kiện trả lời là theo lý thường đương người. Xì một tiếng,
Ninh Mẫn Yến nhịn không được cười lên, cười là phá lệ động nhân. Diệp Thần Phong nhìn đến Ninh Vũ Đình loại ánh mắt giết người, đi lên hai bước, thấp giọng nói rằng, kỳ thực cái mông của ngươi rất tốt sờ, bất quá, có một vấn đề ta muốn thỉnh giáo ngươi, ta chỉ là đánh ngươi vài cái mông mà thôi, ngươi quần thế nào đều ướt ni. Lẽ nào cái mông của ngươi đặc biệt mẫn cảm sao? Nhìn đến lập tức muốn bạo phát Ninh Vũ Đình, Diệp Thần Phong còn nói thêm, nếu như ta là ngươi, khẳng định hội lập tức đi đổi quần, nếu như bị quân khu chung người nhìn thấy, ngươi sau đó muốn thế nào gặp người ni? Diệp Thần Phong, ngươi chờ, ta Ninh Vũ Đình không để yên cho ngươi. Ninh Vũ Đình giận đùng đùng hướng quân khu chung lầu túc xá đi, trong lòng đối Diệp Thần Phong là hận đến cắn răng nghiến lợi. Chương 351, đặc sắc vừa mới bắt đầu. Xác định đầu phiếu. Kinh thành làm nước hoa thủ đô, bên trong thủy tự nhiên thị phi thường sâu, kinh thành rất nhiều đại gia tộc đều chú ý mỗi một ngày chuyện đã xảy ra. Diệp Thần Phong tại kinh thành quân khu đánh đập tàn nhẫn, tướng bốn gã nam quan quân cùng trong quân nữ thần Ninh Vũ Đình đánh bại sự tình, rất nhanh thì truyền vào lỗ tai của bọn họ trong. Lần trước Diệp Thần Phong tướng Tống gia đại thiếu Tống Bân phế bỏ thời gian, ở đây cơ hồ là không có cái gì người chứng kiến, cho nên bọn họ đối chuyện này kiềm giữ thái độ hoài nghi, cho rằng Diệp gia Diệp kẻ ngu si căn bản không thể nào là Tống Bân đối thủ. Song lần này Diệp Thần Phong tại quân khu chung đánh đập tàn nhẫn, phải biết rằng quân khu chung là có máy thu hình, rất nhanh các đại gia tộc lợi dụng quan hệ, đem Diệp Thần Phong đánh bại bốn gã nam quan quân cùng trong quân nữ thần Ninh Vũ Đình phương pháp ghi hình cầm tới tay. Diệp Thần Phong đã sớm biết sự tình hội hướng tới cái phương hướng này phát triển, bây giờ thực lực của hắn đã tới bát cấp linh hồn lực, hắn không muốn lại như thế điệu thấp đi xuống, huống chi lần này hắn chính là muốn cường thế trở về kinh thành. Sự chân thật của hắn một mặt sớm muộn gì hội cho hấp thụ ánh sáng tại kinh thành các đại gia tộc trước mặt, như vậy hắn cần gì phải lại che giấu ni. Diệp Thần Phong hy vọng có thể dựa vào chuyện lần này, tới dẫn cha mẹ hắn tai nạn xe của hung thủ sau màn. Tống gia, Tống lão gia tử Tống Nghị Cương trong thư phòng, rèm cửa sổ bố bị tạo nên, trong phòng tia sáng đặc biệt hôn ám. Tống Nghị Cương trước mặt trên màn ảnh truyền hình chính phát hình, Diệp Thần Phong dễ dàng đánh bại Thái Cường đám người hình ảnh. Hắn khàn khàn hai con ngươi trong lúc bất chợt biến thành tinh lóng lánh, trong con ngươi tràn đầy nồng đậm sát khí, phải biết rằng cháu của hắn Tống Bân bị Diệp Thần Phong cấp phế bỏ hai tay, hai chân, bây giờ y nguyên chỉ có thể nằm tại trên giường bệnh ni. Tại Tống Nghị Cương bên cạnh đứng một gã, mặc nước sơn trường bào màu đen, cả khuôn mặt che giấu tại đâu mạo trong hắc y nhân nam nhân, bởi đâu mạo che lấp, thấy không rõ lắm nam nhân áo đen khuôn mặt lúc này là biểu tình gì. Ta đã sớm đoán được Diệp Thần Phong không đơn giản, trước đây người phái đi thiên hải sát thủ cũng đã bị Diệp Thần Phong giải quyết, người lúc đó còn không tin lời của ta, hiện tại người tổng nên tin đi. Tống Nghị Cương trong giọng nói có chứa không vừa lòng. Hắc y nhân hoạt động thoáng cái bước chân, nói rằng, Tống Nghị Cương, chú ý người nói chuyện thái độ. Tống gia các ngươi chẳng qua là chúng ta tại trong thế tục một con cờ mà thôi, làm quân cờ phải có quân cờ giác ngộ, về phần cái này Diệp Thần Phong đảo là thật thật có ý tứ. Ta bắt đầu đối với hắn cảm thấy hứng thú, có thể trước đây phái đi thiên hải người thật là bị hắn giết chết. Bất quá, có chút sự tình là cấp không đến. Diệp Thần Phong trong mắt của ta chẳng qua là nhất chỉ so với đỏ cường tráng con kiến mà thôi, thì là hắn cường thịnh trở lại tráng cũng thoát đi không được con kiến số phận, cuối cùng nhất định hội bị chúng ta cấp nghiền tử, lại để cho hắn thoải mái ít ngày đi. Hắn thật vất vả cường thế trở về kinh thành, cũng không thể đủ nhượng hắn cứ như vậy chết non đi. Nhiều không có ý nghĩa à, ta muốn tại hắn nhất khí phách hăng hái thời gian, đưa hắn hoàn toàn đẩy vào vực sâu vạn trượng, ta thích nhìn một người từ đỉnh phong ngã vào vách núi loại cảm giác tuyệt vọng, cái này là một cái đặc biệt tuyệt vời sự tình. Bộ mặt che giấu tại đâu mạo trong hắc y nhân, căn cứ trên TV hình ảnh. Đại khái đoán được Diệp Thần Phong thực lực, nếu như cho hắn biết Diệp Thần Phong tại quân khu bày ra thực lực chẳng qua là một góc băng sơn, chỉ sợ hắn tự không có cách gì bình tĩnh như thế. Cuối cùng Diệp Thần Phong sẽ biến thành hắc y nhân con mồi. Còn là hắc y nhân sẽ biến thành Diệp Thần Phong con mồi. Đây là một cái ẩn số ni. Tống Nghị Cương bàn tay gầy guộc chăm chú nắm chặt thành quyền, gân xanh trên MU bàn tay bạo khởi, một lát sau, trong miệng chậm rãi hộc ra một chút sức lực, nắm thành quả đấm bàn tay cũng lỏng rồi rời ra, nói rằng, được rồi. Ta đây lại đẳng một đoạn cuộc sống. Đến lúc đó ta nhất định phải để cho Diệp Thần Phong tiểu xúc sinh này không chết tử tế được, ta còn muốn nhượng Diệp gia vĩnh viễn không xoay người ngày. Ngày này rất nhanh sẽ tới, chỉ cần các ngươi Tống gia làm tốt chúng ta một con chó,
tục ngữ nói đả cậu còn phải xem chủ nhân ni. Chỉ cần có chúng ta ở sau lưng chi chỉ Tống gia các ngươi, tương lai không lâu Tống gia các ngươi tướng trở thành nước Hoa đệ nhất đại gia tộc. Hắc y nhân thanh âm bình tĩnh, chút nào không gợn sóng, dường như nhượng Tống gia làm thượng nước Hoa đệ nhất đại gia tộc là một cái đặc biệt chuyện dễ dàng. Đối với Hắc y nhân có chứa vũ nhục tính, Tống Nghị Cương không có làm ra bất luận cái gì phản bác, phảng phất là im lặng chuyện này. Hơi điểm gật đầu, nói rằng, ngươi yên tâm đi. Chỉ cần các ngươi tuân thủ đối với chúng ta Tống gia làm ra hứa hẹn, chúng ta Tống gia tự hội an tâm làm tốt các ngươi một con chó. Ha ha ha, Hắc y nhân cổ họng trong khàn khàn cười ra tiếng, ngươi có thể có cái này giác ngộ tự tốt, hiện nay không nên đối Diệp Thần Phong áp dụng bất luận cái gì hành động, ta muốn tự nhiên có người sẽ đối phó Diệp Thần Phong, nếu như cái khác người có thể giải quyết Diệp Thần Phong, như vậy cũng tiết kiệm chúng ta xuất thủ. Cũng trong lúc đó, Bạch gia, Bạch lão gia tử Bạch Hồng Phương trong thư phòng, Bạch Hồng Phương trước mặt trên màn ảnh truyền hình đồng dạng phát hình Diệp Thần Phong tại quân khu đánh đập tàn nhẫn hình ảnh. Tại Bạch Hồng Phương bên cạnh đứng một người trung niên nam nhân, tên này trung niên nam nhân tên là Bạch Nham Tân, là kinh thành đệ nhất mỹ nữ phụ thân của Bạch Tuyết Linh. Nhìn màn ảnh TV chung, Diệp Thần Phong 32 hạ giải quyết 4 gã quân khu trung nam quan quân, cùng với chảo trong quân nữ thần Ninh Vũ Đình đánh đòn hình ảnh, Bạch Hồng Phương khuôn mặt lộ ra một vòng cười khổ, nếu như nói hắn hiện tại còn cho rằng Diệp Thần Phong là một cái kẻ ngu si lời nói, như vậy hắn bản thân tự thật thành kẻ ngu si. Hiện tại Bạch Hồng Phương trong lòng bắt đầu hối hận trước đây đi Diệp gia từ hôn sự tình, bằng không màn ảnh truyền hình chung cái này ưu tú thanh niên chắc là hắn tôn nữ tế mới đúng a. Mà bây giờ, Nham Tân, người đối với Diệp Thần Phong cái này người có ý kiến gì không? Bạch Hồng Phương nhìn bên cạnh nhi tử hỏi. Bạch Nham Tân hơi trầm ngâm một lát sau, nói rằng, ba, nếu như nói lần trước Diệp Thần Phong phế bỏ Tống Bân sự tình, chúng ta vẫn có thể lừa mình dối người muốn trở thành điều không phải Diệp Thần Phong gây nên, thế nhưng lần này sự thực tựu đặt tại trước mặt của chúng ta, xem ra lần trước Tống Bân thật là bị Diệp Thần Phong cấp phế bỏ, Diệp Thần Phong thật là thâm tàng bất lộ a. Hắn đã lừa gạt kinh thành mọi người a. Bạch Hồng Phương tràn đầy đồng cảm điểm gật đầu, nói rằng, kinh thành tất cả mọi người nói Diệp Thần Phong là người ngu, xem ra mấy năm nay Diệp Thần Phong một mực ẩn nhẫn a. Ta không tin một cái kẻ ngu si có thể đột nhiên biến được lợi hại như vậy giải thích duy nhất cũng chỉ có cái này, Diệp gia tại sao phải nhường Diệp Thần Phong ẩn nhẫn đi. Nguyên bản dùng Diệp Thần Phong như vậy ưu tú thanh niên, tuyệt đối có thể trở thành kinh thành thanh niên nhân chung một đời nhân tài kiệt xuất ha. Ba, người nghĩ mấy vấn đề này chỉ có người Diệp gia trong lòng rõ ràng, bất quá, Diệp Thần Phong lần này nếu lựa chọn công khai sự chân thật của hắn một mặt, như vậy hắn tại kinh thành quật khởi cuộc sống cũng không xa, kinh thành sợ rằng muốn bởi vì hắn trở về mà thay đổi. Bạch Nham Tân chân mày hơi nhíu nhíu nói rằng, Nham Tân, xem ra trước đây ta đi Diệp gia từ hôn thực tại quá nóng nảy a. Diệp Thần Phong ưu tú như vậy thanh niên nhân, làm Bạch gia chúng ta con rể là dư giả a. Đáng tiếc ta thân thủ đem ưu tú như vậy con rể chắp tay nhường cho người, trong lòng ta mặt điều không phải tư vị a. Hiện tại ta cuối cùng toán thông minh sảng khoái sơ ta hướng Diệp gia từ hôn thời gian, vì sao Võ An Quốc cái này lão đầu muốn vội vàng cùng Diệp gia đính hôn, dùng Võ gia cùng Diệp gia quan hệ, Võ An Quốc cái này lão đầu khẳng định đã sớm biết Diệp Thần Phong không đơn giản, cho nên hắn mới chịu không kịp chờ đợi nắm cơ hội này, trước đây ta thế nào cũng không có nghĩ tới cái này một điểm ni. Hối hận tâm tình lấp đầy Bạch Hồng Phương lồng ngực, có thể dùng trong lòng của hắn buồn buồn, dường như bị chắn một chút sức lực thông thường. Ba, nếu sự tình đã phát sinh, như vậy chúng ta cũng không nên đi suy nghĩ nhiều, bất quá, Diệp Thần Phong muốn tại kinh thành quật khởi cũng điều không phải dễ dàng như vậy, bây giờ sự chân thật của hắn một mặt cho hấp thụ ánh sáng đi ra, kinh thành tự nhiên mà vậy có người không muốn nhìn đến Diệp Thần Phong lớn lên, càng không muốn nhìn đến Diệp gia biến được cường đại lên, từ xưa đến nay tuổi còn trẻ tựu chết thiên tài không phải số ít, Diệp Thần Phong muốn tại kinh thành quật khởi, muốn nhìn hắn mình rốt cuộc bao lớn khả năng. Bạch Nham Tân liếc mắt tự xuyên thủng cả kiện chuyện bản chất. Nham Tân, người nói đúng, người đã già, không có lúc còn trẻ cổ kinh tử, ta có loại dự cảm mãnh liệt, Diệp Thần Phong nhất định hội tại kinh thành quật khởi, trước từ hôn là chúng ta thua thiệt Diệp gia trước đây, nếu như sau này Diệp Thần Phong tại kinh thành gặp phải phiền phức, chúng ta có thể giúp một cái tựu giúp hắn một chút đi. Bạch Hồng Phương phất phất tay, ngồi ở cái ghế thượng từ từ nhắm hai mắt lại. Nhìn đến cha của mình không nói gì nữa. Bạch Nham Tân an tĩnh thối lui ra khỏi thư phòng.
không biết ngày hôm nay Diệp Thần Phong bày ra thực lực, chẳng qua là vừa giật lại một cái mở màn mà thôi, đặc sắc vừa mới bắt đầu. Chương 352, chọc phiền toái. Xác định đầu phiếu. Ngô Châu là kinh thành dùng nam một tòa phồn hoa đô thị, tại Ngô Châu không người không biết không người không hiểu sợ rằng phải kể tới Hứa gia. Hứa gia là Ngô Châu đệ nhất đại gia tộc, tại Ngô Châu có không người nào có thể dung chuyển địa vị. Hứa gia tại Ngô Châu không chỉ tại quân khu cùng chính trị lĩnh vực có thực lực cường đại, tại thương nghiệp cùng thế lực dưới đất lĩnh vực cũng có không người nào có thể so thực lực, cho nên Hứa gia tại Ngô Châu là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đại gia tộc. Tại Ngô Châu có một câu nói thì nói như vậy, thà nhà Diêm Vương, không nhà Hứa gia lang, đã từng có người đang Ngô Châu chọc tới Hứa gia người, đến ngày thứ hai cũng sẽ không giải thích được tại Ngô Châu tiêu thất, với lại dùng Hứa gia tại Ngô Châu thế lực. Có quan hệ bộ môn đối với loại chuyện này cũng đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, bọn họ có thể không dám đi xúc Hứa gia chân mày. Nói đến đây Ngô Châu Hứa gia phải nhắc tới chính là kinh thành trong quân nữ thần Ninh Vũ Đình. Ninh Vũ Đình trưởng phu liền là Hứa gia đại thiếu Hứa Triển Xí. Hứa Triển Xí trước đây đối Ninh Vũ Đình vừa gặp đã thương, nhiều lần đối Ninh Vũ Đình triển khai theo đuổi, mà Ninh Vũ Đình từ đầu đến cuối đều bất vi sở động. Cuối cùng Hứa Triển Xí chỉ có thể lợi dụng quan hệ nhượng Ninh Vũ Đình không thể không cúi đầu, trái lại đáp ứng làm hắn Hứa Triển Xí lão bà. Phải biết rằng Ninh Vũ Đình Ninh gia tại Ngô Châu địa phương cũng là một cái không lớn không nhỏ gia tộc, nhưng là cùng Hứa gia căn bản là không có thể sánh được. Hứa Triển Xí dùng Ninh gia an nguy tới uy hiếp Ninh gia người vì vậy cũng chỉ có thể đủ hy sinh Ninh Vũ Đình hạnh phúc. Một đám buộc Ninh Vũ Đình gả cho Hứa Triển Xí, cuối cùng Ninh Vũ Đình tại cấp bách cho không biết làm sao chi hạ chỉ có thể đáp ứng chuyện này. Nhưng mà, thế sự khó liệu, Hứa Triển Xí là Ngô Châu địa phương quân khu chung một cái ngành đặc biệt thành viên, ngay Ninh Vũ Đình muốn cùng Hứa Triển Xí kết hôn không lâu, Hứa Triển Xí ra ngoài thi hành một cái nhiệm vụ này lúc đó nhường Hứa Triển Xí bỏ mạng. Nguyên bản Ninh Vũ Đình cho rằng Hứa Triển Xí tử, Hứa gia tự sẽ bỏ qua nàng. Thế nhưng Hứa gia không có bỏ qua ý tứ, đem Hứa Triển Xí chết thịnh nộ phát tiết vào Ninh Vũ Đình trên người, thì là Hứa Triển Xí tử, cũng muốn nhượng Ninh Vũ Đình cùng Hứa Triển Xí kết hôn, Ninh gia tại Hứa gia trước mặt liền một cái thí cũng không dám phóng. Chỉ có thể mặc cho Hứa gia bức bách Ninh Vũ Đình cùng một cái người chết kết hôn. Trước đây chuyện này tại Ngô Châu là náo được xôn xao, trước đây Ninh Vũ Đình liền tại Ngô Châu quân khu có nhất định danh khí. Ninh Vũ Đình thủ trưởng không đành lòng nhìn đến Ninh Vũ Đình tại Ngô Châu chọc người trách móc. Ninh Vũ Đình thủ trưởng là Ngô Châu quân khu trung tư lệnh viên, cho tới nay coi Ninh Vũ Đình là làm nửa nữ nhi để đối đãi. Cho nên hắn nghĩ hết biện pháp đem Ninh Vũ Đình từ Ngô Châu quân khu điều đến kinh thành quân khu. Mệnh lệnh là từ cấp trên hạ đạt, cho nên Hứa gia đối với chuyện này cũng không có biện pháp chút nào. Từ Ninh Vũ Đình đi kinh thành sau, tự không còn có hồi qua Ngô Châu. Ngô Châu đối với nàng mà nói là một khối thương tâm địa. Ngay cả Ninh gia người nàng cũng không muốn gặp, muốn khởi trước đây Ninh gia người buộc nàng gả cho Hứa Triển Xí thời gian, nàng tâm tự không rõ quặn đau, cái này là một đoạn nàng không muốn trở về nhớ tới sự tình. Tại Ngô Châu Ninh Vũ Đình duy nhất quải niệm người chỉ có Ngô Châu tư lệnh quân khu, cái kia đãi nàng dường như nửa nữ nhi lão thủ trưởng. Tại Ninh gia Ninh Vũ Đình muội muội Ninh Mẫn Yến vẫn cùng nàng quan hệ phi thường tốt. Trước đây Ninh Vũ Đình bị buộc gả cho Hứa Triển Xí thời gian, Ninh Mẫn Yến nhất khóc nhị nháo tam thượng điếu sự tình không có bớt làm, thế nhưng Ninh gia đối với đây hết thảy đều là thờ ơ. Tại Ninh Vũ Đình ly khai Ngô Châu lúc đi kinh thành, Ninh Mẫn Yến dứt khoát kiên quyết theo Ninh Vũ Đình cùng nơi ly khai, đối với cái này không ai tình điệu ra, các nàng hai tỷ muội là không có nửa điểm lưu luyến tình. Hứa gia Hứa lão gia tử Hứa Quốc Đông dưới gối tổng cộng có một nam hai nữ, nhị tử Hứa Hoa Nam có hai đứa con trai. Con lớn nhất tên là Hứa Triển Xí, nhị nhi tử tên là Hứa Bằng Phi, Hứa Triển Xí trước đây là Ngô Châu công nhận trẻ một đời trung đệ nhất, có thể nói Hứa lão gia tử đối với Hứa Triển Xí là bao nhiêu thương yêu, sau lại Hứa Triển Xí đang thi hành nhiệm vụ chung không giải thích được tử vong. Hứa lão gia tử là thiếu chút nữa tướng Ngô Châu thống phá thiên. Ngô Châu, Hứa gia, Hứa Bằng Phi biệt thự một gian trong thư phòng. Hứa Bằng Phi là một cái 28-29 tuổi nam nhân. Thân thể có chút to tráng. Gương mặt trắng nõn dường như một bệnh nhân, một đôi trong con ngươi không chứa bất luận cái gì tình hình thực tế cảm giác màu sắc. Những người nhìn không nhịn được nghĩ muốn né tránh ánh mắt của hắn. Hứa Bằng Phi là một cái không tính là đẹp trai nam nhân, nhưng tuyệt đối là một cái có đặc thù khí chất nam nhân, mà giờ khắc này hắn chính nhìn trước mặt màn hình ngẩn người,
trên màn ảnh là Diệp Thần Phong đang đánh Ninh Vũ Đình mông hình ảnh. Từ Hứa Bằng phi thân ca ca Hứa Triển Xí sau khi, hắn luôn luôn đều đang chú ý Ninh Vũ Đình, thì là Ninh Vũ Đình đi kinh thành quân khu, dùng Hứa ra năng lực, Hứa Bằng phi muốn tại trước tiên biết Ninh Vũ Đình nhất cử nhất động, còn là một cái đặc biệt chuyện dễ dàng. Ninh Vũ Đình, người đã là ca ca ta thích nữ nhân, như vậy ta sớm muộn gì có một ngày phải lấy được ngươi, chỉ cần là anh ta mong muốn đổ đạc, ta tự nhất định muốn cướp qua đây. Hứa Bằng phi khuôn mặt lộ ra một vòng dữ tợn dáng tươi cười. Kỳ thực trước đây Hứa Triển Xí đang thi hành nhiệm vụ chung chết, trong đó đủ có Hứa Bằng phi cái bóng, lần kia nhiệm vụ tỉnh không có quá nhiều nguy hiểm, Hứa Triển Xí cuối cùng nguyên do sẽ chết, đều là Hứa Bằng phi cái này thân đệ đệ một tay điều khiển. Ai bảo Hứa Triển Xí tại Hứa gia nhận được tất cả mọi người nhận đồng. Ai bảo Hứa lão gia tử chỉ biết là thương yêu Hứa Triển Xí. Mà hắn Hứa Bằng phi tại Hứa Triển Xí quang mang hạ, hình như cũng bị Hứa gia nhân cấp quên lãng. Hắn không cam lòng một mực sống ở bản thân thân ca ca cái bóng hạ, cho nên hắn muốn đem che khuất bóng dáng của hắn cấp đánh tan. Quả nhiên từ Hứa Triển Xí sau khi, Hứa gia đem trọng tâm chuyển rời đến Hứa Bằng phi trên người, thế nhưng Hứa Bằng phi còn là không cam lòng, có thể nói hắn nhất khỏa tâm hoàn toàn vặn vẹo, hắn muốn đem thuộc về Hứa Triển Xí hết thảy đều đoạt lại. Không thể nghi ngờ, Ninh Vũ Đình đã ở hắn tranh đoạt trong phạm vi, chỉ là bây giờ Hứa lão gia tử còn đang thế. Hắn nếu như quang minh chánh đại nhượng Ninh Vũ Đình làm nữ nhân của hắn lời nói, sợ rằng Hứa lão gia tử tuyệt đối không hội cho phép, cho nên hắn một mực đợi một cái cơ hội. Ai biết đạo bị hắn Hứa Bằng phi nhận định vì mình nữ nhân Ninh Vũ Đình, lại có thể bị một người nam nhân trước mặt mọi người đánh đòn, chiếm tiện nghi, hắn Hứa Bằng phi làm sao có thể dễ dàng tha thứ. Hắn tuyệt đối không có cách gì dễ dàng tha thứ. Trước mặt trên bàn phóng về Diệp Thần Phong tư liệu, Hứa Bằng phi lẩm bẩm, thì là ngươi là kinh thành Diệp gia cháu đích tôn thì như thế nào? Ta Hứa Bằng phi muốn ngươi chết, ngươi nhất định phải muốn chết, Ninh Vũ Đình là nữ nhân của ta, đại tẩu, ta sớm muộn gì có một ngày muốn nhượng ngươi ở đây cơ thể của ta hạ kêu to. Hứa Bằng phi lè lưỡi liếm miệng một cái mong chờ, khóe miệng dáng tươi cười thịnh vượng vài phần, xem ra cái này Hứa Bằng phi 10 phần là một cái tâm lý biến thái, bằng không trước đây hắn thế nào có thể đối với mình thân ca ca hạ thủ được ni. Tiểu lang, người cấp ta tiến đến, Hứa Bằng phi đối cửa thư phòng miệng nói rằng. Một gã 35-36 tuổi, bị gọi vì tiểu lang nam nhân đi tự tiến đến, rất cung kính đứng ở Hứa Bằng phi trước mặt, hỏi, Hứa thiếu, ngài có cái gì phân phó sao? Phái 5 cái sát thủ đi ra ngoài, giải quyết trong tài liệu cái này người, ta không muốn để cho hắn tái kiến ngày mai Thái Dương. Hứa Bằng phi tướng Diệp Thần Phong tư liệu ném cho tiểu lang, mặt không thay đổi nói rằng. Tiểu lang nhặt lên trên đất tư liệu sau, nói rằng, Hứa thiếu, ngài yên tâm, ta lập tức đi an bài. Nói xong, tiểu lang liền thối lui ra khỏi Hứa Bằng phi thư phòng. Diệp Thần Phong, ngươi có thể không thể đủ tại ta phái ra 5 tên sát thủ chung sống sót ni. Bây giờ cuộc sống quá không thú vị, nếu như ngươi có thể sống xuống, ta không để ý đi kinh thành chơi với ngươi chơi, đến lúc đó thuận tiện đem Ninh Vũ Đình trưởng khống tại ta bàn tay chung. Diệp Thần Phong, người hay nhất không để cho ta thất vọng a. Hứa Bằng phi cầm lấy điều khiển từ xa tắt đi trước mặt màn ảnh truyền hình. Sợ rằng Diệp Thần Phong nằm mơ cũng không có nghĩ đến, bởi vì hắn đánh Ninh Vũ Đình vài cái mông, lại rước lấy một cái không tưởng được phiền phức, mà Ninh Vũ Đình cũng sẽ không nghĩ tới bởi vì ngày hôm nay cùng Diệp Thần Phong lần này tiếp xúc, cải biến nàng sau này cả đời nhân sinh quỹ tích, gặp phải Diệp Thần Phong là nàng nhiều năm sau xinh đẹp nhất một cái hồi ức. Kinh thành thật muốn bởi vì Diệp Thần Phong cường thế trở về mà biến được náo động, Diệp Thần Phong duy nhất có thể làm sự tình chính là tại cuộc động loạn này chung quật khởi, với lại hắn có cái này tự tin, mục tiêu của hắn có thể đều không phải cực hạn cùng trong thế tục sự tình, cha mẹ hắn từ liên lụy đến cổ võ giới, cho nên hắn mục tiêu cuối cùng là một ngày kia có thể tiến nhập cổ võ giới, có thể có quét ngang cổ võ giới thực lực, như vậy hắn thì có bang phụ mẫu báo thù tuyệt đối chắc chắn. Chương 353, ám sát. Xác định đầu phiếu. Tại kinh thành quân khu Trung Ninh Mẫn Hiến đáp ứng làm Diệp Đông Kiện nữ bằng hữu sau, Diệp Đông Kiện tự lập tức qua sông Đoạn Cầu, đem Diệp Thần Phong cùng Võ Khôn Minh chi đi, hắn còn lại là nắm Ninh Mẫn Hiến tay nhỏ bé, vẻ mặt hưng phấn dáng dấp, nhường Diệp Thần Phong cùng Võ Khôn Minh cái này hai người hận không thể đi tới nhổ hắn cái đầy mặt nước bọt. Võ Khôn Minh là kinh thành quân khu Trung huấn luyện viên, hắn muốn lưu tại quân khu Trung huấn luyện thuộc hạ đám kia tân binh đản tử ni. Kết quả là chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí chỉ có thể một người ly khai quân khu.
Ly khai quân khu thời gian đã qua bữa trưa thời gian, Diệp Thần Phong tịnh không có cấp hồi Diệp gia, mà là đang kinh thành tìm nhất quán cơm giải quyết bữa trưa vấn đề, sau đó một người tại kinh thành trên đường phố đi dạo, trong đầu suy tư về bước tiếp theo nên đi như thế nào. Phải như thế nào nhượng thắng thiên hội tại kinh thành quật khởi. Chút bất chi bất giác, mặt trăng đã là cao cao đọng ở đỉnh đầu, kinh thành làm nước hoa thủ đô, đến buổi tối, trên đường phố cơ hồ là đèn đuốc sáng trưng. Diệp Thần Phong vòng tới vòng lui, nhíu vào nhất điều yên tĩnh trên đường nhỏ không có một bóng người, đèn đường mờ mờ ngọn đèn lóe ra, dường như tùy thời đều muốn tắt thông thường. Diệp Thần Phong dựa vào tại cột đèn đường tử thượng, thanh âm không cao không thấp nói rằng, theo ta lâu như vậy, lẽ nào các ngươi dự định vẫn theo đi xuống sao? Ta cũng không có thời gian cùng các ngươi chơi trò chơi mèo vần chuột. Vừa dứt lời, năm tên thân mặc màu đen quần áo, khuôn mặt dùng miếng vải đen che lại nam nhân, từ trong bóng đêm chui ra, cái này năm tên hắc y nhân là tại trạng vạng tối thời gian để mắt tới Diệp Thần Phong, dùng Diệp Thần Phong nhạy cảm phát giác năng lực, sớm liền phát hiện cái này theo dõi hắn năm tên hắc y nhân, bằng không hắn tại sao phải đi vòng qua này yên lặng trên đường nhỏ ni. Năm tên hắc y nhân lộ tại miếng vải đen bên ngoài trong đôi mắt của tràn đầy nghi hoặc, bọn họ thế nào cũng không có nghĩ đến Diệp Thần Phong lại có thể sẽ phát hiện hành tung của bọn họ. Phải biết rằng bọn họ thế nhưng sát thủ nhà nghề, kỹ thuật theo dõi là nhất đẳng nhất, nguyên bản bọn họ nhìn đến Diệp Thần Phong bản thân nhiễu vào này yên lặng đường nhỏ, hoàn toàn là đang tự tìm đường chết, trong lòng chính vui vẻ lắm. Ai biết đạo bất thình lình nghe được Diệp Thần Phong cực kỳ bình tĩnh ngôn ngữ, trong lúc nhất thời bọn họ năm cái sát thủ trong lòng nén giận vạn phần, dường như cảm giác là bị người đùa bỡn thông thường. Ngươi sớm liền phát hiện chúng ta, vậy ngươi làm gì không báo nguy? Hoặc trực tiếp đi cảnh sát cục, như vậy có thể ngươi vẫn có thể sống lâu vài ngày ni. Ta phải nói ngươi là ngu xuẩn ni, còn là thông minh, nếu như nói ngươi ngu xuẩn đi, ngươi lại có thể phát hiện hành tung của chúng ta, nếu như nói ngươi thông minh đi. Ngươi phát hiện hành tung của chúng ta, còn cố ý nhiễu tiến này yên lặng đường nhỏ, ngươi cho là mình còn có sống tiếp khả năng sao? Có lẽ là nhìn đến này trên đường nhỏ không có người đi đường. Dẫn đầu một gã sát thủ áo đen không chút hoang mang lên tiếng, hắn thấy trước mặt người thanh niên này, tối nay là vô luận như thế nào cũng chạy không thoát lòng bàn tay của bọn họ. Diệp Thần Phong híp con ngươi, không có từ cái này năm tên sát thủ trên người cảm giác được bất luận cái gì khí tức nguy hiểm, hắn có thể xác định trước mặt cái này năm tên sát thủ cũng không là cổ võ giới chung người. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng là cha mẹ hắn trường tai nạn xe của hung thủ sau màn lần thứ hai hành động. Xem ra hắn là đã đoán sai. Cái này năm tên sát thủ hẳn không phải là cha mẹ hắn tai nạn xe của hung thủ sau màn phái ra. Cấp hai người các ngươi lựa chọn, một là ngoan ngoãn nói cho ta biết là ai cho các ngươi tới giết ta. Ta có thể tha các ngươi một mạng, hai là tự ta từ trong miệng các ngươi biết ta muốn biết gì đó, bất quá nói như vậy. Các ngươi năm cái nhất định phải toàn bộ đều phải chết. Diệp Thần Phong khuôn mặt không có bất luận cái gì vẻ kinh hoàng, dường như đang nói một cái chuyện đương nhiên sự tình. Hai chúng ta đều không chọn, chọn người thứ ba, chúng ta sát ngươi. Dẫn đầu tên sát thủ áo đen thanh âm trầm thấp nói rằng. Sau đó, năm tên sát thủ từ bên hông phân biệt rút ra nắm sáng như tuyết loan đao. Cũng trong lúc đó hướng Diệp Thần Phong vào tới, xông lên phía trước nhất một gã sát thủ, trong tay sắc bén loan đao không chút do dự hoa hướng Diệp Thần Phong cổ họng. Diệp Thần Phong tay phải bàn tay nhẹ nhàng tham gia, động tác dường như rất nhanh, lại dường như rất chậm. Dễ dàng giữ lại sát thủ áo đen thủ đoạn, từ sát thủ áo đen trong tay đoạt lấy loan đao. Chi, một tiếng, Diệp Thần Phong bàn tay chung loan đao. Hoa hướng hắc y cổ họng của sát thủ, ngân sắc quang mang chợt lóe lên, hắc y cổ họng của sát thủ miệng xuất hiện nhất điều đặc biệt tế vết máu, cổ họng trong liền một cái âm tiết đều chưa kịp phát sinh, thân thể tự mềm nhũn đảo ở trên mặt đất. Đã là tử không thể đủ lại tử. Ngân sắc quang mang tại tràn ngập trong bóng đêm lại lập lòe ba hạ sau. Vốn là năm tên sát thủ áo đen, chỉ có vừa mới bắt đầu tên dẫn đầu sát thủ lăng lăng đứng ở tại chỗ, ngay cả công kích đều tựa hồ đã quên. Hắn bốn gã đồng bạn đều bị Diệp Thần Phong cấp một đao phong hầu. Thế nào, hiện tại ngươi là điều không phải nên muốn chọn nói cho ta biết, là ai cho các ngươi tới giết ta. Diệp Thần Phong trong tay đem cong đạo thượng thậm chí liền một tia vết máu cũng không có dính vào. Có thể thấy được hắn tốc độ xuất thủ là bao nhiêu nhanh. Tên dẫn đầu sát thủ áo đen dưới chân nhịp bước không kiềm hãm được lui về phía sau hai bước, cuối cùng trong lòng còn là hạ quyết tâm, cho dù chết,
ta cũng không sẽ nói cho ngươi biết là ai nhượng chúng ta tới giết chính là ngươi, đây là chúng ta nghiệp nội luật lệ, ta không thể đủ làm trái. Diệp Thần Phong thật bội phục tên này sát thủ tư chất, thế nhưng bội phục về bội phục, nếu bọn họ lựa chọn tới giết Diệp Thần Phong, như vậy Diệp Thần Phong đối với bọn họ làm sao tới khách khí lý do. Vươn tay nhanh chóng tướng sát thủ áo đen hai cánh tay cấp xoay đoạn, sau đó lại đang sát thủ áo đen xương bánh chè thượng đá hai chân, sát thủ áo đen hai cái đùi bị phế bỏ. Diệp Thần Phong làm như thế nguyên nhân là muốn nhượng sát thủ áo đen ý chí lực giảm xuống, hắn sẽ đối sát thủ áo đen áp dụng thuật thôi miên. Sát thủ nhà nghề ý chí lực bình thường là rất cường hãn, cho nên vì đề cao thôi miên xác suất thành công, Diệp Thần Phong chỉ có thể áp dụng biện pháp như thế. Ngươi thiếu phí tâm tư, ngươi không hội từ ta trong miệng nhận được bất kỳ một cái nào hữu dụng tự. Sát thủ áo đen cái trán bốc lên ra mồ hôi lạnh, trong miệng lời nói là đứt quãng. Ngươi rất nhanh thì hội đem hết thảy đều nói cho ta biết. Diệp Thần Phong đưa tay phải ra đặt ở sát thủ áo đen trước mắt, nhất cổ linh hồn lực tràn ngập đi ra. Dần dần, dần dần, sát thủ áo đen hai con ngươi biến được mê mang lên, trong ánh mắt vẻ thống khổ cũng biến mất vô ảnh vô tung, dường như biến thành một không có bất kỳ cảm tình gì con rối thông thường. Nói đi, là ai cho các ngươi tới giết ta? Diệp Thần Phong thuận miệng nghi vấn hỏi. Sát thủ áo đen thanh âm cơ giới hóa hồi đáp, là Ngô Châu Hứa gia. Ngô Châu Hứa gia, Diệp Thần Phong vẫn là lần đầu tiên nghe được gia tộc này tên ni. Tại trong ấn tượng Diệp Thần Phong hình như cùng cái này cái gọi là Ngô Châu Hứa gia không có bất luận cái gì cùng xuất hiện đi. Như vậy bọn họ thì tại sao muốn phái sát thủ đi ra ám sát hắn ni? Ngô Châu Hứa gia vì sao muốn phái các ngươi tới giết ta? Diệp Thần Phong hỏi tiếp. Không biết, chúng ta chỉ là lấy tiền tiếp nhận chức phụ vụ mà thôi. Sát thủ áo đen không chút do dự nào hồi đáp. Cái này nhượng Diệp Thần Phong càng cảm giác kỳ quái. Bị thôi miên người chắc là sẽ không nói dối, xem ra cái này năm tên sát thủ cũng thuần túy chỉ là lấy tiền sát nhân mà thôi. Diệp Thần Phong từ trong miệng bọn họ được không đến được nhiều lắm thứ hữu dụng. Bất quá, cái này Ngô Châu Hứa gia, hắn nhất định phải để cho người đi thật tốt tra một chút tư liệu. Diệp Thần Phong tướng tay phải rời sát thủ áo đen trước mắt, sát thủ áo đen hai con ngươi dần dần khôi phục thần thái. Bị thôi miên người là không biết thôi miên chung chuyện đã xảy ra, sát thủ áo đen bất khuất không buông tha nói rằng. Muốn giết cứ giết, ngươi không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Ngô Châu Hứa gia, đúng không, cảm ơn ngươi phối hợp. Diệp Thần Phong vừa cười vừa nói. Cái gì, làm sao ngươi biết, cái này, điều đó không có khả năng. Sát thủ áo đen hai con ngươi tức khắc chừng dường như đèn lồng, trong ánh mắt tràn đầy khủng hoảng, phảng phất là kỳ lạ thông thường, hắn nhớ kỹ bản thân vừa rồi có thể một câu nói cũng chưa nói a. Không cần kinh ngạc như vậy. Lẽ nào ngươi không biết cái này trên thế giới có thuật thôi miên vật này sao? Diệp Thần Phong nhún vai nói rằng. Sát thủ áo đen trầm mặc đủ có 3-4 phần chung, hắn mới thở dài, chậm rãi mở miệng nói, ngươi là một cao thủ, ngươi là ta đời này gặp qua cao thủ lợi hại nhất, tử tại trên tay ngươi cũng không oan, lựa chọn làm sát thủ một ngày kia trở đi, ta sớm liền nghĩ đến bản thân hội có một ngày như vậy, chỉ bất quá không nghĩ đến hội nhanh như vậy đến, nếu như ngươi nguyện ý. Cấp ta một cái thống khoái đi. Cảm ơn ngươi. Diệp Thần Phong từ dưới đất nhặt lên nắm loan đao rời tay mà ra, hướng hắc y cổ của sát thủ bay đi, tại hắc y cổ của sát thủ thượng xẹt qua cùng nhau thẳng tắp, khẩn tiếp theo, sát thủ áo đen hai con ngươi chung từ từ mất đi thần thái. Chương 354, xinh đẹp chán phóng. Xác định đầu phiếu. Dạ, đen kịt mà lại dày đặc, dường như một bức vẩy mực họa có vẻ có chút thâm trầm. Trên đường nhỏ nằm năm cụ sát thủ thi thể. Diệp Thần Phong đường kính hướng Diệp gia biệt thự phương hướng đi, mỗi người đều có mỗi người vận mạng của mình, nếu bọn họ lựa chọn đi lên sát thủ con đường này, như vậy bọn họ phải làm tốt tùy thời tử vong chuẩn bị. Tại hồi Diệp gia trên đường, Diệp Thần Phong cấp Hàn Vĩ gọi một cú điện thoại, để cho bọn họ tra một chút Ngô Châu Hứa gia tài liệu cặn kẽ. Hàn Vĩ đám người là kinh thành người địa phương, nhân mạch muốn so Hổ Ca cùng Thiết Ngưu tới rộng. Cho nên Diệp Thần Phong đem chuyện này giao cho Hàn Vĩ bốn người bọn họ đi xử lý. Diệp gia biệt thự trong phòng khách, Diệp Trấn Hồng cùng Võ An Quốc mặt đối mặt ngồi ở trên ghế salon, hai lão nhân này trong tay phân biệt đang cầm một chén mạo hiểm lượn lờ nhiệt khí chén trà, Diệp Đông Kiện đến bây giờ còn chưa có về nhà ni. Đoán chừng là cùng vừa đáp ứng làm hắn bạn gái Ninh Mẫn Hiến ôn tồn đi. Trấn Hồng, ngày hôm nay Thần Phong cho thấy thực lực của hắn. Sau này sợ rằng kinh thành đối Thần Phong mưu đồ bất chính người hội nhiều đi ra.
Võ An Quốc khẽ nhíu mày nói rằng, bọn họ hai cái đồng dạng đã biết Diệp Thần Phong tại quân khu trong đánh đập tàn nhẫn sự tình. An Quốc, chỉ cần ta sống trên thế giới này một ngày, ta sẽ gặp đem hết toàn lực đi bảo hộ Thần Phong an nguy, Thần Phong là chúng ta Diệp gia mong muốn a. Ta tin tưởng chỉ cần Thần Phong thật tốt sống trên thế giới này, Diệp gia tự chắc chắn sẽ không rồi ngã xuống. Diệp Chấn Hồng chắc chắc nói rằng, nâng chung trà lên hơi nhấp một miếng trà nóng. Võ An Quốc lặng lẽ điểm gật đầu, sau đó mới lên tiếng, Chấn Hồng, ta đồng ý ngươi thuyết pháp, thì là Diệp gia chỉ còn lại có Thần Phong một người, bằng vào Thần Phong năng lực, ta cũng tin tưởng hắn y nguyên có thể nhượng Diệp gia đi lên phồn vinh thịnh vượng. Đối, Chấn Hồng, chúng ta mau sớm an bài Thần Phong cùng Hiểu Phỉ kết hôn đi. Mau để cho bọn họ hơn hai sinh vài đứa bé, ta tin tưởng di truyền Thần Phong gen hài tử chắc chắn sẽ không kém đi nơi nào. Võ An Quốc khẽ mỉm cười nói. Diệp Chấn Hồng để xuống chén trà trong tay, nói rằng, những Thần Phong cùng Hiểu Phỉ nhiều sinh vài đứa bé, ta khẳng định cũng là ủng hộ, bất quá, An Quốc. Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi ở đây động cái gì đầu óc, dù sao Thần Phong cùng Hiểu Phỉ sinh hài tử toàn bộ muốn họ Diệp, ngươi cũng biết chúng ta Diệp gia dòng chính hiện tại người lớn có bao nhiêu đơn bạc, lẽ nào ngươi còn không biết xấu hổ đi theo ta cướp tằng tôn tử mà. Nguyên bản Võ An Quốc thật là có quyết định này. Thế nhưng Diệp Chấn Hồng đều đem nói được phân thượng này. Hắn cũng chỉ có thể đủ phẫn nộ khoát tay áo, nói rằng, Chấn Hồng, nhìn ngươi nói gì vậy? Yên tâm đi, Thần Phong cùng Hiểu Phỉ tương lai sinh hài tử đều họ Diệp, như vậy ngươi tổng an tâm đi. Võ Gia Gia, đã trễ thế này ngươi còn ở nơi này cùng Gia Gia ta nói chuyện phiếm a? Diệp Thần Phong đi vào đại sảnh, nhìn đến Võ An Quốc sau, vội vã có lễ phép hỏi. Thần Phong, ta tự cùng Gia Gia ngươi cùng nơi nhớ lại lúc còn trẻ những chuyện hư hỏng kia, đối. Đêm nay Hiểu Phỉ ở tại Diệp gia, nàng nên ở trên lầu trong khách phòng, vừa rồi nàng nói chờ ngươi trở về, cho ngươi đi trong phòng tìm nàng có sự tình muốn nói với ngươi. Võ An Quốc nghiêm trang nói. Nhìn đến Diệp Thần Phong đi sau khi lên lầu, Diệp Chấn Hồng lắc đầu, nói rằng, An Quốc, ngươi là điều không phải quá nóng lòng. Hiểu Phỉ có thể không để cho Thần Phong đi gian phòng của nàng a? Thần Phong cùng Hiểu Phỉ sớm ngày gạo nấu thành cơm, ta tự sớm ngày an tâm. Ta cái này đều không phải tại cho các ngươi Diệp gia lo lắng mà. Võ An Quốc nghĩa chính ngôn từ đạo. Diệp Thần Phong đi sau khi lên lầu, đi tới Diệp gia khách phòng trước cửa, gõ cửa một cái, đợi một hồi, gặp trong phòng một chút phản ứng cũng không có. Mở miệng hỏi, Hiểu Phỉ tỷ, ngươi có ở bên trong không? Võ Gia Gia nói ngươi có chuyện tìm ta. Lại đợi một hồi. Gặp trong phòng vẫn là không có phản ứng, Diệp Thần Phong trực tiếp mở cửa đi vào phòng. Trong phòng là liên đới phòng tắm, cách cửa kiếng. Diệp Thần Phong mơ hồ hơi thấy được một tuyệt vời thân thể mềm mại, nguyên lai Võ Hiểu Phỉ đang tắm, thảo nào không có nghe được tiếng đập cửa. Giữa lúc Diệp Thần Phong chuẩn bị rời phòng thời gian, trong phòng tắm xung tiếng nước hơi ngừng, sau đó thủy tinh cửa được mở ra, Võ Hiểu Phỉ trên người một bộ y phục cũng không có mặc. Trên thân thể mỗi một tấc da thịt bị Diệp Thần Phong nhìn một cái không sót gì, bộ ngực hai tòa cao ngất hơi rung động, có thật nhỏ bọt nước tại hai tòa cao ngất trên ngọn núi cuộn. Võ Hiểu Phỉ hoàn toàn không có nghĩ đến Diệp Thần Phong lại đột nhiên xuất hiện ở trong phòng, nàng là chuẩn bị đi ra phòng tắm sau lại mặc đồ ngủ, ai biết đạo. Hai người bốn mắt tương đối, thật lâu không nói tiếng nào, thời gian dường như vào giờ khắc này chấm dứt lưu động. Diệp Thần Phong nhìn trước mặt cái này cụ tuyệt vời thân thể mềm mại, trong lỗ mũi hô hấp từ từ biến được thô lên, phải biết rằng hắn là một người nam nhân, một cái nam nhân chân chính, nếu như nhìn thấy trước mặt cái này bức họa, hắn hoàn toàn không có một chút phản ứng, chỉ có thể nói rõ hắn là thái giám hoặc là đối đồng tính cảm giác hứng thú người. Mái tóc đen nhánh rối tung tại Võ Hiểu Phỉ đầu vai, một đôi trong con ngươi xinh đẹp ẩn hàm e thẹn, giờ khắc này Võ Hiểu Phỉ trên người nữ nhân vị mười phần. Kích phát ra Diệp Thần Phong trong lòng nào đó xuẩn xuẩn dục động khát vọng. Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước, năm bước, Diệp Thần Phong từng bước đi tới Võ Hiểu Phỉ trước mặt. Phù phù, phù phù, phù phù, phù phù, phù phù, Diệp Thần Phong mỗi đến gần một bước, Võ Hiểu Phỉ tim đập tần suất tự nhanh hơn một phần. Sùng sục, Diệp Thần Phong không kiềm hãm được nuốt thoáng cái nước bọt. Sau đó tướng không có mặc bất luận cái gì quần áo và đồ dùng hàng ngày Võ Hiểu Phỉ kéo vào trong lòng. Võ Hiểu Phỉ bản năng giãy dụa một phen, nói rằng, Thần Phong, ngươi đi ra ngoài trước, có được hay không? Diệp Thần Phong khát vọng bị Võ Hiểu Phỉ cấp toàn bộ câu đi ra,
nơi nào sẽ nghe Võ Hiểu Phỉ lời nói ni. Mũi thu thập gần Võ Hiểu Phỉ thân thể, dùng sức ngửi một cái, nói rằng, Hiểu Phỉ tỷ, trên người của ngươi thật là thơm, ngươi ngày hôm qua không phải đã nói có bản lĩnh để ta đến phòng ngươi trong tới sao? Hiện tại ta tới, ngươi nên không biết sợ đi. Không có đẳng Võ Hiểu Phỉ trả lời, Diệp Thần Phong liền cúi đầu hôn lên Võ Hiểu Phỉ cặp môi thơm, đầu lưỡi từ từ cạy ra Võ Hiểu Phỉ hàm răng, hai điều đầu lưỡi tức khắc quấn quýt tại cùng nơi, theo Diệp Thần Phong thỏa thích đầu nhập, Võ Hiểu Phỉ cũng từ từ nhập hí, bắt đầu từ từ đáp lại Diệp Thần Phong đòi lấy. Vừa hôn đủ rằng có hơn 2 phút đồng hồ, thẳng đến Võ Hiểu Phỉ sắp không thở nổi thời gian, Diệp Thần Phong mới lựa chọn chấm dứt. Võ Hiểu Phỉ hai gò má đỏ bừng không gì sánh được, trong con ngươi hàm chứa tình ý dạt dào, gò má dựa vào tại Diệp Thần Phong rắn chắc trên ngực, cổ họng trong thấp như văn thanh nói rằng, Thần Phong, sau đó ngươi hội thương yêu ta. Vĩnh viễn yêu ta sao? Diệp Thần Phong ôn nhu hôn môi thoáng cái Võ Hiểu Phỉ cái trán, nói rằng, Hiểu Phỉ tỷ, ta sẽ cả đời thương yêu ngươi, bảo vệ ngươi, từ nhỏ đến lớn vẫn là ngươi đứng tại ta đằng trước, thay ta đánh đuổi khi dễ người của ta, cho dù là ta mắc kinh hoàng chứng đoạn cuộc sống, ngươi vẫn là bồi tại bên cạnh ta, bất ly bất khí, sau này để ta đứng tại ngươi đằng trước đi. Thế ngươi che gió che mưa, không cho bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Trong chớp nhoáng này, Võ Hiểu Phỉ hoàn toàn hòa tan tại Diệp Thần Phong hứa hẹn ở giữa, thân thể mềm nhũn dựa vào tại Diệp Thần Phong trong ngực, Thần Phong, yêu ta nguyện ý làm nữ nhân của ngươi. Diệp Thần Phong một tay lấy Võ Hiểu Phỉ thân thể mềm mại bế lên, đi hướng bên cạnh giường hai người thường. Cả đêm mây mưa thất thường qua đi, tuyết trắng trên giường nở rộ một đóa xinh đẹp hoa mai. Ngoài cửa sổ, sắc trời đã là tảng sáng, Võ Hiểu Phỉ ghé vào Diệp Thần Phong trước ngực. Nhìn còn không tỉnh lại nữa Diệp Thần Phong, khóe miệng hài lòng xẹt qua một vòng nụ cười hạnh phúc, đưa ngón tay ra đùa bỡn Diệp Thần Phong cao ngất mũi, thấp giọng lẩm bẩm Thần Phong, sau đó ta sẽ an tâm làm nữ nhân của ngươi. Võ Hiểu Phỉ thân thể mềm mại không nhịn được động thoáng cái, nửa người dưới liền truyền đến đau rát đau nhức, điều này đại biểu nàng thật từ một người nữ sinh lột xác thành một nữ nhân, một cái thiếu phụ. Thế nào sớm như vậy tự tỉnh, không ngủ thêm một lát sao? Diệp Thần Phong mí mắt run lên hai hạ, chậm rãi mở hai mắt ra. Diệp Thần Phong hai tay không thành thật leo lên Võ Hiểu Phỉ bộ ngực cao ngất, tùy ý nhu niết lên, Hiểu Phỉ tỷ, lẽ nào đêm qua ngươi còn chưa ăn no sao? Có muốn hay không ta trở lại ăn ngươi? Vừa mới bắt đầu Võ Hiểu Phỉ còn không có phản ứng qua đây, một lát sau, Võ Hiểu Phỉ đôi má lần thứ hai xấu hổ đến đỏ bừng, Thần Phong, ngươi chừng nào thì biến được hư hỏng như vậy? Nếu như ngươi lại lăn qua lăn lại ta lời nói, ta đợi một lát sợ rằng liền giường đều muốn hạ không được, đằng hai ngày nữa ta sẽ cho ngươi, có được hay không? Võ Hiểu Phỉ mang theo giọng thương lượng, rất sợ Diệp Thần Phong mất hứng. Diệp Thần Phong nhìn trước mặt cái này khả ái nữ nhân, nhéo nhéo Võ Hiểu Phỉ mũi, vừa cười vừa nói, Hiểu Phỉ tỷ, đây chính là ngươi nói Nga. Chương 355, Kinh thành thế lực dưới đất phân bố. Xác định đầu phiếu. Ngô Châu Hứa gia, Hứa Bằng Phi trong biệt thự, Hứa Bằng Phi đứng tại thư phòng cửa sổ sát đất hộ trước, kéo ra ngăn trở cửa sổ rèm cửa sổ, thái dương còn không có thăng khởi, sắc trời có vẻ có chút u ám. Hứa thiếu, ngày hôm qua nhiệm vụ thất bại, tên là tiểu lang trung niên nam nhân đứng ở Hứa Bằng Phi phía sau, thận trọng nói rằng. Hứa Bằng Phi không có xoay người, chỉ là phất phất tay ý bảo tiểu lang đi ra ngoài, đợi cho tiểu lang ly khai thư phòng sau. Hứa Bằng Phi nhìn ngoài cửa sổ chân trời cảnh sắc, trên mặt tái nhợt hiện lên một vòng dáng tươi cười, hai tay hơi thư giãn thoáng cái, lẩm bẩm, Diệp Thần Phong. Có ý tứ, nếu ngươi có thể tại 5 tên sát thủ trong tay sống sót, như vậy ta tự mình đi một chuyến kinh thành hội hội ngươi, ngươi có tư cách làm ta Hứa Bằng Phi đối thủ, bất quá, còn mong muốn ngươi không nên quá yếu đuối a. Bằng không trận này trò chơi tự không có kinh. Trung tuần tháng 7. Sáng sớm kinh thành cũng có vẻ có chút oi bức, thỉnh thoảng thổi qua một ít gió mát, nhưng người cảm giác phá lệ sảng khoái. Ngày hôm nay, Diệp Thần Phong chưa thức dậy sớm rèn đúc, đêm qua cùng Võ Hiểu Phỉ đại chiến một phen, tại buổi sáng sau khi tỉnh lại, chỉ là cùng Võ Hiểu Phỉ ở trên giường ôn tồn, thỉnh thoảng chiếm Võ Hiểu Phỉ tiện nghi, có thể dùng Võ Hiểu Phỉ hai bên trên gương mặt đỏ bừng, nhất khắc cũng không có rút đi qua. Tại Diệp Thần Phong cùng Võ Hiểu Phỉ đi lúc xuống lầu, Võ lão gia tử Võ An Quốc cũng thật sớm đi tới Diệp gia, Võ An Quốc khi nhìn đến hắn tôn nữ Võ Hiểu Phỉ tư thế đi sau, cùng Diệp Trấn Hồng nhìn nhau liếc mắt,
khuôn mặt cười đến dường như một đóa hoa cúc, hai cái này lão đầu có thể là người từng trải, liếc mắt liền nhìn ra Võ Hiểu Phỉ hoàn toàn lột xác một cái thiếu phụ. Hiểu Phỉ, sau đó ngươi sẽ ngủ ở Diệp gia đi. Không có việc gì cùng Thần Phong nhiều bồi dưỡng một chút cảm tình, ta và Trấn Hồng thương lượng một chút lúc nào đem hai người các ngươi hôn lễ làm. Võ An Quốc cười ha hả nói. Võ Hiểu Phỉ cảm thấy Võ An Quốc cùng Diệp Trấn Hồng quan sát ánh mắt, đôi má lần thứ hai biến thành một cái cây táo chín, vươn tay lén lút nhéo một cái Diệp Thần Phong bên hông thịt mềm, thấp giọng nói rằng, Thần Phong, đều tại ngươi, hiện tại ta khẳng định bị gia gia ngươi cùng gia gia ta chê cười. Diệp Thần Phong ôm Võ Hiểu Phỉ mảnh mai bàn tay, hạ rời đến Võ Hiểu Phỉ mông thượng, dùng sức niết nắm. Miệng ghé vào Võ Hiểu Phỉ tai bên cạnh, nói rằng, Hiểu Phỉ tỷ, vậy làm sao có thể trách ta ni? Chớ quên, tối hôm qua là ngươi nói ra muốn nhượng ta yêu ngươi, ta thế nào không biết xấu hổ cự tuyệt ngươi ni? Cảm thụ được bên tai nhiệt khí, cùng với mông thượng bị Diệp Thần Phong nhu niết, Võ Hiểu Phỉ lại cũng không để được phản bác khí lực, chỉ có thể cúi đầu, không lên tiếng hướng phòng khách bàn ăn đi. Ra ra, tiểu thúc sáng sớm thế nào tự không thấy bóng dáng. Diệp Thần Phong cũng đi tới bên cạnh bàn ăn, tiện tay cầm lấy một mảnh bánh mì ngậm tại trong miệng. Diệp Trấn Hồng không vui nói, miễn bàn ngươi tiểu thúc, hắn là con nữ bằng hữu, đã quên cái nhà này, sáng sớm liền chạy ra khỏi đi ước hẹn. Diệp Trấn Hồng tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng là cao hứng. Hiện tại Diệp Đông Kiện cả đời đại sự cũng có tin tức, hắn trong lòng một tảng đá cũng cuối cùng là để xuống. Thần Phong, ngươi và Hiểu Phỉ cần phải thêm đem kình a. Tranh thủ nhiều sinh vài đứa bé, đến lúc đó ta và Trấn Hồng có thể về hưu bang hai người các ngươi mang hài tử. Võ An Quốc nói rằng, Võ Hiểu Phỉ vừa uống vào trong miệng một hơi sữa tươi, bởi vì nghe được ra ra nàng những lời này, một cái nhịn không được toàn bộ cấp phun tới, trong lúc nhất thời tâm tình rất là quẫn bách, đôi mắt đẹp hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt Diệp Thần Phong. Hương Mãn Lâu tại kinh thành thuộc về một nhà trung xa hoa thứ khách sạn, buổi trưa. Hàn Vĩ bọn họ ước Diệp Thần Phong đi tới Hương Mãn Lâu, hai ngày này bọn họ đã đem kinh thành thế lực lớn nhỏ phân bố toàn bộ điều tra rõ ràng. Hương Mãn Lâu số 8 ghế lô trong, Hàn Vĩ, Phương Huy, Nhậm Hồng, Viên An, Hổ Ca cùng Thiết Ngưu đều ở đây trường, bàn ăn thượng bày đầy Hương Mãn Lâu đặc sắc thức ăn. Lão đại, tối hôm qua ngươi muốn ta điều tra Ngô Châu Hứa gia. Ta đã điều tra rõ ràng, bất quá, cái này Ngô Châu Hứa gia cùng kinh thành một cái thế lực dưới đất có quan hệ rất lớn ni. Cái này hai phần tư liệu theo thứ tự là kinh thành thế lực dưới đất phân bố cùng Ngô Châu Hứa gia tài liệu cặn kẽ. Hàn Vĩ tướng hai phần sửa sang xong tư liệu đưa cho Diệp Thần Phong. Kinh thành khổng lồ nhất thế lực dưới đất có 4 cái, theo thứ tự là Long Tứ Hội, Huyết Nhiễm Hội, Vạn Nhận Hội cùng Hồng Hải Hội. Trong đó Hồng Hải Hội là 4 đại bang hội chung nhỏ yếu nhất một cái, mà ở kinh thành nhưng không có cái khác bang hội dám đi trêu chọc Hồng Hải Hội. Nguyên nhân rất đơn giản, Hồng Hải Hội căn cơ không ở kinh thành, hoặc nói Hồng Hải Hội tại kinh thành thế lực, chẳng qua là một cái tiểu tiểu chi nhánh mà thôi. Hồng Hải Hội chân chính thế lực tại Ngô Châu, Hồng Hải Hội phía sau màn khống chế người chính là Ngô Châu Hứa gia, phải biết rằng Ngô Châu Hứa gia bất kể tại quân đội còn là trong chính trị đều có nhất định địa vị, từ xưa dân không đấu với quan, Hứa gia thế lực tuy rằng không ở kinh thành, thế nhưng kinh thành cái khác thế lực dưới đất còn là hội cấp Hứa gia thể diệt, chỉ cần Hồng Hải Hội không cướp đoạt ích lợi của bọn họ tự nhiên cũng sẽ không làm khó Hồng Hải Hội, cho nên những năm qua này, Hồng Hải Hội tại kinh thành phát triển cũng tự mô tự dạng. Diệp Thần Phong tại lật xem Ngô Châu Hứa gia tư liệu thời gian, hắn lại có thể phát hiện Ninh Vũ Đình là Hứa gia con dâu. Như vậy Hứa gia đối phó hắn Diệp Thần Phong chẳng lẽ là bởi vì Ninh Vũ Đình sự tình sao? Ngoại trừ nguyên nhân này bên ngoài, hắn lại cũng không nghĩ ra những yếu tố khác, phải biết rằng trước lúc này hắn chưa từng có cùng Ngô Châu Hứa gia từng có bất luận cái gì tiếp xúc, thậm chí cũng không biết có Ngô Châu Hứa gia cái này tồn tại. Diệp Thần Phong đều không phải một cái thích gây chuyện chủ, nhưng sự tình thường thường đều chủ động chọc hắn, không gây sự, nhưng không có nghĩa là hắn sợ phiền phức. Giờ khắc này, tại trong lòng hắn đã đem Ngô Châu Hứa ra xếp vào sổ đen trong, nếu Ngô Châu Hứa ra muốn hắn Diệp Thần Phong mệnh, như vậy Diệp Thần Phong cần gì phải muốn khách khí với bọn họ ni. Bất quá, cái này Ngô Châu Hứa ra tại Ngô Châu địa phương có nhất định danh vọng, Diệp Thần Phong muốn đối phó Hứa ra hay là muốn từng bước từ từ sẽ đến. Hiện nay còn là trước đem kinh thành sự tình giải quyết tốt lại nói. Chúng ta muốn nhượng thắng thiên hội tại kinh thành quật khởi, đầu tiên phải có bản thân thành viên,
hiện tại thành viên chỉ có chúng ta cái này vài người. Diệp Thần Phong dừng lại một chút, còn nói thêm, đây đối với chúng ta mà nói cũng không là việc khó gì, chỉ cần thu phục một cái kinh thành tiểu bang hội, cứ như vậy chúng ta thắng thiên hội tự lập tức có cơ sở, ban đầu ở thiên hải ta chính là làm như thế. Lão đại, ta đặc biệt tán thành đề nghị của ngươi, hai ngày này tại kinh thành ta nhanh nhàn ra cá điều tới, như vậy vừa vặn có thể qua tay nghiện. Hổ ca không kịp chờ đợi nói rằng, vẻ mặt vội vàng sao động biểu tình. Tiểu hổ, ngươi gấp cái gì? Kinh thành không bằng thiên hải, phương diện này nước sâu ni. Tổng hội có những người qua tay nghiện cơ hội, hiện tại chúng ta cần phải làm là xác định người thứ nhất thu phục mục tiêu, đệ nhất thứ ta sẽ cùng các ngươi đồng loạt ra tay, thế nhưng sau đó hết thảy đều cần nhờ chính các ngươi, không phải vạn bất đắc dĩ ta không hội xuất thủ nữa. Diệp Thần Phong là muốn rèn đúc Hàn Vĩ, hổ ca bọn họ bản thân xử sự năng lực. Lão đại, người cái này đều không phải nói đùa ni mà. Nếu để cho ngươi xuất thủ, chúng ta còn có động thủ phần mà. Chúng ta theo ngươi có thể là chuẩn bị làm một phen rầm rộ đại sự nghiệp. Cơ trí to con Viên An vừa cười vừa nói. Đúng vậy, lão đại, chúng ta cũng đều không phải nhuyễn chân tôm, theo ngươi, chúng ta là muốn chứng minh năng lực của mình. Nhậm Hồng cũng nói. Lão đại tác dụng chính là tại chúng ta bị khi dễ thời gian đứng ra, thời điểm khác tại phía sau màn nhìn chúng ta hành động thì tốt rồi. Phương Huy lập tức phụ họa nói. Xem ra các người đối với mình rất có lòng tin mà. Đây là chuyện tốt, như vậy ta tự mỏi mắt mong chờ. Diệp Thần Phong bưng lên trước mặt đảo mãn rượu đỏ chén rượu, nói rằng tốt, chúng ta trước không nói chuyện chính sự, ăn cơm trước, ăn xong chúng ta lại thật tốt thương lượng một chút, bước đầu tiên này đến cùng nên thế nào bước ra đi. Lão đại, ta mời ngươi. Lão đại, ta mời ngươi. Lão đại, ta mời ngươi. Trong lúc nhất thời, Hàn Vĩ đám người sôi nổi nâng chén, Diệp Thần Phong tướng rượu đỏ trong ly uống một hơi cạn, hắn rất thích cái này loại cùng huynh đệ cùng nơi, chén lớn uống rượu, đại khối ăn thịt cảm giác, loại cảm giác này là hắn đời trước không có thể đủ thể hội, đời trước hắn cơ hồ là không ngừng bôn ba đang thi hành nhiệm vụ trên đường đi, duy nhất có thể cùng hắn cũng chỉ có bạn gái của hắn, cho nên đối với tình nghĩa huynh đệ cái này từ ngữ, hắn vẫn không có cách gì hiểu thấu triệt. Thế nhưng đời này hắn có rất nhiều huynh đệ, Hầu Tử, Lý Bàn Tử, Hổ Ca, Thiết Ngưu Vân. Vân, nhưng hắn chân chính hiểu tình nghĩa huynh đệ bốn chữ này ý tứ, nhất là lần trước Hầu Tử cùng Lý Bàn Tử bị đảo quốc tạp túy chảo lúc đi. Chương 356, một cái tam lưu bang hội mà thôi. Xác định đầu phiếu. Cấp gia gia ta cút ngay, mỗi lần ta tới Hương Mãn lâu ăn, đều là tại số 8 ghế lô, 8 là ta may mắn chữ số. Bất kể hiện ở bên trong có người nào đang dùng bữa ăn, đều để cho bọn họ lập tức cút cho ta đàn. Thường ca, bằng không ngày hôm nay ngài trước ủy khuất một chút đi. Ngày hôm nay ngài tại Hương Mãn lâu tất cả tiêu phí toàn miễn, người ta dù sao đã ở bên trong ăn cơm, như vậy lỗ mãng như vậy đem người đuổi ra ngoài tổng không tốt lắm đâu. Lẽ nào ta thường dịch thủy ăn không khởi một bữa cơm sao? Bây giờ Hương Mãn lâu một cái tiểu nhân viên phục vụ cũng dám theo ta thường dịch thủy khiếu bản. Thật con mẹ nó buồn cười. Phanh, một tiếng, một gã chừng 20 tuổi nam nhân viên phục vụ thân thể, phá khai số 8 ghế lô môn, nặng nề té lăn quay số 8 ghế lô trên mặt đất, thân thể trên mặt đất quyển co lại thành một đoàn, hai bàn tay chăm chú ôm bụng, cổ họng trong thỉnh thoảng phát sinh đau nhức tiếng hô, tên nam tử này nhân viên phục vụ trên bụng chắc là bị đòn nghiêm trọng. Tại tên nam tử này nhân viên phục vụ thân thể ngã vào số 8 ghế lô sau, khẩn tiếp theo. 10 tên nam nhân đi vào ghế lô trong, dẫn đầu là một gã tướng mạo có chút đẹp trai, một mặt tóc che mắt thanh niên tại số 8 ghế lô trong quét mắt một vòng, nhìn Diệp Thần Phong đám người, chỉ cao khí ngang nói rằng, cho các ngươi một phút thời gian, toàn bộ lập tức ly khai số 8 ghế lô, chúng ta phải ở chỗ này ăn. Diệp Thần Phong nhìn cách đó không xa tên này xuất khẩu cuồng ngôn thanh niên, thiếu chút nữa bị hắn cấp chọc cười, những lời này chắc là Diệp Thần Phong nói với bọn họ mới đúng a. Cái này trên thế giới chính là con ruồi nhiều lắm, liền ăn bữa cơm đều ăn không an ổn. Diệp Thần Phong không coi ai ra gì gắp một khối thịt bò nhét vào trong miệng, sau đó bưng ly rượu lên hơi nhấp một miếng rượu đỏ, hoàn toàn đem thanh niên nói cho rằng là thúi lắm. Điều này làm cho tên tự cao qua cao thanh niên tức giận vạn phần, các ngươi chẳng lẽ là người điếc sao? Hay là muốn nhượng thủ hạ của ta đem các ngươi ném ra ghế lô? Thừa dịp ta không có thay đổi chủ ý trước. Các người hay nhất trước quỳ xuống nói xin lỗi cho ta, sau đó sẽ cút đi. Lão đại,
nơi này là không là có người tại đánh giám a. Thế nào như thế xú ni, thực sự là ngán. Viên An dùng sức dùng bàn tay tại mũi trước mặt phẩy phẩy, biểu diễn năng lực còn thẳng đúng chỗ. Viên An, ta xem không là có người đánh giám, là có ít người miệng thúi quá. Thật không biết có phải hay không là miệng của hắn cùng mông đổi hạ vị trí, vừa mở miệng nói chẳng khác nào là tại đánh giám, quả thực là hôi. Phương Huy vừa cười vừa nói. Viên An bốn người bọn họ thế nhưng phi dược bộ đội trung thủ lĩnh, bốn người bọn họ căn cơ lại là tại kinh thành địa phương chẳng lẽ còn biết sợ mấy tên côn đồ sao? Truyền đi quả thực là muốn cười đến rụng răng. Tên thanh niên kia nơi nào chịu được như vậy vũ nhục? Tức khắc tức giận quát dẹp đường, các ngươi biết ta là ai không? Ca ca ta là mãnh hổ hội hội trưởng Thường Văn Thiên. Mà ta là mãnh hổ hội phó hội trưởng Thường Dịch Thủy. Hiện tại tự coi như các ngươi quỳ xuống nói xin lỗi ta cũng vô ích, các ngươi triệt để đem ta chọc giận, ta muốn mấy người các ngươi mỗi người lưu hạ một tay. Hàn Vĩ, mãnh hổ hội là cái thứ gì? Thế nào ngươi cấp ta bắt được trong tài liệu không có mãnh hổ hội cái này bang hội? Diệp Thần Phong đối Hàn Vĩ hỏi. Hàn Vĩ suy tư một lát sau, nói rằng, lão đại, mãnh hổ hội chẳng qua là một cái tam lưu bang hội mà thôi, ta cho rằng cái này loại bất nhập lưu bang hội tư liệu, không có bắt được giá trị. Tam lưu bang hội, không có bắt được giá trị. Thường Dịch Thủy thiếu chút nữa tức giận đến thổ huyết, mãnh hổ hội ở phụ cận đây một đoạn dài đất. Vẫn có một ít danh khí, mãnh hổ hội toàn bộ bang hội từ trên xuống dưới tổng cộng có 300 nhiều số người, Hàn Vĩ nói một điểm đều không sai. Mãnh hổ hội đúng là kinh thành chỉ là một tam lưu bang hội, thế nhưng Thường Dịch Thủy thì như thế nào có thể chịu được những lời này từ người khác trong miệng nói ra ni. Chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra, Thường ca, người tới nơi này ăn thế nào cũng không trước đó thông chi ta một tiếng. Hương Mãn Lâu quản lý nghe tin đi vào số 8 ghế lô, khi nhìn đến Thường Dịch Thủy sau lập tức phóng thấp tư thái, bọn họ những. Này mở rộng cửa làm ăn người, nhất không chọc nổi chính là những. Này người sống tạm bợ, lại nói mãnh hổ hội ở phụ cận đây có chút thế lực, đem mãnh hổ hội chọc cho mất hứng, có thể người khác buổi tối tới đập cơm của ngươi điếm, ngươi cũng không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Khởi điểm bị Thường Dịch Thủy một cước đạp tiến số 8 ghế lô tên nhân viên phục vụ, từ dưới đất đứng lên. Đối quản lý nói, quản lý, số 8 ghế lô đã có người đang dùng cơm, cho nên ta vừa rồi nhượng Thường ca có thể không thể đổi gian ghế lô, ngày hôm nay Thường ca tất cả phí dụng đều có thể miễn đi. 3. Nhất thanh thúy hưởng, Hương Mãn Lâu quản lý trực tiếp phiến tên này nhân viên phục vụ một cái bạt tai, mắng Thường ca muốn tại số 8 ghế lô ăn. Người an bài cho hắn không được sao? Chít chít oa oa cái gì kình, thật là một ngu xuẩn đồ đạc. Thường ca, xin lỗi, là chúng ta nơi này nhân viên phục vụ không hiểu chuyện, thỉnh ngài tha lỗi nhiều hơn, đợi một lát ta để hắn cuốn gói cút đi. Hương Mãn Lâu quản lý một cái kình đối Thường Dịch Thủy xin lỗi. Tên này nhân viên phục vụ nguyên do nhượng Thường Dịch Thủy có thể không thể đổi cái ghế lô ăn, là bởi vì hắn nhìn đến Hàn Vĩ bọn họ đều là mở ra cao cấp xe có rèm che tới, vừa nhìn liền biết Hàn Vĩ bọn họ cũng đều không phải phổ thông người, cho nên tên này nhân viên phục vụ mới kiên trì, nhìn có thể không thể đủ nhượng Thường Dịch Thủy đổi cái ghế lô ăn cơm, hiển nhiên Hương Mãn Lâu tên này quản lý không biết chuyện này. Ta nhìn mấy người các ngươi cũng ăn không sai biệt lắm đi. Có thể giấy tính tiền đi. Hương Mãn Lâu quản lý đối mặt Diệp Thần Phong bọn họ thời gian, lần thứ hai khôi phục hắn quản lý kia tư thái. Lẽ nào các người Hương Mãn Lâu còn quy định ăn cơm thời gian sao? Thì là bọn họ tại ở đây ăn được các ngươi điếm đóng cửa, cũng là có thể đi. Diệp Thần Phong đối với cái này loại điệu bộ là hoàn toàn không có một chút hảo cảm, tương phản hắn đặc biệt xem trọng tên bị quản lý phiến một bạt tai phổ thông nhân viên phục vụ. Sự tình hôm nay không là bọn hắn nguyện ý cấp ta nhường ra ghế lô đơn giản như vậy, ta cũng không muốn tại Hương Mãn Lâu nháo sự, nếu như bọn họ nguyện ý hướng tới ta quỳ xuống xin lỗi, ta có thể không theo đuổi, nếu như bọn họ không muốn trái lại xin lỗi, như vậy ta cũng chỉ có thể đủ dùng biện pháp của ta, nhượng mỗi người bọn họ lưu hạ một tay. Thường Dịch Thủy tự cho là đúng nói rằng, không biết hắn đây là đang đùa lừa. Vừa nghe nói Thường Dịch Thủy phải ở chỗ này động thủ, Hương Mãn Lâu quản lý lập tức tự cấp, nếu như Thường Dịch Thủy bọn họ động thủ thật, sợ rằng ngày hôm nay Hương Mãn Lâu sinh ý cũng không cần làm. Hương Mãn Lâu quản lý vội vã chỉ vào Diệp Thần Phong nói rằng các ngươi lập tức cấp Thường ca quỳ xuống nói xin lỗi đi. Thường ca không phải là các ngươi đám này mà cả bông có thể đắc tội nổi. Ngươi con mẹ nó toán cái thứ gì?
Tính tình táo bạo nhất Hàn Vĩ từ trên ghế đứng lên, trực tiếp một cước đá vào quản lý trên bụng, phù phù. Một tiếng, tên quản lý hai tay ôm bụng, hai chân không tự chủ uốn lượn, quỵ ở trên mặt đất, sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng, trên trán nổi gân xanh. Hàn Vĩ, người thế nào có thể xuất thủ trước ni? Hỗn đản này, ta đã sớm muốn đánh hắn nha, kết quả bị ngươi nhanh chân đến trước, ngươi có thể quá không có suy nghĩ. Hổ ca đồng dạng cũng đứng lên, đối Hàn Vĩ đại nhổ nước đắng. Thường Dịch Thủy nhìn đến Diệp Thần Phong bọn họ lại có thể trực tiếp động thủ đánh Hương Mãn Lâu quản lý, hắn biết ngày hôm nay chuyện này là phải dùng bạo lực để giải quyết, vì vậy cười lạnh nói cái này là các ngươi lựa chọn của mình, đợi một lát ta tự hội cho các ngươi biết. Ta Thường Dịch Thủy, chúng ta Mãnh Hổ hội không phải là các ngươi có thể chọc nổi. Hàn Vĩ, lúc này ngươi cũng không nên giành với ta động thủ, mấy người này tự giao cho ta đi. Bằng không ta thật là muốn nín chết. Hổ ca trực tiếp hướng Thường Dịch Thủy đám người đi tới. Hàn Vĩ, chuyện này nhượng Tiểu Hổ đi xử lý đi. Chúng ta ngồi kế tục ăn. Diệp Thần Phong mở miệng nói rằng. Nghe được Diệp Thần Phong lời nói này, Thường Dịch Thủy thật có loại chửi má nó xung động. Cái này, đây cũng quá hội trang bê đi. Lẽ nào cho là hắn người toàn bộ đều là bài biện sao? Trong thân thể thịnh nộ chợt bùng cháy lên. Ta gặp các ngươi vẫn có thể đắc ý bao lâu? Các ngươi lên cho ta, không cần thủ hạ lưu tình. Thường Dịch Thủy ra lệnh. Thường Dịch Thủy sau lưng chín tên nam nhân hướng hổ ca vọt tới. Bang 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 bang, 10 phút sau, Thường Dịch Thủy chín danh thủ hạ toàn bộ đảo ở trên mặt đất, mà hổ ca khuôn mặt là chưa thỏa mãn biểu tình. Trong miệng nói rằng, không có ý nghĩa, thật là quá không có ý nghĩa, các ngươi đứng lên cho ta còn không có đã nghiền ni. Té trên mặt đất chín tên nam nhân nào còn dám đứng lên? Thì là bọn họ có thể đứng lên cũng tuyệt đối muốn trang tử, bởi vì đứng lên bọn họ thuần túy chỉ là tìm ngược phần, bọn họ có thể đều không phải thụ ngược cuồng A. Chương 357, mắt chó luôn luôn coi thường người. Xác định đầu phiếu. Thường Dịch Thủy nhìn đến bản thân chín tên thân thể to tráng chính là thủ hạ, toàn bộ bị hổ ca một người cái đánh ngã xuống đất, tựa hồ có chút không dám tin tưởng đây hết thảy là thật, không tự chủ dùng mu bàn tay dụi dụi con mắt, trong lỗ mũi hô hấp dừng lại một trận, có thể nghĩ hắn giờ khắc này tâm tình đặc biệt khiếp sợ và khẩn trương. Ngồi ở cái ghế thượng bình yên tự nhiên dùng bữa Diệp Thần Phong, buông xuống đôi đũa trong tay, nguyên bản hắn đang suy nghĩ nên trước thu phục người nào kinh thành tiểu bang hội. Nếu Mãnh Hổ hội người chủ động đưa tới cửa, như vậy hắn cũng không yêu cầu khách khí, cho các người một phút từ ghế lô trong cút đi. Mặt khác, Mãnh Hổ hội đêm nay qua đi không cần thiết tại kinh thành tồn tại. Nhìn đến không nhúc nhích Thường Dịch Thủy, Diệp Thần Phong tiếp tục lái miệng đạo thế nào? Chẳng lẽ còn muốn nhượng ta đem ngươi ném ra ghế lô sao? Thường Dịch Thủy cổ quay hàm tử, muốn nói vài câu lời xã giao, nhưng mà, nguyên bản té trên mặt đất chín tên nam nhân. Một cái tiếp theo một cái cấp tốc từ dưới đất đứng lên, vội vàng té đi ra ghế lô, Thường Dịch Thủy nhanh đến cổ họng lời nói, lại bị hắn ngạnh sinh sinh nuốt trở về trong bụng. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, Thường Dịch Thủy cũng không là ngu ngốc, lúc này chuồn mất mới là lựa chọn tốt nhất, lưu lại phô trương, cuối cùng kết quả khẳng định hội đặc biệt thê thảm. Thường Dịch Thủy đám người ly khai số 8 ghế lô sau, ghế lô trong ngoại trừ Diệp Thần Phong đám người. Liền chỉ còn lại có tên nam nhân viên phục vụ cùng Hương Mãn Lâu nam quản lý. Hương Mãn Lâu quản lý dùng sức xoa cái bụng, đợi cho trên bụng đau đớn giảm bớt, hắn mới chật vật chống đỡ thân thể đứng thẳng lên, hai con người biến được âm trầm không gì sánh được, bây giờ trước mặt những. Này không biết từ nơi này nhô ra ma cà bông, triệt để đắc tội Mãnh Hổ hội, nếu như hôm nay nhường Diệp Thần Phong đám người nghênh ngang đi ra Hương Mãn Lâu lời nói. Như vậy cuối cùng Mãnh Hổ hội thịnh nộ khẳng định hội phát tiết tại Hương Mãn Lâu, thậm chí hắn người quản lý này trên người, trong đầu tâm tư nhanh chóng chuyển động. Mấy người các ngươi biết Mãnh Hổ hội có đáng sợ giường nào sao? Ta có thể mang bọn ngươi đi Mãnh Hổ hội tự mình cấp Thường ca xin lỗi, ta tin tưởng Thường ca còn có thể cấp ta vài phần mặt mũi, đây chính là các ngươi cơ hội cuối cùng. Hương Mãn Lâu quản lý lời thề son sắt nói rằng, hắn có thể đặc biệt rõ ràng Thường Dịch Thủy tàn nhẫn. Nếu như đem Diệp Thần Phong bọn họ đưa đến Mãnh Hổ hội đi. Khẳng định hội bị Mãnh Hổ hội tháo thành 8 khối, việc này đều không phải hắn suy tính, hắn chỉ cần không cho Mãnh Hổ hội ghi hận thượng bản thân là được. Xin lỗi, chúng ta vì sao phải nói xin lỗi? Chúng ta tới Hương Mãn Lâu ăn, người cái này làm quản lý khen ngược, số 8 ghế lô vốn có chính là của chúng ta. Nên nói xin lỗi là người cái này làm quản lý đi.
Lẽ nào các người Hương Mãn lâu là như thế làm ăn sao? Diệp Thần Phong nơi nào nhìn không ra trước mặt người quản lý này trong lòng đang suy nghĩ gì a? Hương Mãn lâu tên này quản lý, trong lòng là giận không chỗ phát tiết, đối bên cạnh tên nam nhân viên phục vụ, quát dẹp đường, người còn đứng ngây đó làm gì? Lập tức gọi điện thoại cho ta báo nguy, nói nơi này có người có ý định đả thương người. Ta có thể không nhìn thấy nơi này có ai đả thương người. Lại nói vừa rồi ngươi nhường ta cuốn gói cút đi, ta hiện tại đã không phải là Hương Mãn lâu nhân viên phục vụ, cũng không cần phải nhìn sắc mặt của ngươi. Nam nhân viên phục vụ tương đương có cốt khí nói rằng. Hương Mãn lâu quản lý khí thân thể không ngừng run rẩy, tốt, 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 các ngươi cấp ta toàn bộ chờ, nhất bang rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt tiểu ma cà bông. Đừng tưởng rằng hội một ít công phu thì ngon, bây giờ là xã hội pháp trị, không phải là các ngươi những. Này dã man người có thể hoành hành, nói, Hương Mãn lâu quản lý lập tức lấy điện thoại cầm tay ra bấm điện thoại báo cảnh sát. Lão đại, ngày hôm nay bữa trưa là chúng ta không có an bài tốt, để cho lão đại ngươi mất hứng. Khách sạn là Hàn Vĩ bọn họ dự định, bây giờ phát sinh chuyện như vậy, Hàn Vĩ trong lòng đương nhiên là không dễ chịu, kỳ thực cái này Hương Mãn lâu là Hàn gia danh hạ sản nghiệp. Hàn Vĩ từ nhỏ tại quân khu trung lớn lên, bình thường cũng sẽ không tới Hương Mãn lâu dùng cơm. Cho nên tên này quản lý mới có thể không nhận thức Hàn Vĩ. Hàn Vĩ trực tiếp bấm Hương Mãn lâu quản lý người điện thoại, Hương Mãn lâu quản lý người là Hàn gia an bài, cũng coi là Hàn gia một gã thân tín. Hàn Vĩ không có ở trong điện thoại nói cho đối phương biết chuyện đã xảy ra, chỉ là làm cho đối phương lập tức tới một chuyến số 8 ghế lô. Hương Mãn lâu quản lý nhìn đến Hàn Vĩ tự mô tự dạng tại gọi điện thoại, trong lòng âm thầm đau khổ, lẽ nào bọn người kia đều cũng có bối cảnh người sao? Bất kể, dù sao ra mặt đều xé rách, bọn họ đắc tội Thường Dịch Thủy, mãnh hổ hội sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Phanh, một tiếng, ghế lô môn bị nặng nề đẩy ra, khẩn tiếp theo, một gã chừng 40 tuổi, âu phục dày da trung niên nam nhân đi vào ghế lô trong, trung niên nam nhân tên là Vương Kiệt, là Hương Mãn lâu trên danh nghĩa lão bản, cũng chính là Hương Mãn lâu hiện nay người quản lý. Hương Mãn lâu quản lý nhìn đến Vương Kiệt sau, rõ ràng cho thấy ngẩn người. Sau đó biểu tình nịnh nọt nói rằng, lão bản, cái này vài cái không biết từ nơi này nhô ra tiểu ma cà bông, đả thương mãnh hổ hội Thường Dịch Thủy, ta đã gọi điện thoại báo cảnh sát rất nhanh thì hội tới, lão bản, ngài không cần tự mình tới được, chuyện nơi đây ta sẽ xử lý tốt. Hương Mãn lâu quản lý còn tưởng rằng Vương Kiện là biết được số 8 ghế lô chuyện đã xảy ra mới chạy tới, vội vàng tại Vương Kiện trước mặt biểu hiện. Vương Kiện nhìn cũng không có liếc mắt nhìn Hương Mãn lâu quản lý. Trực tiếp đi tới Hàn Vĩ trước mặt, cung kính nói, Hàn Thiếu, hôm nay là ta an bài không thích hợp đương, mới sẽ phát sinh chuyện như vậy, thỉnh ngài nhiều hơn lượng giải a. Hàn Vĩ nhìn thoáng qua trước mặt khúm núm Vương Kiện, nói rằng, ngày hôm nay ta là thỉnh lão đại của ta tới nơi này ăn cơm, những lời này ngươi nên hỏi lão đại ta đi. Hàn Vĩ ánh mắt không tự chủ hướng tới Diệp Thần Phong phương hướng liếc một cái. Vương Kiện là nhất một người thông minh. Liền vội vàng cười đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, bởi không biết Diệp Thần Phong tên gọi là gì, vì vậy cũng chỉ có thể đủ theo Hàn Vĩ xưng hô, lão đại, người xem sự tình hôm nay, ta thật là không biết. Diệp Thần Phong khoát tay áo, không cần thiết cùng trước mặt Vương Kiện băn khoăn, nói rằng, sự tình hôm nay ta có thể cho rằng không có phát sinh, bất quá, các người cái này Hương Mãn lâu có chút quản lý nhân sĩ, thật sự là làm cho lòng người trong khó chịu. Các người Hương Mãn lâu phục vụ tôn chỉ được phải thật tốt sửa đổi một chút. Lão đại, ngài nói là, Vương Kiện một cái kình gật đầu đáp, hắn nhiều nhất chẳng qua là Hàn gia một cái thân tín mà thôi, đương nhiên là đắc tội không nổi Hàn gia đại thiếu, người trước mặt này là Hàn Vĩ lão đại, hắn càng không dám chậm trễ chút nào. Ngược lại, Vương Kiện ánh mắt rời đến Hương Mãn lâu quản lý trên người, quản lý khi nhìn đến Vương Kiện đối Hàn Vĩ khúm núm một khắc kia. Hắn nhất khỏa tâm cũng đã chìm vào đáy hồ, hắn biết lúc này bản thân thật là mắt chó coi thường người, trước mặt những. Này người căn bản thì không phải là hắn có thể đắc tội nổi a. Thế nhưng hắn còn là không cam lòng, lão bản, mấy người bọn hắn đắc tội mãnh hổ hội có thể đều không phải thiện nam tín nữ a. Mãnh hổ hội toán cái thứ gì? Vương Kiện biết dùng Hàn gia tại kinh thành thế lực, một cái tam lưu bang hội thật đúng là thiếu nhìn ni. Từ giờ khắc này ngươi không còn là Hương Mãn lâu quản lý, cấp ta có xa lắm không lăn rất xa, không để cho ta lại nhìn thấy ngươi, bằng không đừng trách ta không khách khí.
Vương Kiện đối Hương Mãn Lâu quản lý quát dẹp đường. Diệp Thần Phong đối Vương Kiện nói rằng, ta cho rằng tên này nhân viên phục vụ không tệ, thẳng thích hợp làm nơi này quản lý. Diệp Thần Phong cười chỉ vừa rồi tên nam nhân viên phục vụ, tên nam tử này nhân viên phục vụ cấp Diệp Thần Phong cảm giác không tệ, đối với Diệp Thần Phong mà nói đây chẳng qua là chuyện một câu nói, nhưng đối với tên nam nhân viên phục vụ mà nói, khả năng này là hắn trong đời một cái bước ngoặt. Vương Kiện vỗ vỗ tên nam nhân viên phục vụ vai, nói rằng, làm rất tốt, từ giờ trở đi ngươi chính là Hương Mãn Lâu quản lý. Tên nam nhân viên phục vụ thật có loại hạnh phúc tới quá nhanh cảm giác, một cái kình hướng Diệp Thần Phong cùng với Vương Kiện nói cảm tạ. Hương Mãn Lâu ban đầu quản lý mất hồn mất vía đi ra ghế lô, sau đó không bao lâu tên nam nhân viên phục vụ cũng thối lui ra khỏi ghế lô, đi ngang qua Hương Mãn Lâu trước kia tên quản lý bên cạnh thời gian, vừa cười vừa nói ta đã quên, ta còn muốn cảm ơn ngươi nhi. Kỳ thực vừa rồi ta muốn nói cho ngươi, số 8 ghế lô trong người đều là mở ra cao cấp xe có rèm che tới, thế nhưng ngươi không đợi ta nói hết lời, tự phiến ta một bạt tai, nếu không ngươi cái bạt tai này, chỉ sợ ta hiện tại cũng sẽ không làm thượng Hương Mãn Lâu quản lý, cho nên ta phải cảm ơn ngươi. Nhìn nguyên bản Hương Mãn Lâu một gã tiểu nhân viên phục vụ, ở trước mặt hắn làm dáng, trong ánh mắt của hắn tràn đầy không cam lòng, ngược lại biến thành đồi bại. Mắt chó coi thường người, luôn luôn được phải bỏ ra tương ứng giá cao. Chương 358, cam tâm tình nguyện thần phục. Xác định đầu phiếu. Kinh thành, mùa hè ban đêm, nhiệt khí bao phủ đại địa, một vòng trăng sáng treo ở mênh mông vô bờ trong trời đêm, thật lưa thưa sao dường như hài tử nghịch ngợm nháy mắt. Mãnh hổ hội tổng hội sở trong, phanh, 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 Thường Dịch Thủy tức giận đá bên cạnh một cái bàn. Tại Hương Mãn Lâu trong bị hổ ca giải quyết 9 tên to tráng nam người cúi đầu không nói, bọn họ cũng đều biết Thường Dịch Thủy tính tình dị thường táo bạo, bây giờ là trăm triệu không thể đủ trêu chọc cái này vị chủ. Tại Thường Dịch Thủy bên trái gỗ lim cái ghế ngồi một gã hơn 30 tuổi nam đầu chọc người, tướng mạo của nam nhân cùng Thường Dịch Thủy có vài phần tương tự, trên mặt cùng nhau to lớn đao ba, cơ hồ là đi ngang qua nam nhân cả khuôn mặt, tướng nam nhân nguyên bản có chút gương mặt đẹp trai là phá hư không còn một mảnh. Ngoại trừ dữ tợn bên ngoài, liền là đáng sợ. Tên nam tử này người liền là Thường Dịch Thủy thân ca ca Thường Văn Thiên, cũng là mãnh hổ hội hội trưởng. Trước đây Thường Văn Thiên cùng Thường Dịch Thủy tới kinh thành thời gian, cấp bách cho không biết làm sao đi lên người sống tạm bỡ con đường. Thường Văn Thiên bằng vào nhất cổ ngoan kình, trái lại tại kinh thành khối bảo địa này thượng sáng lập ra mãnh hổ hội. Đối với hắn như vậy ngoại lai nhân sĩ, có thể tại kinh thành lăn lộn đến phân thượng này, đã là một cái đặc biệt không chuyện dễ dàng. Trước đây Thường Văn Thiên cùng Thường Dịch Thủy tới kinh thành thời gian, Thường Dịch Thủy mới 10 nhiều tuổi, cho nên mãnh hổ hội là Thường Văn Thiên một người dốc sức làm đi ra ngoài. Thường Văn Thiên tại kinh thành dần dần lăn lộn ra cá nhân dạng tới sau, Thường Dịch Thủy làm Thường Văn Thiên đệ đệ, tính tình cũng từ từ càng tới càng hoàn khố, Thường Văn Thiên đã không biết giúp hắn cái này đệ đệ lao qua bao nhiêu lần cái mông. Dịch Thủy, ta từ trước bình thường nói cho ngươi biết kinh thành nước sâu ni. Có vài người là chúng ta không đắc tội nổi. Không nên nhìn chúng ta mãnh hổ hội biểu hiện ra thẳng phong cảnh, thế nhưng tại có vài người trong mắt chúng ta mãnh hổ hội liền cái rắm cũng không tính, kinh thành con em đại gia tộc nhiều không kể xiết, ngươi thế nào tự luôn luôn cấp ta gây sự ni. Đi ngang qua Thường Văn Thiên trên mặt cùng nhau đao ba nhíu lên, dường như nhất điều đang bò động run, đặc biệt kinh khủng. Ca, ngươi có thể không thể đủ không nên luôn luôn như thế thận trọng. Hương Mãn Lâu tại kinh thành chẳng qua là trong đó xa hoa thứ khách sạn mà thôi. Này chân chính có thân phận người làm sao sẽ đi vào trong đó tiêu phí ni. Ngươi cũng không phải là không biết càng là có thân phận người, ra đi ăn cơm càng chú ý thể diện. Có chút sự tình ta có chừng mực, Thường Dịch Thủy không phục cãi lại nói. Ai Thường Văn Thiên thở dài một hơi, hắn biết dùng đệ đệ hắn cái này loại tính tình, tại kinh thành sớm muộn gì có một ngày hội chọc ra cái sọt tới, đến lúc đó lại hối hận đã trễ, Thường Văn Thiên mặt không thay đổi nói rằng, Dịch Thủy. Hôm nay ta tự an bài ngươi ra ngoại quốc nghỉ phép. Thừa dịp mấy ngày nay ngươi suy nghĩ thật kỹ ta nói với ngươi lời nói, lẽ nào ta cái này làm ca ca hội hại ngươi sao? Hội trưởng, bên ngoài có cái tự xưng là Hương Mãn Lâu quản lý nam nhân muốn gặp ngài. Một gã mãnh hổ hội thành viên đi vào mà nói đạo. Không đợi Thường Văn Thiên nói, Thường Dịch Thủy tự lên tiếng, nhượng hắn vào đi. Ngược lại, Thường Dịch Thủy lại nói với Thường Văn Thiên ca. Ngày hôm nay khẩu khí này ta thật nuốt không trôi, ngươi xem,
hiện tại liền Hương Mãn lâu quản lý đều chủ động tới cửa, những người đó chắc chắn sẽ không có bối cảnh gì. Ca, ngươi yên tâm đi, đằng chuyện lần này giải quyết rồi, ta sau đó cái gì tất cả nghe theo ngươi. Hương Mãn lâu quản lý tại Mãnh Hổ hội thành viên lãnh đạo hạ, đi vào Mãnh Hổ hội tổng hội sở trong đại sảnh, hắn thật sự là nuốt không trôi khẩu khí này, thật tốt Hương Mãn lâu quản lý bị trực tiếp đá ra Hương Mãn lâu, cho nên nhất thời đầu nóng lên, muốn đến Mãnh Hổ hội bên này phiến quạt gió. Điểm lửa, hắn mới bất kể Diệp Thần Phong bọn họ đến cùng có bối cảnh gì ni. Dù sao chỉ cần khơi mào Mãnh Hổ hội phẫn nộ thì tốt rồi, đến lúc đó hắn phủi mông một cái ly khai kinh thành, còn có ai có thể tìm được hắn. Thường hội trưởng, Thường ca, Hương Mãn lâu tiền nhiệm quản lý đầu tiên là cung kính hô một tiếng Thường Văn Thiên cùng Thường Dịch Thủy. Tiếp theo mới lên tiếng, Thường ca, ban ngày tại số 8 ghế lô những tên kia, nguyên lai nhận thức Hương Mãn lâu lão bản, ta vì giúp ngươi. Bây giờ bị đá ra Hương Mãn lâu, ta xem này mà cà bông cũng không có bao lớn bối cảnh. Cho nên Thường ca, ngươi nhất định muốn tướng đám kia mà cà bông bắt lại, ta cũng muốn thật tốt phiến mấy người bọn hắn đại bạt tai. Hương Mãn lâu tiền nhiệm quản lý tin tức vừa rơi, cùng nhau hí ngược thanh âm liền truyền vào Mãnh Hổ hội trong đại sảnh, là ai muốn phiến chúng ta bạt tai. Xem ra có vài người là thật muốn đi Diêm Vương điện báo cáo. Diệp Thần Phong đám người nghênh ngang đi vào Mãnh Hổ hội. Đối với Hương Mãn lâu tiền nhiệm quản lý người như vậy, Diệp Thần Phong nguyên bản thật không có hứng thú chấp nhặt với hắn, thế nhưng người như thế quả thực chính là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Không cần như thế kinh ngạc nhìn chúng ta, lẽ nào chỉ bằng các ngươi Mãnh Hổ hội này A Miêu A Cẩu có thể ngăn cản chúng ta sao? Đêm nay ta là tới thu phục các ngươi Mãnh Hổ hội. Ngoại trừ thần phục với ta bên ngoài, các ngươi không có lựa chọn nào khác. Diệp Thần Phong sân vắng như bước đi tới Thường Văn Thiên đám người trước mặt. Hàn Vĩ, Hổ ca đám người phân biệt đứng ở Diệp Thần Phong hai bên. Ngươi lại dám tới Mãnh Hổ hội, ta xem ngươi là thật chán sống. Thường Dịch Thủy sắc mặt trướng đến đỏ bừng. Ngươi là ngu ngốc sao? Lẽ nào ngươi nghe không hiểu ta lời mới vừa nói? Các ngươi Mãnh Hổ hội người bên ngoài toàn bộ bị chúng ta cấp giải quyết, hiện tại ta muốn giết các ngươi vài cái, coi như là thái đao thiết cây cải củ, chuyện dễ dàng. Diệp Thần Phong không sao cả nhún vai. Thường ca, không nên nghe bọn hắn nói bậy, chỉ bằng mấy người bọn hắn tạp lông có thể đối kháng được Mãnh Hổ hội sao? Quả thực là... Phanh, một tiếng, tiền nhiệm Hương Mãn lâu quản lý lời còn chưa nói hết, đầu của hắn tựu như cùng một cái dưa hấu thông thường bạo liệt ra, cái này ngu ngốc thật sự là táp lưỡi có thể, Diệp Thần Phong không muốn nghe hắn ở nơi nào chít chít hoa hoa cái không để yên. Lúc này, không riêng gì Thường Văn Thiên cùng Thường Dịch Thủy. Bao quát Hàn Vĩ đám người cũng ngơ ngác nhìn Diệp Thần Phong, bọn họ có thể không có kiến thức qua Diệp Thần Phong bể đầu tuyệt kỹ, trong lòng trong lúc nhất thời không biết phải hình dung như thế nào trước mặt cái này bức họa. Tốt, hiện tại táp lưỡi con ruồi đã không có, chúng ta có thể kế tục nói chuyện, sau đó các ngươi Mãnh Hổ hội chính thức cải danh Thắng Thiên hội, các ngươi tướng là kinh thành Thắng Thiên hội nhóm đầu tiên thành viên, sau này tiền đồ tổng so các ngươi cái này Mãnh Hổ hội mạnh hơn nhiều, lời nói khó nghe. Bằng các ngươi năng lực Mãnh Hổ hội phát triển không nổi, nhiều lắm duy trì hiện tại Tam Lưu bang hội trình độ. Diệp Thần Phong trong giọng nói chứ không cho cự tuyệt vị. Thắng Thiên hội, Thường Văn Thiên từ trong khiếp sợ hồi qua thần, các ngươi cùng Thiên Hải Thắng Thiên hội là quan hệ như thế nào? Thắng Thiên hội thống nhất Thiên Hải thế lực dưới đất chuyện này, Thường Văn Thiên cũng là hơi có sở nghe, dù sao Thiên Hải cùng kinh thành cách xa nhau cự ly đều không phải quá xa, lại mà Thiên Hải lại là nước hoa một tòa đại đô thị. Đứng tại Diệp Thần Phong bên cạnh Hổ ca kiêu ngạo nói, đứng tại trước mặt ngươi là lão đại của chúng ta, lão đại của chúng ta là Thắng Thiên hội người sáng lập, lần này hắn trở lại kinh thành, là vì nhượng Thắng Thiên hội thống nhất kinh thành thế lực dưới đất, đây đối với các ngươi tới nói là một cái có thể gặp không thể cầu cơ hội. Thường Văn Thiên trong con ngươi ẩn ẩn hàm một chút kích động, hắn cũng biết Diệp Thần Phong nói không sai, Mãnh Hổ hội tại trong tay của hắn phát triển không nổi, mà hắn vạn lần không ngờ Thắng Thiên hội người sáng lập. Lại có thể hội như thế niên kỷ khinh. Muốn cho chúng ta Mãnh Hổ hội thần phục, các ngươi cũng muốn xuất ra một ít bản lĩnh đến đây đi. Dù sao Thắng Thiên hội căn cơ tại Thiên Hải, cũng không tại kinh thành thế lực dưới đất phân bố không phải là các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Thường Văn Thiên cũng sẽ không đáp ứng lập tức Diệp Thần Phong yêu cầu, mà Thường Dịch Thủy tại vừa rồi Hương Mãn lâu tiền nhiệm quản lý bể đầu thời gian tự ngây người, cho tới bây giờ còn không có phục hồi tinh thần lại. Diệp Thần Phong bát cấp linh hồn lực phóng ra ngoài,
toàn bộ trong đại sảnh ngoại trừ Diệp Thần Phong bản thân bên ngoài, Thường Văn Thiên hai huynh đệ cái, bao quát Hàn Vĩ đám người, thân thể toàn bộ cách mặt đất, trôi lơ lửng ở giữa không trung, trừ lần đó ra trong đại sảnh bàn cùng cái ghế cũng toàn bộ lơ lửng, dường như trong đại sảnh thoáng cái mất đi sức hút của trái đất thông thường. Thường Văn Thiên trong lòng kinh hãi vạn phần, cảm giác phiêu lơ lửng trên không trung thân thể, hai con ngươi lần thứ hai nhìn về phía Diệp Thần Phong biến thần sắc, hiện tại hắn biết Diệp Thần Phong cũng không là một người bình thường, có thể có cái này loại thần kỳ thủ đoạn người, hắn Thường Văn Thiên cũng cam tâm tình nguyện thần phục. Cảm thụ được ở giữa không trung trôi không chừng cảm giác vô lực, Thường Văn Thiên liền vội vàng nói, ta có thể đáp ứng ngươi yêu cầu. Diệp Thần Phong cái này mới lợi dụng linh hồn lực tướng Thường Văn Thiên đám người thả lại trên mặt đất, phanh, 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 trôi ở giữa không trung bàn cùng cái ghế tại hạ xuống mặt đất thượng thời gian, trong nháy mắt toàn bộ biến thành bột phấn, đây cũng là Diệp Thần Phong cấp Thường Văn Thiên một hạ mã uy, hay nhất Thường Văn Thiên đám người không nên cử động cái gì oai đầu óc. Bất quá, Diệp Thần Phong cái này cách làm chỉ do là dư thừa, tại Thường Văn Thiên thân thể trôi ở giữa không trung một khắc kia, hắn tự cam tâm tình nguyện thần phục với Diệp Thần Phong. Chương 359, xúc sinh không bằng. Xác định đầu phiếu. Hàn Vĩ cùng Hổ Ca đám người cũng ngây dại, bọn họ vừa rồi thân thể đồng dạng trôi lơ lửng ở giữa không trung, loại dưới chân đạp không đến mặt đất không nỡ cảm giác, thật sự là để cho bọn họ rất khó chịu, càng làm cho hắn kinh hãi rất, phía sau thực tại ra một thân mồ hôi lạnh. Lão đại, người quá nghiêu bê, nếu như không biết người của ngươi, khẳng định nghĩ đến ngươi là ma thuật sư Ni. Bất quá, ma thuật sư này ngoạn ý đều là thủ thuật che mắt, mà lão đại ngươi thi triển toàn bộ là đao thật súng thật a. Hổ Ca hưng phấn nói. Đúng vậy, lão đại, còn ngươi nữa mới vừa rồi không có xuất thủ là có thể để cho người khác bể đầu, đây quả thực soái bạo. Hàn Vĩ đồng dạng đắm chìm trong Diệp Thần Phong biểu hiện ra năng lực đặc thù chung. Không riêng gì Hổ Ca cùng Hàn Vĩ, Phương Huy, Nhậm Hồng cùng Viên An cũng đúng Diệp Thần Phong biểu đạt sùng kính tình, duy chỉ có Bất Thiện Ngôn Từ Thiết Nghiêu đứng ở một bên không có mở miệng, khóe môi nhếch lên thật thà cười khúc khích, bất kể Diệp Thần Phong năng lực có bao thần kỳ, hắn đối Diệp Thần Phong cái này vị ân công từ đầu đến cuối đều là tôn kính. Thường Văn Thiên nhìn đến đại sảnh trong biến thành bụi phấn bàn cùng cái ghế, thân thể run một cái, phía sau quần áo hoàn toàn sũng nước tại mồ hôi trong, mà Thường Văn Thiên đệ đệ Thường Dịch Thủy Tắc muốn càng không chịu nổi. Trực tiếp sợ đến nhất mông ngồi trên mặt đất, đến lúc này hắn mới hiểu được bản thân đến tột cùng chọc tới một cái nhân vật dạng gì, buồn cười chính là hắn vừa rồi tại Hương Mãn Lâu tiền nhiệm quản lý rực dây hạ, còn sẽ đối phó Diệp Thần Phong Ni. Đây không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết cách làm, nhìn chấm đất thượng cụ kinh khủng thi thể không đầu, Thường Dịch Thủy trong lòng cảm giác dị thường giải hận. Thường Dịch Thủy nguyên bản trong lòng đối Diệp Thần Phong hận ý, cũng trong nháy mắt này biến thành hư ảo. Đương một người thực lực cao hơn ngươi nhiều lắm, quá nhiều thời gian. Thậm chí ngươi ngẩng đầu ngưỡng vọng đều không cách nào thấy rõ đối phương đích thực chính cao độ, như vậy ngươi nơi nào còn có hận dũng khí. Huống chi Thường Dịch Thủy cùng Diệp Thần Phong trong lúc đó, chỉ là một ít lông gà vỏ tỏi mâu thuẫn nhỏ mà thôi, Thường Dịch Thủy không chỉ không ghi hận Diệp Thần Phong, tương phản trong lòng còn đối Diệp Thần Phong sinh ra sùng bái, mỗi người đàn ông trong lòng đều có một nhiệt huyết mộng tưởng. Mà Diệp Thần Phong bày ra các loại bất khả tư nghị năng lực, nhượng Thường Dịch Thủy không tự chủ được thuyết phục. Diệp Thần Phong nhìn Thường Văn Thiên, nói rằng, hiện tại ta tự giới thiệu mình một chút, ta là Diệp Thần Phong. Nếu ngươi đáp ứng yêu cầu của ta, như vậy từ giờ trở đi Mãnh Hổ Hội xin ý kiến phê bình thức đổi tên là Thắng Thiên Hội, ta muốn tới một ngày nào đó ngươi sẽ vì hôm nay lựa chọn mà cảm thấy cao hứng. Diệp Thần Phong cái này có thể cũng không là tại khai ngân phiếu khống. Hắn một cách tự tin nhượng Thắng Thiên Hội thế lực trải rộng toàn quốc, thậm chí toàn thế giới, đến ngày nào đó, những này Thắng Thiên Hội nguyên lão cấp nhân vật, nắm trong tay quyền lợi có thể thì không phải là thông thường đại, cho nên nói đêm nay đối với Thường Văn Thiên mà nói là một cái có thể gặp mà không thể cầu cơ hội. Diệp hội trưởng, ngài yên tâm đi, ta Thường Văn Thiên là một cái người nói là làm. Sau đó ta sẽ tận tâm tận lực bang Diệp hội trưởng ngài dốc sức làm. Thường Văn Thiên rất cung kính nói rằng, nhất mông ngồi dưới đất Thường Dịch Thủy cuống quýt từ dưới đất bò dậy, nơm nớp lo sợ đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, khuôn mặt là không che giấu được kích động, dường như trong nháy mắt biến thành một cái đại nam hài, giọng nói chuyện chung tràn đầy sùng bái, Diệp hội trưởng, ta có thể giống như bọn họ xưng hô ngài vì lão đại sao? Ta vì chuyện ban ngày chính trọng hướng ngài xin lỗi, mong muốn ngài có thể tha thứ ta, tại gặp đến lão đại ngài giờ khắc này.
ta mới phát hiện ta đi qua hai mươi mấy năm toàn bộ đều sống uổng, ta sau đó nhất định hội lần nữa đối đãi, là lão đại ngài nhượng ta thấy được tương lai quang huy, là lão đại ngài nhượng ta thấy được chúng ta sinh mong muốn. Tiểu tử này, vuốt mông ngựa công phu thật con mẹ nó cường, nghe được ta đều khởi một thân nổi da gà. Hổ ca hùng hùng hổ hổ nói rằng, Thường Dịch Thủy vẻ mặt nghiêm chỉnh nhìn hổ ca, nói rằng, vị huynh đệ này, người vũ nhục ta có thể, nhưng mời không nên vũ nhục ta một tấm chân tình, một mảnh hết sức chân thành, ta đối Diệp hội trưởng. Đối lão đại là phát ra từ nội tâm sùng bái. Cái này trên thế giới có ai không thích nghe vuốt mông ngựa ni. Với lại cái này Thường Dịch Thủy mã thí công phu đặc biệt về đến nhà, nghe được Diệp Thần Phong là phá lệ thoải mái, nhìn đến Thường Dịch Thủy trong ánh mắt ngoại trừ sùng bái bên ngoài, lại không hận ý, Diệp Thần Phong cũng tự đối Thường Dịch Thủy phất phất tay, nói rằng chuyện ban ngày tự không cần phải nói, nếu ngươi nghĩ gọi ta là lão đại, như vậy ngươi đã bảo lão đại ta đi. Sau đó thật tốt bang ca ca ngươi làm một ít sự tình, không phải ở bên ngoài mù lăn lộn, nam nhân nên phải có điểm dáng vẻ của nam nhân. Diệp Thần Phong vỗ vỗ Thường Dịch Thủy vai. Thường Dịch Thủy kích động sắc mặt đỏ lên, thân thể hơi run rẩy, thanh âm biến được phá lệ to, thân thể trong nháy mắt đứng thẳng tắp, lão đại, ta nhất định không hội cô phụ kỳ vọng của ngài, sau đó ta nhất định giúp ta ca thật tốt xử lý bang hội sự tình. Thường Văn Thiên nhìn đến đệ đệ của mình Thường Dịch Thủy thật lãng tử hồi đầu, trong lòng không tự chủ được một trận vui mừng, hắn cảm giác được Diệp Thần Phong trên người có loại đặc thù mị lực. Đương cái này loại mị lực hiện ra ở trước mặt ngươi thời gian, ngươi hội không tự chủ được bị hấp dẫn, tự như cùng cổ đại đại tướng, vung tay lên có thể có nghìn vạn nhân hòa hắn cùng nơi liều mạng xa trường, Diệp Thần Phong trên người cái này loại mị lực đó là có thể đủ kích khởi cái khác người trong lòng cửu chưa bùng cháy huyết. Đem người này thi thể xử lý, ngày hôm nay các ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Hai ngày nữa ta sẽ tới chỉnh đốn một chút bang hội. Diệp Thần Phong đối Thường Văn Thiên nói rằng, màu ngân bạch ánh trăng từ trong trời đêm chút xuống xuống, Diệp Thần Phong ly khai mãnh hổ hội sau, liền một người tại kinh thành đường phố phồn hoa thượng đi dạo, hắn nhớ kỹ ba ngày sau chính là Võ Hiểu Phỉ sinh nhật, hắn nghĩ đến muốn chuẩn bị cho Võ Hiểu Phỉ một phần cái gì quà sinh nhật. Mà Hàn Vĩ bọn họ rời đi mãnh hổ hội sau, vốn là muốn ước thượng Diệp Thần Phong đi cật giả tiêu, kết quả bị Diệp Thần Phong cấp từ chối không tiếp, bọn họ cũng tự từng người tản. Ô ô ô, tại Diệp Thần Phong cách đó không xa, một nhà đại hình nhà máy hiệu buôn trước cửa, một gã ăn mặc hồng nhạt váy liền áo, mười phần khả ái ba bốn tuổi tiểu cô nương, không ngừng vuốt mắt, làm cho đau lòng người tiếng khóc không ngừng từ cổ họng của nàng trong phát sinh. Tại tên này khả ái tiểu cô nương trước mặt đứng tại hai gã thân thể to tráng nam người, một gã nam nhân mặc một bộ hắc sắc áo ba lỗ, trên cánh tay đâm hàng dài hình xăm, một gã khác nam nhân còn lại là đứng ở tên này hình xăm nam phía sau, xem ra nên thuộc về là hình xăm nam tiểu đệ các loại. Hai người kia liếc mắt nhìn qua tự tượng là người sống tạm bợ. Đi ngang qua người đi đường nhìn đến tiểu cô nương khóc cái liên tục, có lòng muốn đi lên hỗ trợ, thế nhưng tại bọn họ nhìn đến hình xăm nam thời gian, sôi nổi ngừng dưới chân nhịp bước, chính cái gọi là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, tại nước hoa chân chính nguyện ý thấy việc nghĩa hăng hái làm người có thể rất ít ni. Hình xăm nam hai con ngươi trừng phi thường lớn, đối tiểu cô nương quát dẹp đường, người khóc xong không có, nhà ngươi đại nhân đâu. Ngươi đụng phải ta lẽ nào ngươi còn lý luận, đừng tưởng rằng ngươi là một đứa bé tựu không sao, mau để cho nhà ngươi đại nhân đi ra. Chung quanh người đi đường nghe được hình xăm nam lời nói sau, trong lòng tựu càng khách sáo, một là ba bốn tuổi tiểu cô nương, một là người cao mã đại người trưởng thành, coi như là cái này ba bốn tuổi tiểu cô nương không cẩn thận đụng phải hình xăm nam dùng được như thế quả nhiên sao. Bất quá, những này người đi đường cũng chỉ có thể đủ tại trong lòng khinh bỉ hình xăm nam. Long ca, xem ra tiểu nha đầu này gia trưởng không ở, ngài đều không phải thích nhất loại này tiểu hài tử sao. Không bằng mang trở về rồi hãy nói đi. Đứng tại hình xăm nam sau lưng tên tuổi phát nhuộm thành màu vàng nam nhân thấp giọng nói rằng, khuôn mặt tràn đầy vẻ mặt bỉ ổi, tên này hoàng mao nam nhân trong lời nói mặt ý tứ lại rõ ràng bất quá, nếu để cho người chung quanh nghe được lời hắn nói. Khẳng định hội mắng to, xúc sinh, hai chữ này, thậm chí nói bọn họ là xúc sinh, đều vũ nhục xúc sinh cái này từ ngữ ni. Diệp Thần Phong sớm đã bị động tĩnh bên này hấp dẫn tới rồi, vẫn đứng tại đoàn người bên ngoài yên lặng nhìn, có bát cấp linh hồn lực Diệp Thần Phong, thính giác là sao mà nhạy cảm. Tên Hoàng Mao nói khẽ với Long Ca nói, hắn là nghe được nhất thanh nhị sở, trong lòng bốc lên ra nhất cổ phẫn nộ,
hai tên khốn kiếp này thật sự là quá xúc sinh, căn bản cũng không có đối đãi tư cách. Từ bọn họ trong lời nói, Diệp Thần Phong không khó nghe ra, bọn họ từ trước đã làm cùng loại xúc sinh sự tình. Nếu sự tình bị Diệp Thần Phong gặp, với lại cái này hai nam nhân cách làm, hoàn toàn vượt ra khỏi Diệp Thần Phong điểm mấu chốt, như vậy hắn không để ý ra tay giúp nắm tên này 3-4 tuổi tiểu cô nương, tên này khóc cái không ngừng tiểu cô nương cũng thật sự là chọc người chiều mến. Chương 360, ngươi là ba ba. Xác định đầu phiếu. Tiểu bằng hữu, đừng khóc, ngươi là điều không phải lạc đường a. Vừa rồi ngươi đụng phải chuyện của ta không trách ngươi, thúc thúc ta dẫn ngươi đi tìm mụ mụ có được hay không? Tên là làm long ca hình xăm nam, đột nhiên thay đổi thái độ, dù sao người ở chỗ này nhiều như vậy, hắn không thể có thể ngạnh lôi kéo tên này nữ hải ly khai đi. Cho nên hắn nhất định phải đổi một loại phương thức. Tên ăn mặc hồng nhạt váy liền áo khả ái tiểu cô nương, đang nghe long ca ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ lời nói sau, quả nhiên đình chỉ tiếng khóc, một đôi thủy uông uông mắt to nháy mắt, lui về phía sau hai bước, nói rằng, mụ mụ nói không thể đủ theo người xa lạ đi, với lại ngươi lớn lên giống như người xấu, mới vừa rồi còn đối với ta như thế hung, ngươi nhất định là trên TV nói biến thái, ta không thích cùng biến thái nói. Tiểu cô nương trong ánh mắt còn chứa sương mù, hai tay chống nạnh. Hơn nữa nàng ngọt khả ái thanh âm, quả thực là manh bạo, chung quanh người đi đường đang nghe tiểu cô nương thiên chân vô tả lời nói sau, lập tức phát sinh tiếng cười ầm, ha ha ha. Long ca nụ cười trên mặt cứng ngắc ở, nhìn đến trước mặt tiểu cô nương trắng mịn bộ dáng khả ái, trong lòng phảng phất có con kiến đang bò, không kiềm hãm được nuốt nước miếng một cái, thầm nghĩ, đã lâu không có hưởng thụ qua như thế xinh đẹp tiểu cô nương, ta long ca lẽ nào liền cái tiểu cô nương cũng sẽ không giải quyết được sao? Đều cấp ta tản, đều cấp ta tản, các ngươi một đám xem náo nhiệt gì. Các ngươi chưa từng nghe qua ta long ca danh hào sao. Nếu như các ngươi lưu lại nữa vô giúp vui, như vậy tự gánh lấy hậu quả. Long ca hướng về phía chung quanh người đi đường quát dẹp đường. Hắn là long ca, có người nói tại cái này đầy đất đoạn có điểm danh khí a. Trong ngày thường thích nhất làm lấn thiện sợ ác sự tình, ta xem chúng ta còn là tản đi. Bằng không cuối cùng chắc chắn sẽ không có cái gì tốt trái cây ăn. Thương cảm tiểu cô nương này, hiện tại lăn lộn xã hội thế nào như thế năng lực kém. Liền 3-4 tuổi tiểu cô nương cũng khi dễ. Ta xem cái này long ca còn không bằng gọi trùng ca được, còn không bằng nhất điều trùng ni. Nhiều ít một câu đi, long ca dù sao cũng là lăn lộn xã hội, giống chúng ta cái này loại dân chúng bình thường có thể không thể trêu vào người như vậy a. Nguyên bản chu vi vây xem người đi đường sôi nổi lựa chọn lui về phía sau, nhưng là có chút người đi đường còn là thối lui đến địa phương xa xa quan vọng. Tên tiểu cô nương khi nhìn đến chung quanh người đi đường tất cả giải tán, một đôi tay nhỏ bé không tự chủ lôi kéo váy liền áo làn váy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là không ức chế được khẩn trương cùng khủng hoảng. Nhìn đến tiểu cô nương khủng hoảng dáng dấp, càng kích phát rồi long ca biến thái hưng phấn, nhìn thoáng qua chu vi. Phát hiện sau lưng hắn còn có một cái lăng đầu thanh không có ly khai, lập tức chỉ vào tên này lăng đầu thanh. Quát dẹp đường, lẽ nào ngươi không có nghe gặp lời của ta mới vừa rồi sao? Lập tức từ ngươi long ca trước mặt của ta tiêu thất. Tiểu cô nương khi nhìn đến duy chỉ có lưu lại Diệp Thần Phong sau, viền mắt chung một đôi khả ái trong mắt dạo qua một vòng, không chút do dự đi đến Diệp Thần Phong bên cạnh, cánh tay vây quanh Diệp Thần Phong đại thối, nói rằng, ba ba, ba ba. Bọn họ khi dễ ta. Ba ba. Không riêng gì Long ca cùng Hoàng Mao Nam cả kinh, ngay cả Diệp Thần Phong cũng sửng sốt mấy giây, Diệp Thần Phong thần sắc biến hóa hoàn toàn rơi vào rồi Long ca trong mắt. Long ca lập tức biết trước mặt cái này lăng đầu thanh điều không phải tiểu cô nương ba ba, cái này hoàn toàn là tên này tiểu cô nương đang đùa đa dạng. Long ca híp mắt, hỏi, ngươi là ba ba của nàng. Nếu như điều không phải lập tức cút cho ta đàn. Long ca lời này vừa nói ra, tiểu cô nương hai tay vây quanh Diệp Thần Phong đại thối càng chặt, một đôi thủy uông uông trong đôi mắt to để lộ ra hoang mang rối loạn. Diệp Thần Phong khom lưng sờ sờ tiểu cô nương đầu, sau đó đối Long ca nói rằng ta là ba ba của nàng, cho nên cút đi là các ngươi. Có lẽ là tiểu cô nương không có nghĩ đến Diệp Thần Phong hội thừa nhận là ba ba của nàng, khuôn mặt lập tức hiện lên vui sướng, cổ họng trong lại một lần nữa thúy xanh xanh hô đạo, ba ba, ba ba, ba ba, ba ba. Không biết chuyện gì xảy ra, tiểu cô nương hô hô mù quáng vành mắt. Long ca hung tợn trừng mắt Diệp Thần Phong, bản tính lộ, bất kể ngươi thật là ba ba của nàng, hoặc là ba ba của nàng,
chuyện đêm nay ngươi hay nhất đừng động, bằng không ngươi sẽ biết ngươi Long Ca sự lợi hại của ta. Diệp Thần Phong không sao cả nhún vai, ngươi cái này là muốn lừa gái tiểu cô nương. Quang này tội danh tự cũng đủ cho ngươi đi trong ngục giam nghĩ lại. Ha ha ha, Long Ca không quan tâm cười to nói, ngươi cho là, ngươi có báo cảnh sát cơ hội sao? Ta một cách tự tin tại ngươi còn không có gọi thông điện thoại báo cảnh sát thời gian, là có thể đem ngươi đánh quỳ rạp trên mặt đất. Sau đó, Long Ca rồi hướng núp ở phía xa ngắm nhìn người đi đường. Quát dẹp đường, ngày hôm nay nếu ai dám báo nguy chính là cùng ta Long Ca đối nghịch, cùng ta Long Ca đối nghịch người tuyệt đối không có tốt kết quả. Diệp Thần Phong vỗ vỗ tiểu cô nương đầu, nói rằng, ngươi trước ở một bên chờ ta, ta đem hai cái này khi dễ ngươi người xấu cấp thu thập. Tiểu cô nương khéo léo điểm gật đầu, nói rằng, ba ba nhất tốt, ba ba nhất định có thể đem những này người xấu đánh ngã. Diệp Thần Phong là một trận thẹn thùng, bất quá, cũng không có đi uốn nắn tiểu cô nương xưng hô, lúc này giải quyết trước mặt hai xúc sinh này mới là chính sự, từng bước hướng Long Ca đi tới, Long Ca nhếch miệng cười nói, thế nào? Tiểu tử, lẽ nào ngươi là muốn hướng ta quỳ xuống xin lỗi sao? Coi như ngươi còn thức thời. Long Ca vừa dứt lời, Diệp Thần Phong liền đi tới Long Ca trước mặt, tốc độ cực nhanh tạp ở Long Ca cái cổ, quả đấm tướng Long Ca từ dưới đất đề lên, Long Ca sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng, cổ họng trong liền một chữ cũng nói không nên lời. T-R-U-I-E-N-C-U A-T-U-I V-N Long Ca bên cạnh Hoàng Mao Nam sửng sốt, phản ứng qua đây sau, lập tức nâng lên nắm tay hướng Diệp Thần Phong trên đầu ném tới, Diệp Thần Phong chân phải vừa nhấc, đá vào Hoàng Mao Nam trên bụng. Hoàng Mao Nam thân thể trực tiếp té bay ra ngoài, đầu nặng nề đụng vào đường phố biên trên một tảng đá, đã bất tỉnh. Diệp Thần Phong tướng Long Ca thả lại trên mặt đất, cười hỏi thế nào? Vừa rồi cảm giác làm sao? Giữa lúc Long Ca muốn tức miệng mắng to thời gian, Diệp Thần Phong lại động thủ, răng rắc, trực tiếp tướng Long Ca hai cánh tay cấp xoay đoạn, đau đến Long Ca cổ họng trong không ngừng kêu khóc. Diệp Thần Phong một cước tướng Long Ca gạt ngã ở trên mặt đất. Nói rằng, khóc cái gì kình. Ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Ngươi vừa rồi uy phong đi nơi nào? Ta xem ngươi giữ lại nửa người dưới đồ chơi kia cũng vô ích, đừng cho là ta không biết ngươi vừa rồi tại động tâm tư gì. Nghe được Diệp Thần Phong lời nói sau, Long Ca bắt đầu sợ hãi, hắn thông minh Diệp Thần Phong là muốn phế đi hắn nửa người dưới đồ chơi kia a. Nhìn Diệp Thần Phong từng bước đến gần, Long Ca liền trên cánh tay đau đớn cũng không để ý tới, cổ họng trong hô lớn. Giúp ta báo nguy, giúp ta báo nguy, người này là người điên, người này là người điên. Cái này là bao nhiêu châm chọc một câu nói a? Vừa rồi Long Ca còn uy hiếp người chung quanh không thể đủ báo cảnh sát ni. Mà giờ khắc này hắn lại xin người chung quanh báo cảnh sát, chung quanh người đi đường nhìn đến Long Ca tượng con chó giống nhau, trong lòng cảm thấy sảng khoái, làm sao đi giúp Long Ca báo cảnh sát chứ? Xì, một tiếng, Diệp Thần Phong một cước đá vào Long Ca trong quần. Long Ca trong quần đúng quần trong lập tức chảy ra màu đỏ huyết, Long Ca bởi nhịn không được đau đớn, tại chỗ bất tỉnh. Một bên tên tiểu cô nương trong con ngươi mạo hiểm sao, trong ánh mắt đối Diệp Thần Phong tràn đầy sùng bái, tiến lên lôi kéo Diệp Thần Phong tay, hưng phấn nói, ba ba, ngươi thật quá đẹp trai. Diệp Thần Phong nắm tiểu tay của cô bé ly khai hiện trường, hoàn toàn không có đi để ý tới Long Ca chết sống, tại sau khi rời đi hiện trường, Diệp Thần Phong ngồi xổm xuống. Hỏi tiểu cô nương, nhà của ngươi ở nơi nào? Thúc thúc ta tống ngươi về nhà. Tiểu cô nương lắc đầu, vươn tay cánh tay ôm Diệp Thần Phong cái cổ, cố chấp nói rằng, ngươi chính là ta ba ba, ngươi chính là ta ba ba, lẽ nào ba ba ngươi không nên xuyến xuyến sao? Giữa lúc Diệp Thần Phong cảm giác bất đắc dĩ thời gian, Diệp Thần Phong phía sau truyền đến thanh âm một nữ nhân, xuyến xuyến, xuyến xuyến, ta tìm ngươi đã lâu, điều không phải những ngươi ở yên tại chỗ chờ ta sao? Ngươi thế nào tự mình một người đi? Mụ mụ, ta tìm được ba ba, ta tìm được ba ba. Xuyến xuyến buông lỏng ra Diệp Thần Phong cái cổ, hướng Diệp Thần Phong sau lưng tên nữ nhân chạy đi. Diệp Thần Phong đứng lên, quay đầu lại nhìn đến tên nữ nhân tướng mạo thời gian, sửng sốt đủ có mười mấy giây, bởi vì đằng sau tên nữ nhân chính là Ninh Vũ Đình. Bất quá, giờ khắc này Ninh Vũ Đình không có mặc quân trang, mà là xuyên toàn thân quần áo thường. Trên người quân nhân khí chất cũng không có, có loại lười biếng đại đô thị thiếu phụ cảm giác. Xuyến xuyến nhào vào Ninh Vũ Đình trong lòng sau, lập tức chỉ vào cách đó không xa Diệp Thần Phong, nói rằng, mụ mụ, đây chính là ta ba ba,
sau đó Xuyến Xuyến cũng là có 33 hài tử. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 18.